chương 271 khí huyết màu đỏ sậm điên cuồng tuôn trào lên cửu trọng thiên, giống như núi lửa vạn cổ bùng nổ. Mà sau khi khí huyết màu đỏ sậm bùng nổ thì còn có một dao động thánh cảnh, khủng bố xuất hiện. Đây là cái gì? Thánh nhân của dạ xoa vương tộc phát ra tiếng kinh hô. Quân tiêu giao yêu nghiệt đến mức nào cũng không có khả năng đạp đất thành thánh, lập tức biến thành cường giả thánh nhân được. Dưới ánh mắt hoảng sợ của vạn chúng, trước người quân tiêu giao xuất hiện một ma ảnh đồ sộ, Ma ảnh kia có dáng người cường tráng, tóc dài buông xuống gót chân, đôi mắt bị mái tóc đen che khuất có màu đỏ tươi như máu, tản ra cảm giác cùng loạn. Rõ ràng là sa đọa thánh thể mà quân tiêu giao mang ra từ bản võ lăng. Trước đó khi quân tiêu giao mang sa đọa thánh thể ra, trong lòng đã có tính toán. Hoang cổ thánh thể có chút tương thông với nhau. Nếu để một bộ phận sức mạnh chân linh của hắn nhập trú vào thần cung, của sa đọa thánh thể thì có thể thao túng gã. Đương nhiên, thao tác này cũng có hạn chế, nếu thời gian quá dài, số lần quá mức thường xuyên thì bản thân hoang cổ thánh thể của quân tiêu giao có khả năng sẽ lây dính ma ý và điểm bất lành của sa đọa thánh thể. Cho nên chỉ có thể sử dụng khi khẩn cấp. Mà hiện tại, đúng là lúc thích hợp để lấy ra. Đây, đây rốt cuộc là thứ gì, con dối sao? Một ít thánh nhân của tội tộc còn lại cũng chấn động. Không đúng, khí huyết của người này ngập trời, có khí tức người sống, không giống như con dối. Đây là cái quỷ gì? Mọi người chung quanh đều cảm thấy khó hiểu nhưng loại dao động thánh nhân này lại không thể che giấu. Quân tiêu dao nhìn về phía thánh nhân của dạ xoa vương tộc, khóe môi nhách lên một ý cười. Hắn vươn ngón tay ra, điểm lên mi tâm của mình. Một quang đoàn tràn ngập hồn lực nồng đậm hiện ra, sau đó trực tiếp trốn vào thần cung của sa đọa thánh thể. Chỉ thoáng chốc, hai mắt sa đọa thánh thể phụt ra ba thước huyết quang, như đã được kích hoạt. Kết thúc, quân tiêu dao và sa đọa thánh thể lại cùng mở miệng. Tiếng nói của quân tiêu giao thanh lãnh đạm mạc, trồng lên giọng nói khàn khàn trầm trọng của sa đọa thánh thể, mang theo một cảm giác áp bách nói không nên lời. Quả thực giống như boss mạnh nhất xuất quan. Oanh! Sa đọa thánh thể ngửa mặt lên trời mà gào, tóc đen ba ngàn trượng, khí huyết màu đỏ sậm phun trào ra. Gã trực tiếp trùng sát về hướng thánh nhân của dạ xoa vương tộc. Đều là thánh nhân, sợ ngươi hay sao? Thánh nhân của dạ xoa vương tộc cũng phát ra toàn bộ khí tức, oanh kích đến. Nhưng kết quả lại là... Phanh! đòn công kích của thánh nhân dạ xoa vương tộc giáng lên người sa đọa thánh thể lại không tạo thành chút tổn thương nào cho gã thậm chí không có cả một vết máu cái này thánh nhân của dạ xoa vương tộc dạy ra linh hồn như hoàn toàn bị hút đi mất ông ta chính là thánh nhân cho dù chỉ là thánh nhân tiền kỳ nhưng một kích này giáng xuống cũng đủ để nổ nát dãy núi sông hồ nhưng hiện tại ông ta lại không tạo thành chút tổn thương nào cho người đối diện không chỉ ông ta mà giờ phút này tất cả sinh linh tội tộc đều điên cuồng hít một ngụm khí lạnh đám người đông huyền lão tổ và cổ nguyên cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bởi vì đây là lần đầu tiên quân tiêu giao lấy ra sa đọa thánh thể cho nên bọn họ cũng mới thấy lần đầu tất cả mọi người đều kinh hãi ra đầu tê dại nhưng bọn họ lại không biết hoang cổ thánh thể là vô địch cùng dai cho dù là sa đọa thánh thể nhưng cường độ thân thể vẫn không có biến hóa nếu là vô địch cùng dai thì tất nhiên đòn công kích của thánh nhân dạ xoa vương tộc không có khả năng tạo thành tổn thương gì với sa đọa thánh thể nhưng ngược lại sa đọa thánh thể lại đưa hai tay bắt lấy hai bên bả vai thánh nhân của dạ xoa vương tộc sau đó bỗng nhiên xé một cái suy lạp giống như xé một tờ giấy thánh nhân của dạ xoa vương tộc có uy danh hiển hách này trực tiếp bị sa đọa thánh thể xé thành hai mảnh cơn mưa máu phiêu linh thánh huyết rơi xuống thiên địa hóa thành tĩnh mịch vào thời khắc này đây là một vị thánh nhân là thánh nhân cao cao tại thượng nhưng giờ phút này lại như gà bị xé thành hai mảnh cảnh tượng chấn động này khiến tất cả mọi người không thở nổi cổ của họ như bị một đôi tay to lớn vô hình bóp chặt giống sa đọa thánh thể được thánh huyết tẩy lễ nên càng thêm cuồng bạo hai mắt huyết sắc của gã dâng lên tia máu ba thước lại nhắm vào một tên thánh nhân khác của dạ xoa vương tộc thậm chí thánh nhân kia không có dũng khí giao chiến xoay người muốn phá không thoát đi nhưng sao có thể thoát được sự đuổi giết của sa đọa thánh thể phanh 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 sa đọa thánh thể bước ra ba bước trực tiếp bắt được thánh nhân dạ xoa vương tộc. Tha, tha cho ta một mạng. Thánh nhân của dạ xoa vương tộc phát ra xin tiếng tha hoảng sợ. Nhưng giờ phút này sa đọa thánh thể đã bị quân tiêu giao thao túng. Sao hắn có thể bỏ qua cho những tội tộc đó? Suy lạp. Giây tiếp theo, thánh nhân này cũng bị xé thành hai mảnh. Kế tiếp, sa đọa thánh. Thể không ngừng lại mà trực tiếp lao về hướng thánh nhân của thiên yêu vương tộc. a à, quái vật, đây là quái vật gì? Tuyệt đối không phải thánh nhân, chẳng lẽ là thánh nhân vương hay là đại thánh tiếng kêu hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác giờ khắc này ra đầu tất cả sinh linh tội tộc đều muốn nổ tung cả người sởn tóc gáy không ngừng run rẩy như hóa dại đừng nói là sinh linh tội tộc bình thường cho dù là những thánh nhân tội tộc thì giờ phút này cũng sợ tới mức hồn vía lên mây xương cốt cũng như kết băng bọn họ chưa bao giờ ra mắt tồn tại khủng bố như thế dùng tay xe thánh nhân cứ như đùa giỡn khủng bố quá khủng bố cái này cái này cái này thiên yêu thái tử dại ra tại chỗ hồn phách như đều bị rút ra gã thật sự không ngờ bên cạnh quân tiêu dao còn có một tồn tại khủng bố như vậy giết thánh nhân như đồ cẩu tuyệt vọng tuyệt vọng vô biên vô tận giống như thủy triều bao phủ trái tim thiên yêu thái tử con kiến nhà ngươi cũng nên chết đi quân tiêu dao tùy tiện đánh ra một trưởng trưởng ấn kim sắc đẩy ngang hư không nghiền áp về hướng thiên yêu thái tử giờ khắc này rốt cuộc thiên yêu thái tử cũng hối hận. Gã hối hận không nghe theo lời cảnh báo của nhan như mộng mà sớm trở về tiên vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận để ăn. Oanh! Không còn gì bất ngờ xảy ra, thiên yêu thái tử bị quân tiêu giao tung một trưởng trục chết trong sự tuyệt vọng vô tận. Quân tiêu giao giờ tay nắm một cái, chộp di hài của thiên yêu thái tử tới rồi ném cho Yến Thanh ảnh. Cắn nuốt hắn đi, đừng lãng phí huyết mạch của yêu thần. Quân tiêu giao nói hắn không dùng được huyết mạch yêu thần nhưng nó lại có trợ giúp rất lớn cho yến thanh ảnh yến thanh ảnh lộ ra vẻ mặt cảm kích và kích động đầu tiên là cắn nuốt đọa thần tử hiện tại nàng ta lại có thể cắn nuốt thiên yêu thái tử nếu tiếp tục cắn nuốt như vậy thì có trời mới biết tương lai nàng ta sẽ lợi hại đến mức nào mà nhan như mộng thấy tình cảnh này thì thở dài buồn bã nàng ta vốn nghĩ không cứu được thiên yêu thái tử thì ít nhất cũng phải có được huyết mạch của yêu thần hiện tại đã hoàn toàn thất bại không chỉ như thế Nhan như mộng còn bị quân tiêu giao mạo phạm. Nàng ta thật sự lòng đau như cắt. Tiểu thư, đi mau. Hai tên yêu thánh của yêu thần cung cũng phát ra tiếng hô. Có sa đoạ thánh thể ở đây, căn bản không có thánh nhân nào chống lại được gã cho dù là hai thánh nhân của yêu thần cung cũng không đối phó được sa đoạ thánh thể. Nhan như mộng cũng rất quả quyết, lấy ra một độn không phủ rồi trực tiếp rời đi. Cũng suýt quên mất các ngươi, lần này tội tộc phá được phong ấn cũng có công lao của các ngươi. Quân tiêu giao hơi nhèo đôi mắt lại, Nhìn về phía hai tên thánh nhân của yêu thần cung. Hắn trực tiếp thao túng sa đoạ thánh thể, lao về hướng hai thánh nhân đó. Kết quả cũng không có bất ngờ gì xảy ra. Đi kèm với hai tiếng kêu thảm thiết, hai thánh nhân của yêu thần cung chết thảm ngay đương trường. Hạc lão, nhan như mộng đã bỏ chạy đến nơi xa, quay đầu đã lập tức nhìn thấy đám người hạc. Lão bị sa đoạ thánh thể một quyền đấm thành huyết khối, thân thể hỏng mất, máu tươi văng khắp nơi. Sắc mặt nàng ta rất khó xem, trong lòng đang nhỏ máu thoát một cái yêu thần cung đã tổn thất hai vị thánh nhân. Thánh nhân cũng không phải là pháo hôi hay là con chó con mèo gì, cho dù là trên tiên vực thì thánh nhân cũng là chiến lực đứng đầu. Lần này yêu thần cung tổn thất quá lớn, quả thực là vừa mất phu nhân còn lại thiệt quân. Đám người Hạc lão đã chết, nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Nhan Như mộng buồn bực tới cực điểm. Lấy tính cách thanh lãnh của nàng ta mà cũng không thể duy trì bình tĩnh, nàng rất bực bội, hận không thể lớn tiếng thét chói tai. Từ trước đến nay Nhan Như Mộng chỉ nghe nói đến sự khủng bố của Quân Tiêu Dao, hiện tại xem như đích thân cảm nhận được. Vuốt chân nàng, trong đầu lại suy nghĩ bản thể của nàng là cái gì, nên ăn như thế nào. Quân Tiêu Dao này quá ma quỷ. Nhan Như Mộng thề mình không bao giờ muốn gặp phải Quân Tiêu Dao nữa. Về sau phải cách xa người này mới được. Nhan Như Mộng lòng còn sợ hãi, bỏ chạy đi xa. Bên kia, nhìn bóng người Nhan Như Mộng biến mất phía chân trời xa xa, Quân Tiêu Dao cũng lười đuổi theo. Giết hai thánh nhân của yêu thần cung đã đủ làm yêu thần cung đau mình Nếu giết luôn cả thần nữ thì yêu thần cung càng không chịu để yên Quân tiêu giao không sợ yêu thần cung Nhưng cũng không cần thiết trêu chọc thêm một tử địch cho quân ra Dù sao trước đó đã có một đoạn thần cung Hơn nữa lần này là yêu thần cung đối lý Trêu chọc quân ra trước Chết hai tên thánh nhân xem như trả giá Tuy yêu thần cung đau mình Nhưng cũng sẽ yên lặng nuốt xuống Tự ăn quả đắng nhưng nếu giết nhan như mộng thì mối thù này sẽ rất lớn. Giải quyết những dư nghiệt đó trước cái đã. Quân tiêu giao khẽ lắc đầu, ánh mắt lại quét về phía những tội tộc đang hốt hoảng thoát. Đi kia. Phương thức tốt nhất để đối phó những tội tộc đó không phải chấn áp. Mà là, hoàn toàn diệt sát, nhổ cỏ tận gốc. Có sa đọa thánh thể ở đây, những thánh nhân tội tộc kia không đáng nhắc tới. Đại giận Hoàng Triều cũng toàn diện phản công, đuổi giết những tội tộc kia. Qua chừng 30 phút, quân tiêu giao bỗng cảm thấy đầu hơi tê dần dường như có loại khí tức âm lãnh đang rót vào trong đầu. Trong lúc mơ hồ, giống như có ma âm rót vào tai. Thánh thể, tất tuyệt, ma âm này lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ không rõ ràng, chỉ có thể nghe thấy mấy chữ đứt quãng. Là lời nguyền của thánh thể, hay là điểm xấu nào đó. Quân tiêu giao thu hồi chân linh, cắt đứt liên kết với sa đọa thánh thể. Mà vừa vặn, thánh nhân của tội tộc cũng đã bị tàn sát hầu như không còn. Sa đọa thánh thể đầy người là máu, mái tóc dài đen nhánh đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm đôi mắt đỏ như máu của gã nhìn về phía quân tiêu dao trong lúc mơ hồ lại mang đến cho quân tiêu dao cảm giác như gã còn có ý thức là ảo giác sao lúc quân tiêu giao nhìn kỹ lại thì sa đọa thánh thể đã biến thành dáng vẻ hỗn loạn ban đầu quân tiêu giao thu hồi sa đọa thánh thể thánh thể tất tuyệt rốt cuộc là nguyền rùa chẳng lành gì quân tiêu dao nhíu mày nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều chắc tạm thời hắn còn chưa gặp được những chuyện này Nói chung, cho dù thánh thể gặp được điểm xấu thì cũng là giai đoạn sau này mà thôi. Quân tiêu giao ở giai đoạn hiện tại không cần lo lắng về vấn đề này. Còn về ngày sau nếu gặp phải tình huống đó thì phải làm sao giải quyết. Quân tiêu giao tin tưởng, tới lúc ấy thì thực lực của hắn sẽ mạnh đến mức khó tưởng tượng nổi. Điểm xấu cái gì, nguyên rùa cái gì, hắn có thể chấn áp tiêu diệt toàn bộ. Sau khi những cường giả thánh nhân tội tộc đó bị giải quyết, sinh linh tội tộc còn lại cũng nhanh chóng được xử lý xong mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, thổ những cũng bị máu làm súng ướt. Tầng tầng lớp lớp thi cốt của sinh linh tội tộc phủ kín mặt đất. Nhìn một mảnh thây sơn biển máu kia, tu sĩ của đại giận hoàng triều đều lòng còn sợ hãi. Nếu không phải quân tiêu giao kịp thời tới đây, thì thi thể phủ kín trên mặt đất sẽ là tu sĩ của đại giận hoàng triều, mà không phải sinh linh tội tộc. Đa tạ thần tử ra tay tương trợ, trên dưới đại giận hoàng triều vô cùng cảm kích. Đại giận hoàng chủ cúi người thật thấp trước quân tiêu giao, không chỉ ông ta mà những tu sĩ còn lại của đại dận Hoàng Triều cũng đang khom lưng, hoặc là quỳ lạy, bọn họ đều cảm kích vạn phần. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía quân tiêu giao còn mang theo một tia cuồng nhiệt. Quân tiêu giao được gọi là vô địch ở thế hệ trẻ cũng thôi đi, mà cả ma ảnh thần bí bên cạnh hắn cũng vô cùng cường hãn, đồ thánh như đồ cẩu. Ở hạ giới, thánh nhân chính là chiến lực đứng đầu, tồn tại như thần linh, mà sa đọa thánh thể đồ thần như đồ cẩu, trùng kích mang đến cho tâm linh bọn họ thật sự quá lớn. Không cần đa lễ, các ngươi làm nhiều chuyện như vậy vì quân gia, cứu các ngươi là điều đương nhiên. Quân tiêu giao xua xua tay và nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nhìn quân tiêu giao được vạn người chú ý bái lại, khuôn mặt quân dĩnh nhi đỏ bừng, rất kích động, đôi mắt xinh đẹp tỏa ra ngôi sao nhỏ. Vào thời khắc đại giận Hoàng Triều gặp phải quốc nạn, quân tiêu giao cường thế hiện thân, quá thật là kéo sóng to khỏi lật úp, đỡ lâu đài không sụp đổ. Cái gì là anh hùng cái thế, đây mới là anh hùng cái thế mà phương hàn thì hoàn toàn bị người ta xem nhẹ không có ai để ý hắn ta mặc dù có vài người chú ý tới nhưng trong mắt cũng mang theo thương hại thở dài thậm chí mơ hồ còn có một tia khinh thường và miệt thị dù sao thì biểu hiện của phương hàn quá không xong thật là làm trò cười cho thiên hạ nhân tâm đều là như thế mặc kệ trước đó ngươi làm được bao nhiêu chuyện thanh danh lan xa cỡ nào nhưng chỉ cần lật xe một lần thì thế nhân lập tức sẽ quên ngươi đi phương hàn chính là một ví dụ rõ ràng có thể nói biểu hiện trước đó của hắn ta cực kỳ xuất chúng, thậm chí coi như đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của phe đại giận Hoàng Triều. Mà hiện tại, tất cả bị hủy chỉ trong một sớm. Nói đi thì phải nói lại, mặc dù Phương Hàn không lật xe. Nhưng so sánh với quân tiêu giao ánh hảo quang vạn trượng, hắn ta vẫn giống như ngôi sao bên cạnh Thái Dương, ảm đạm không ánh sáng. Nghĩ đến đây, đố kỵ trong lòng Phương Hàn càng thêm mãnh liệt. Quân tiêu giao cũng chú ý tới Phương Hàn, ánh mắt hắn trở nên thâm thúy. Quân tiêu giao có thể cảm nhận được khí tức không giống bình thường trên người phương Hàn. Chẳng lẽ là khí tức của căn nguyên thế giới? Quân tiêu giao suy tư trong lòng. Hắn đã có được ba căn nguyên thế giới là thiên huyền đại lục, tinh thần đại lục và xâm la đại lục, nên cũng coi như tương đối quen thuộc với khí tức của căn nguyên thế giới. Nhưng phương Hàn này là con trai của đại dận hoàng chủ, cũng là hoàng tử của đại dận hoàng triều. Nếu trực tiếp ra tay điều tra thậm chí cướp đoạt cơ duyên của hắn ta thì có chút không thể nói nổi. Quân Tiêu Giao để việc này trong lòng. Sau đó, quân đội của Đại Dận Hoàng Triều bắt đầu hoàn toàn rửa sạch dư nghiệt của tứ đại tội tộc, cũng không có chuyện gì cần đến quân Tiêu Giao. Đại Dận Hoàng Triều lấy lễ ngộ Long trọng thỉnh quân Tiêu Giao vào hoàng cung. Đại Dận Hoàng chủ lại nói đại khái một ít tình hình ở hạ giới cho quân Tiêu Giao nghe. Cổ yêu tộc và cổ ma tộc phản loạn thật là gan lớn, nhưng bản thần tử sẽ khiến chúng biết kết cục khi phản bội quân ra. Quân Tiêu Giao ngồi trên hoàng tọa cao cao, hơi nhèo đôi mắt lại đám người đại giận hoàng chủ lại ở phía dưới. Nghe thấy lời nói lạnh như băng của quân tiêu giao, đám người đại giận hoàng chủ thầm dùng mình trong lòng. Thế lực phản bội quân gia càng không thể xá tội hơn cả tội tộc. Quân tiêu giao đối đãi với tội tộc còn sát phạt quả quyết như thế. Có thể tưởng tượng ra thủ đoạn hắn dùng để đối đãi với tộc phản bội. Đám người đại giận hoàng chủ bắt đầu cầu nguyện cho hai tộc kia. Hiện giờ chiến hỏa của tiềm long đại lục đã được bình định, chờ nghỉ ngơi chỉnh đốn ba ngày chỉnh đốn xong quân đội thì trực tiếp đi đến đại lục của cổ thần tộc để chi viện lần này bản thần tử không chỉ muốn thập đại tội tộc bị hủy diệt cả cổ ma tộc cổ yêu tộc và độc thủ sau lưng bọn chúng đều phải một lưới bắt hết nhổ cỏ tận gốc lời nói của quân tiêu giao thật đanh thép khí sát phạt như lợi kiếm sắc bén dâng lên cuồn cuộn vâng cẩn tuân mệnh lệnh của thần tử đám người đại giận hoàng chủ chắp tay được rồi đi bình định dư nghiệt đi quân tiêu giao thuận miệng nói đám người đại giận hoàng chủ chắp tay thối lui phương hàn nhìn thoáng qua quân tiêu dao ngồi trên ngôi vị hoàng đế cao cao đó vốn là ngôi vị hoàng đế của phụ thân hán ta đại dận hoàng chủ hiện giờ quân tiêu dao ngồi trên đó chẳng những đại dận hoàng chủ không tức giận ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên một cảm giác thất bại sâu sắc tràn ngập trong lòng phương hàn đầu cả phụ thân hán ta cũng kính cẩn hữu lễ với quân tiêu dao đứa con trai này lại là thứ gì chứ dĩnh nhi chúng ta cũng lui ra đi phương hàn nói với quân dĩnh nhi bên cạnh Quân Dĩnh Nhi lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn hơi ửng đỏ, nàng nói, Phương Hàn, ngươi đi trước đi, ta còn có chút chuyện muốn nói với thần tử đại nhân. Cái gì? Phương Hàn sửng sốt, bàn tay siết lại thật chặt. Sau đó sắc mặt hắn ta âm trầm, không rên một tiếng mà xoay người rời đi. Quân Dĩnh Nhi không để ý tới thần thái của Phương Hàn. Giờ phút này, toàn bộ lực chú ý của nàng đều dừng lại trên người quân tiêu giao. Quân tiêu giao ngồi trên hoàng tọa, bạch y vô trần, tiên huy dạng dỡ, dung nhan thần tú tuấn Mỹ này khó miêu tả được bằng bút mực. Quân Dĩnh Nhi trực tiếp quỷ xuống trước quân tiêu giao. Ngươi làm gì vậy? Quân tiêu giao nhướng mày. Dĩnh Nhi đa tạ thần tử đã cứu đại giận Hoàng Triều, cứu Dĩnh Nhi. Thứ hai, cảm tạ thần tử nguyện ý đón Dĩnh Nhi trở về thiên vực. Đôi mắt xinh đẹp của quân Dĩnh Nhi ngập nước, cứ như có nước mắt đang lập lòe. Có trời mới biết nàng chờ đợi ngày này đã bao lâu. Tuy ở đại giận Hoàng Triều, nàng là công chúa được người người tôn kính, nhưng chỉ có bản thân quân dĩnh nhi biết cảm giác cô lãnh tịch mịch xa cách với người thân hiện tại quân tiêu giao xuất hiện muốn mang nàng về tiên vực đối với quân dĩnh nhi mà nói quân tiêu giao quả thực chính là ánh dạng đông trong bóng đêm việc nhỏ mà thôi hà tất làm như thế hơn nữa ta và ca ca người cũng coi như bằng hữu quân tiêu giao hơi giơ tay pháp lực kích động cả người quân dĩnh nhi trực tiếp bị nâng lên quân tiêu giao cũng không nói quân vạn kiếp đã thần phục hắn vậy sao ca ca có thể kết bạn với thần tử cũng là chuyện may mắn, vậy ca ca hắn. Quân Dĩnh Nhi vươn bàn tay ngọc lên xoa xoa nước mắt trên khóe mi, trong lòng vui sướng. Hắn thật không tồi, đã trở thành đệ ngũ tự liệt của quân gia. Quân Tiêu Giao nói, thật vậy sao, thật tốt quá. Quân Dĩnh Nhi bộc lộ vui mừng ra mặt. Quân Dĩnh Nhi cũng rất rõ ý nghĩa của đệ ngũ tự liệt là gì. Người ca ca khi còn nhỏ luôn nói phải nỗ lực mạnh lên để bước lên đỉnh cao, sau đó mang nàng cùng sống những ngày tháng tốt đẹp hiện giờ thật sự hoàn thành hứa hẹn của hắn. Ta còn có một chút chuyện cần giải quyết ở hạ giới, cho nên có khả năng phải chờ mọi chuyện giải quyết xong mới có thể dẫn ngươi trở về tiên vực. Quân tiêu giao nói, thần tử có thể dẫn Dĩnh Nhi trở về tiên vực, Dĩnh Nhi đã vô cùng cảm kích, chờ thêm một thời gian cũng không sao. Quân Dĩnh Nhi vội vàng trả lời, nàng đã đợi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn để ý chút thời gian này hay sao? Đúng rồi, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Quân tiêu giao như nhớ tới cái gì, lập tức nói thần tử cứ nói quân dĩnh nhi nói tên hoàng tử vừa rồi là như thế nào quân tiêu giao hỏi thần tử đang nói phương hàn sao hắn là thập lục hoàng tử của đại dận hoàng triều trước đó vẫn luôn bị cười nhạo dĩnh nhi thấy hắn đáng thương nên trợ giúp hắn quân dĩnh nhi kể lại những chuyện về phương hàn cho quân tiêu giao nghe bao gồm ban đầu hắn ta là một hoàng tử ngốc nhưng sau đó lại đột nhiên quật khởi trở thành một thiên kiêu thì ra là như thế sau khi nghe xong, trong lòng quân tiêu giao đã xác định hơn phân nửa. Hẳn Phương Hàn này là chính là nghịch thiên tri tử của tiềm long đại lục. Tuy quân tiêu giao không biết cơ duyên của Phương Hàn là cái gì, nhưng khí tức căn nguyên thế giới kia lại không trốn thoát được dò xét của hắn. Phương Hàn này tuy không biểu lộ rõ ràng, nhưng bất mãn trong lòng hắn dành cho ta lại không thể che giấu được. Là bởi vì ta dành mất nổi bật của hắn sao? Quân tiêu giao tự nói trong lòng. Sao quân tiêu giao có thể không biết những tính toán trong lòng Phương Hàn? cả những thiên kiêu trên tiên vực mà hắn cũng có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng đừng nói là một nghịch thiên chi tử nho nhỏ ở hạ giới. Quân tiêu giao cũng đã nhìn ra, Phương Hàn có ý với quân Dĩnh Nhi. Mà thái độ của quân Dĩnh Nhi đối với hắn đã hoàn toàn làm trong lòng Phương Hàn, sinh ra ghen ghét càng sâu. Phương Hàn, tốt nhất người hãy tự mình hiểu lấy. Quân tiêu giao thầm nói trong lòng, nếu Phương Hàn dám có động tác nhỏ gì, mặc dù hắn ta là hoàng tử của đại giận, hoàng triều thì quân tiêu giao cũng tuyệt đối không bỏ qua thậm chí quân tiêu giao còn hy vọng Phương Hàn sẽ có động tác nhỏ nào đó. Như vậy thì hắn có thể quang minh chính đại cướp lấy cơ duyên của Phương Hàn. Còn về hiện tại, đại giận Hoàng Triều trấn áp tội tộc, lập công lao hãn mã, nếu lúc này quân tiêu giao ra tay với Phương Hàn thì thật sự không thể nói nổi. Toàn bộ hỗn loạn trên tiềm long đại lục đến đây cũng đã được bình định lại. Kế tiếp, quân tiêu giao chỉ cần đi đến đại lục chỗ cổ thần, tộc là có thể hoàn toàn giải quyết mầm tai họa thập đại tội tộc mà ngay trong khoảng thời gian toàn bộ tiềm long đại lục tiến vào dọn dẹp cuối cùng. Các đại lục khác cũng hoàn toàn không yên tĩnh. Bắt đầu từ lúc quân tiêu giao hạ giới, hắn đã đi tổng cộng 4 đại lục. Lần lượt là thiên huyền đại lục, tinh thần đại lục, xâm la đại lục và tiềm long đại lục. Nhưng trừ 4 khối đại lục này thì còn có 6 đại lục mà quân tiêu giao, tạm thời chưa đặt chân đến. Cả 6 khối đại lục này cũng nổi lên gió nổi mây phun. Quy nguyên đại lục là một trong thập địa hạ giới, Giờ phút này, trong một hẻm núi bí ẩn của Quy Nguyên Đại Lục, một trận đại chiến giữa hai thiên kiêu đang bùng nổ. Ầm ầm, một tiếng vang lên, một tên thiếu niên áo tím bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Trong mắt hắn ta mang theo phẫn nộ và cả hoảng sợ, nhìn về phía bóng người đối diện kia. Đó là một thanh niên mặc trường bào màu vàng đen, tóc đen như mực, da thịt tái nhợt, dung mạo tuấn mỹ. Nhìn có vẻ gầy gầy cao cao, bộ dạng như bạch diện thư sinh, giống như gió thổi qua là ngã nhưng sau khi lĩnh hội thực lực của thanh niên này thì trong mắt thiếu niên áo tím chỉ còn không cam lòng và tuyệt vọng ta một đường quật khởi đến nay luôn được thiên địa ủng hộ sao có thể bại đáng lẽ trên đại lục này không có người thế hệ trẻ tuổi nào có thể thắng được ta thiếu niên áo tím không cam lòng mà giống giận hắn ta vốn là khí đồ của một tiểu tông môn sau khi ngoài ý muốn có được một đoàn căn nguyên thế giới thì một đường quật khởi cơ duyên bùng nổ quét ngang tứ phương cuối cùng diệt luôn cả tông môn đã từng xua đuổi hắn ta nhưng mà, ngay vào lúc thiếu niên áo tím rào rạt đắc ý, thậm chí bắt đầu ảo tưởng về cảnh tượng sau này làm chúa tể cả đại lục, một thanh niên ra thịt tái nhợt tuấn Mỹ đến kỳ cục lại đột nhiên xuất hiện, trước mặt hắn ta. Hơn nữa thực lực của người này khiến thiếu niên áo tím cũng cảm giác hoảng sợ. Hắn ta có được căn nguyên thế giới mà cũng đánh không lại thanh niên này. Chuyện này thật sự không hợp lẽ thường. Xem ra ngươi chính là khí vận chi tử của quy nguyên đại lục, ta nhất định phải có được căn nguyên thế giới của ngươi thanh niên thỏ một tay ra sức mạnh luân hồi nồng đậm khuếch tán ra trong lúc mơ hồ ở phía sau gã như hiện ra hư ảnh một luân bàn thật lớn trên luân bàn kia có khắc chúng sinh lục đạo cứ như có thể kéo chúng sinh vạn linh vào luân hồi đây đây là sức mạnh gì thiếu niên áo tím phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai sau lưng thanh niên hắc y kia hiện ra hư ảnh luân bàn làm trong lòng hắn ta sinh ra một cảm giác khủng bố sức mạnh thần bí khó lường kia cũng khiến chiến ý trong lòng thiếu niên áo tím tan biến giờ khắc này chỉ muốn đào tẩu. Thế gian vạn vật đều không trốn thoát được nổi khổ luân hồi, trở thành quân lương của ta đi. Thanh niên hắc y lạnh nhạt nói. Thiếu niên áo tím bỗng tỉnh táo lại, kinh hô, ta biết rồi, chẳng lẽ ngươi là người mang khí vận của đại lục khác? Trong suy nghĩ của thiếu niên áo tím, thì người có thể áp chế hắn ta chỉ có khí vận chi tử đẳng cấp tương đương, mà thôi. Đúng, nhưng cũng không đúng. Thanh niên hắc y cười cười, hình như gã rất thưởng thức dáng vẻ hoảng sợ dãy ruộng của thiếu niên áo tím trước mặt, bởi vậy kiên nhẫn giải thích, ta không phải là người hạ giới, ta được chôn giấu ở hạ giới vô số kỷ nguyên, là vì chờ thập giới đại loạn của đời này, diễn ra để đánh cắp khí vận và căn nguyên thế giới của hạ giới. Mà ngươi, là con mồi thứ hai của ta. Thanh niên hắc y nói, trong cơ thể cũng tràn ngập một luồng sức mạnh căn nguyên thế giới. Đó là căn nguyên thế giới, mà gã cướp đoạt được từ trên người một vai chính thiên địa của đại lục khác những nghịch thiên chi tử hạ giới đó tuy mạnh, nhưng so sánh với quái thai cổ đại được chôn giấu vô số kỷ nguyên, thì căn cơ vẫn còn quá mỏng yếu. Ngay cả thiên kiêu tiên vực cùng đời còn khó có thể thắng được quái thai cổ đại, càng đừng nói là những vai chính khí vận ở hạ giới. Nghe thanh niên Hắc Y nói vậy, trái tim thiếu niên áo tím hoàn toàn lạnh lẽo. Quả thực thanh niên Hắc Y trước mặt chính là kẻ săn giết khí vận chi tử. Chết đi, căn nguyên và khí vận của thế giới đều thuộc về ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio thanh niên hắc y thúc giục sức mạnh luân hồi và căn nguyên thế giới thiếu niên áo tím kia căn bản không chống lại được thân thể bị hư ảnh luân bàn nghiền áp từng tấc tan nát thành vụn máu vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh thiếu niên áo tím cũng nghe thấy một câu cuối cùng của thanh niên hắc y nhớ kỹ đưa ngươi vào luân hồi là vong xuyên phụt một tiếng vừa dứt thân thể thiếu niên áo tím hỏng mất một đoàn căn nguyên thế giới màu sắc rực rỡ hiện ra thanh niên hắc y tuấn mỹ tên là vong xuyên vươn tay ra để căn nguyên thế giới rơi xuống đó cái thứ hai vong xuyên lẩm bẩm cảm ứng được thập địa hạ giới kịch biến vong xuyên lập tức tỉnh lại từ phong ấn tiên nguyên mục tiêu đầu tiên của gã là đoạt lấy căn nguyên thế giới và khí vận ở hạ giới này còn có một nơi tên là kẽ nứt thập địa trong đó còn có rất nhiều đại cơ duyên ánh mắt vong xuyên trượt lóe mà lúc này vong xuyên như như cảm ứng được cái gì lạnh nhạt mở miệng nói nếu tới rồi thì sao không hiện thân gặp mặt bốn phía vẫn an tĩnh một lát sau một tiếng cười duyên như chuông bạc bỗng vang lên không hổ là quái thai cổ đại của luân hồi ma tông cảm quan thật nhạy bén sau khi giọng nói này truyền ra một thiếu nữ mặc váy ngắn màu đen dáng người xinh xắn lanh lợi lập tức xuất hiện nàng cột búi tóc hai bên lông mi mảnh tinh tế mắt to xinh đẹp mũi cao thẳng cái miệng nhỏ đỏ hồng thân thể không cao đủ để tranh cao thấp với khương lạc ly xem ai lùn hơn ngực còn bằng phẳng không có gì thu hút cảm giác tồn tại cực kỳ thấp chỉ có đôi chân tuyết trắng mảnh khảnh non nớt dưới làn váy ngắn có đường cong tuyệt đẹp hết sức hút tình trên cổ chân trắng nõn còn đeo một chuỗi lục lạc tơ hồng kim sắc khi bước đi sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy cả người thiếu nữ như búp bê ngọc thanh thuần đáng yêu nhưng dưới sự thanh thuần đáng yêu này lại mang theo một cảm giác quyến rũ nhàn nhạt loại tổ hợp thanh thuần và quyến rũ kỳ lạ này khiến khí chất của thiếu nữ cũng rất đặc biệt ngươi là vong xuyên hơi nhíu mày gã có thể cảm nhận được thiếu nữ trước mặt nhìn như phúc hậu và vô hại nhưng trong ngọc thể nhỏ sinh này lại chất chứa năng lượng khủng bố tuyệt đối. Nàng ta không phải là người của hạ giới. Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng ta liếc một cái đã nhận ra vong xuyên là quái thai cổ đại của luân hồi ma tông, được chôn giấu ở hạ giới. Bổn cô nương là thánh nữ đương đại của ma tiên giáo, ta tên là tiểu ma tiên. Thiếu nữ tên là tiểu ma tiên ưỡn bộ ngực căn bản không có độ cong gì lên, ngạo kiều nói. Ma tiên giáo. Vong xuyên lộ ra một chút kinh ngạc. Gã không rõ tiểu ma tiên là ai, bởi vì gã là quái thai cổ đại được chôn giấu ở hạ giới vô số năm, căn bản không có khả năng biết Thiên Kiêu đương đại, nhưng vong xuyên lại biết Ma Tiên giáo. Đây là một đạo thống tiên vực vô cùng khủng bố, được truyền thừa qua vô số kỷ nguyên, nghe đồn là đạo thống có tiên nhân ma đạo. Đây tuyệt đối là một đại giáo bất hủ có nội tình cường đại. Hơn nữa quan trọng nhất là Ma Tiên giáo luôn nằm ở trạng thái đối lập với một đại giáo bất hủ khác tên là Nhân Tiên giáo. Ngươi là thánh nữ đương đại của Ma Tiên giáo, tìm ta có chuyện gì? chẳng lẽ là muốn cướp căn nguyên thế giới của ta? Vong xuyên đạm mặc hỏi. Gã là quái thai cổ đại, phóng mắt nhìn khắp thế hệ trẻ tuổi trên tiên vực, thì tuyệt đối cũng là tồn tại đứng đầu. Đối mặt với thánh nữ của ma tiên giáo, gã căn bản chút e rè sợ hãi. Khanh khách, đương nhiên không phải, thanh y tỷ tỷ của nhân tiên giáo muốn mời chào người hợp tác, tất nhiên tiểu ma tiên ta cũng không thể một mình chiến đấu hăng hái. Tiểu ma tiên cười khanh khách và nói, ánh mắt vong xuyên chợt dịu lại, Tất nhiên hắn rất rõ nhân tiên giáo và ma tiên giáo đối lập với nhau. Phỏng trừng thanh y mà tiểu ma tiên nói chính là thánh nữ của nhân tiên giáo. Nhưng vong xuyên lại không có ý tham gia cuộc tranh đấu giữa hai đại giáo bất hủ. Ngay vào lúc gã muốn cự tuyệt, khóe miệng tiểu ma tiên nhách lên một nụ cười duyên, nói, chỉ sợ ngươi, còn không biết mình bị phong ấn bao lâu đúng không? Luân hồi ma tông đã sớm biến mất trong bụi bạm lịch sử rồi. Cái gì? Vong xuyên nghe vậy thì rốt cuộc không thể bình tĩnh nổi nữa, Luân hồi ma tông đã sớm biến mất trên con sông dài lịch sử sao? Ngươi đang gạt ta. Trung quanh vong xuyên kích động luân hồi chi ý, người ta không có lừa ngươi, căn cứ vào một ít tư liệu lịch sử mà giáo ta ghi lại. Luân hồi ma tông từng đánh một trận với bất tử sơn trong vùng cấm sinh mệnh, mưu toan tìm kiếm ra bí mật bất tử, sau đó dung hợp với bí mật luân hồi, cuối cùng không trở về được nữa. Tiểu ma tiên nói, lúc sau, nàng ta cũng kể lại một ít tin tức về luân hồi ma tông cho vong xuyên biết sau khi nghe xong vong xuyên đã hoàn toàn im lặng thật ra ngày xưa cũng không ít lần xuất hiện tình trạng khi quái thai cổ đại phá phong ấn xuất thế thì phát hiện thế lực của mình sớm đã biến mất đưa mắt nhìn bốn phía trong thiên hạ không còn một người quen biết đây có lẽ là cái giá phải trả khi quái thai cổ đại tự phong ấn cho nên ngươi tìm ta không chỉ là hợp tác mà còn muốn mời chào ta vong xuyên nhìn nhận mọi chuyện rất thấu triệt nếu như chỉ cần hợp tác thì tiểu ma tiên không cần kiên nhẫn giải thích như vậy tiểu ma tiên cười hì hì và nói đó là đương nhiên ngươi chính là luân hồi thánh thể ma tiên giáo ta rất hoan nghênh nhân tài như vậy nghe tiểu ma tiên nói thế vong xuyên không lập tức trả lời nếu luân hồi ma tông sớm đã biến mất vậy vong xuyên nhất định cũng phải tìm chỗ an thân khác chỉ một người đơn độc sau lưng không có thế lực chống đỡ bồi dưỡng cũng khó có thể hoàn toàn trưởng thành ma tiên giáo thật sự rất mạnh nhưng vong xuyên thân là luân hồi thánh thể đã từng là thánh tử mạnh nhất của luân hồi ma tông tất nhiên trong lòng gã cũng có ngạo khí muốn gã gia nhập một thế lực thì nhất định phải đánh bại gã trước làm gã tâm phục khẩu phục tiểu ma tiên rất mạnh thậm chí có thể giao thủ luận bàn với loại quái thai cổ đại vong xuyên này nhưng nếu muốn đánh bại gã thì chính là nằm mơ giữa ban ngày hơn nữa vong xuyên cũng biết tiểu ma tiên nhìn có vẻ thanh thuần xinh đẹp cổ linh tinh quái nhưng nhất định cũng có rất nhiều tâm nhãn hắn biết sở dĩ ma tiên giáo muốn mời chào gã trừ nhìn chúng thiên tư thực lực của gã ra thì còn có một điểm chính là bảo khố tông môn bí mật của luân hồi ma tông cùng với đế binh lục đạo luân hồi bàn cho dù là thế lực lớn nào thì cũng có bảo khố riêng thuộc về chính mình tất nhiên luân hồi ma tông cũng có hơn nữa đế binh của luân hồi ma tông lục đạo luân hồi bàn cũng được đặt trong bảo khố hiện giờ luân hồi ma tông bị hủy diệt tất nhiên bảo khố cũng không rõ tung tích mà vong xuyên là người có khả năng tìm kiếm được bảo khố luân hồi ma tông nhất bởi vì gã chính là truyền nhân cuối cùng của luân hồi ma tông trong lòng vong xuyên biết rõ ma tiên giáo có tâm tư gì gã cũng không nói toạc chỉ khẽ gật đầu và nói những chuyện đó sau này bàn lại nhưng chúng ta cũng có thể hợp tác ở hạ giới vậy tốt một lời đã định có người ở đây thì hẳn có thể chống lại tên kia tiểu ma tiên lẩm nhẩm lẩm nhầm lời này là có ý gì vong xuyên nghe vậy thì nhướng mày hàm ý trong lời nói của tiểu ma tiên là trong thế hệ trẻ tuổi có người có thể chống lại quái thai cổ đại là gã sao vui đùa cái gì vậy sở dĩ quái thai cổ đại là quái thai cổ đại đại diện bọn họ có tiềm lực vô thượng sau khi đi ra từ phong ấn vạn cổ thì đủ sức để quét ngang tất cả thiên kiêu đương đại ai tiểu ca ca vong xuyên thời đại thay đổi rồi đây đã không phải thời đại của các ngươi thời đại này xuất hiện một con quái vật một con quái vật rất mạnh rất mạnh tiểu ma tiên nói đến đây thì ôm lấy cánh tay non mị vẻ mặt hiện đầy kiêng kỵ là ai vong xuyên lập tức cảm thấy hứng thú gã đã từng là thánh tử của luân hồi ma tông lại là luân hồi thánh thể còn là quái thai cổ đại có ai có thể chống lại gã quân tiêu dao của quân gia một yêu nghiệt trông có vẻ rất tuấn tú tuy không chính mắt gặp qua nhưng ta nghe tên của hắn nhiều đến mức lỗ tai muốn trai rồi tiểu ma tiên bĩu môi mà nói quân gia vong xuyên nghe vậy thì ánh mắt hơi chấn động trước đó nghe nói đến ma tiên giáo thì vẻ mặt của gã còn coi như bình tĩnh nhưng nghe thấy quân gia thì sắc mặt gã lập tức sinh ra biến hóa đây tuyệt đối là một hoang cổ thế gia khủng bố vô biên ở thời đại của bọn họ quân gia cũng đã ở tầng cao nhất của thế lực bất hủ thậm chí khi đó luân hồi ma tông bọn họ còn có một vị thiên kiêu xung đột với thiên kiêu của quân gia cuối cùng bị giết chết luân hồi ma tông cũng không dám đi đến quân gia đòi công đạo gì mà là lựa chọn hành quân lặng lẽ bởi vậy có thể nhìn ra được uy danh và lực ảnh hưởng của quân gia ở thiên vực truyền thừa vạn cổ chưa từng suy sụp không ngờ lại là quân gia hình như mỗi một thế hệ bọn họ đều sẽ xuất hiện một ít yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt thế hệ này cũng làm ta tò mò. Vong xuyên lẩm bẩm Yên, tâm đi, sớm hay muộn gì các ngươi cũng gặp mặt thôi, bởi vì quân tiêu giao cũng hạ giới. Tiểu ma tiên nói. Phải không, vậy cũng phải gặp vị yêu nghiệt này một lần, xem rốt cục lợi hại đến mức nào. Hai mắt vong xuyên cứ như hiện ra hai lốc xoáy luân hồi, tầng tầng lớp lớp. Gã mang trên người luân hồi thánh thể, là tồn tại xếp hạng thứ 50 trong 3.000 thể chất gã tin chắc dù là yêu nghiệt kia của quân gia thì cũng không thể chống lại gã. Càng đừng nói gã còn có một vũ khí mô phỏng đế binh lục đạo luân hồi bàn, tên là tiểu lục đạo luân hồi bàn. Thánh thể thêm thân, thần binh trong tay, vong xuyên cần gì kiêng kỵ ai. Nhìn thấy trong mắt vong xuyên xuất hiện một tia chiến ý, tiểu ma tiên vừa lòng gật gật cái cầm tuyết trắng. Sở dĩ nàng ta mượn sức vong xuyên, cũng có một nguyên nhân là muốn cản trở quân tiêu giao. Nếu không thì đến lúc cái khe thập giới mở ra, chẳng phải tất cả cơ duyên của hạ giới đều bị quân tiêu giao cướp đi nhưng nghe nói quân tiêu giao kia phong thần tuấn lãng tú giật tuyệt trần hơn nữa có hoang cổ thánh thể năng lực ở phương diện kia cũng rất mạnh tiểu ma tiên liếm liếm cái lưỡi đinh hương gương mặt thanh thuần đáng yêu hiện ra một chút mị hoặc hình như lo li ma tiên giáo tập hợp sự thanh thuần và quyến rũ này có hứng thú đặc biệt với quân tiêu giao ngay vào lúc quái thai cổ đại vong xuyên kết minh với tiểu ma tiên ở một nơi khác trên một đại lục tên là nam thương một thiếu nữ đang vội vàng lao nhanh trong khu rừng cây nhỏ, hình như đang tránh né hồng thủy mãnh thú nào đó. Rốt cuộc, thiếu nữ cũng đi tới một vách đá, phía trước nàng đã không còn đường, mà phía chân trời phía sau, một thanh niên dung nhan như ngọc, mặc trường bào xích kim sắc trên người đang chấp đôi tay sau lưng, thản nhiên đi đến. Quanh thân thanh niên có từng luồng khí hỗn độn trầm phủ như có thể đè sụp hư không vạn dặm. Không gian chung quanh hắn ta cũng mơ hồ vạn vẹo, như muốn rách nát vì sức mạnh hỗn độn. Thanh niên này cực kỳ lóa mắt có khí thế vương giả khiến lòng người sinh ra kính sợ ngươi ngươi chính là vị kia trên hỗn độn đại lục thiếu nữ nơm nớp lo sợ trong mắt lộ ra khủng hoảng nếu hỏi khối đại lục nào trong thập địa hạ giới là mạnh nhất phồn thịnh nhất thì không nơi nào khác ngoài hỗn độn đại lục thậm chí có lời đồn đãi rằng hỗn độn đại lục là một khối tiên vực nhỏ rơi xuống hạ giới vào lúc tiên vực và dị vực bùng nổ đại chiến kinh thiên thời xa xưa sau đó biến thành hỗn độn đại lục đương nhiên truyền thuyết này đã quá mức xa xăm thật giả khó dò nhưng từ lời đồn này cũng có thể nhìn ra được hỗn độn đại lục có địa vị đặc thù như thế nào trong thập địa hạ giới tuyệt đối là tồn tại trung tâm nhất mà thanh niên trước mặt chính là nghịch thiên tri tử của hỗn độn đại lục thậm chí có thể nói hắn ta là người mạnh nhất trong nghịch thiên thập tử còn về vong xuyên gã không phải là nghịch thiên tri tử mà là quái thai cổ đại được chôn ở hạ giới chẳng qua là cướp đoạt khí vận và căn nguyên nghịch thiên tri tử mà thôi tha cho ta một mạng đi ta có thể làm nô làm tì chuyện gì ta cũng có thể làm thiếu nữ quỳ xuống mặt đất dập đầu, cầu xin. Làm nô làm tì, ngươi xứng sao? Ánh mắt thanh niên thật lạnh nhạt. Hắn ta không nói nhiều lời nữa, lập tức chụp qua một trưởng, khí hỗn độn tuôn trào, tràn ngập tứ phương. Không có bất cứ trì hoãn nào, thiếu nữ nắm giữ căn nguyên thế giới của Nam Thương, đại lục đã bị thanh niên dùng một trưởng chụp chết. Sau đó, căn nguyên thế giới của Nam Thương đại lục hiện ra. Thanh niên vươn tay ra rồi lập tức chụp nó tới. Cái thứ ba, khóe miệng thanh niên nhếch lên một nụ cười nhẹ bao gồm cả căn nguyên của hỗn độn đại lục của bản thân ra thì thanh niên đã có được ba căn nguyên thế giới theo nhìn nhận của hắn ta mình chắc chắn là người có được nhiều căn nguyên thế giới nhất mà dưới đáy lòng thanh niên còn có một dã tâm truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em cà phê nhé hắn ta muốn tập hợp 10 căn nguyên thế giới hội tụ tất cả cơ duyên và khí vận của 10 nghịch thiên chi tử vào người mình để tạo thành một vị nghịch thiên chi vương trung cực Đến lúc đó, hắn ta sẽ mạnh đến mức nào? Quả thực không dám tưởng tượng. Mà lúc này, một tiếng nói thanh lãnh xa cách bỗng vang lên, Lý Đạo Huyền, người vốn có thể giữ một mạng cho thiếu nữ kia, chỉ lấy căn nguyên là được. Nghe thấy giọng nói như dòng suối trong thấm vào ruột gan này, đáy mắt thanh niên tên là Lý Đạo Huyền hiện lên một tia ái mộ lửa nóng, nhưng lại bị hắn ta che giấu rất tốt. Cách đó không xa, một bóng hình thanh y xinh đẹp mông lung, chảy xuôi tiên quang ngồi xếp bằng trên một đóa thanh liên, vượt qua hư không mà đến dáng người nàng ta thật yểu điệu trên mặt có che lụa mỏng tiên huy mông lung chỉ có thể nhìn thấy một đôi đồng nhãn thủy tinh trong sáng cứ như hồ nước trong suốt khí chất của nàng ta như thanh liên mới nở không dính bụi trần tuy trên mặt nữ tử có lụa mỏng che giấu nhưng hình dáng tuyệt đẹp mơ hồ hiển lộ kia càng làm người ta có xúc động muốn nhìn lén phương dung tuyệt sắc một lần nàng ta chính là cơ thanh y cơ thanh y ngồi xếp bằng trên thanh liên cả người có vẻ siêu nhiên thoát tục không dính khói lửa phàm tục nữ nhân mỹ mạo trong thiên hạ đếm không hết được nhưng nữ nhân có được khí chất đặc thù lại cực kỳ hiếm thấy khí chất tiên linh thanh lãnh kia của cơ thanh y cứ như nữ tiên cả quân tiêu dao cũng từng cảm thán khí chất của nàng ta không có ở phàm trần nhân gian khó nghe nhìn thấy mấy lần dù là trên tiên vực cũng có không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt khuất phục trước cơ thanh y càng đừng nói là ở hạ giới này trong mắt lý đạo huyền ẩn chứa lửa nóng nhưng lại không tỏ ý kiến đối với lời nói của nàng lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh ta không cảm thấy mình làm sai đương nhiên nếu thanh y tiên tử cảm thấy không ổn thì ta có thể sửa lý đạo huyền khẽ mỉm cười hết sức tuấn nhã hắn ta tự nhận mình cũng xem như một mỹ nam tử còn là người mang đại khí vận ngoài ra cũng là tồn tại mạnh nhất trong nghịch thiên thập tử ở hạ giới theo lý thuyết mị lực của hắn ta cực kỳ đầy đủ nhưng mà bắt đầu từ khi cơ thanh y tìm được hắn ta tới bây giờ nàng luôn duy trì khoảng cách nhất định với hắn mà quan hệ giữa hai người là quan hệ hợp tác thực bình thường, không có bất cứ tình cảm gì trong đó cả. Điều này làm Lý Đạo Huyền có chút khó hiểu, hay là hắn ta còn chưa đủ ưu tú, không thể lọt vào mắt Cơ Thanh Y. Nghe Lý Đạo Huyền nói thế, Cơ Thanh Y khẽ lắc đầu. Lần này nàng ta hạ giới, một mặt là vì tìm kiếm cơ duyên, mặt khác cũng gánh vác nhiệm vụ mời chào thiên kiêu dưới hạ giới cho Nhân Tiên giáo. Có trưởng lão Nhân Tiên giáo nói với nàng, hạ giới sẽ ra đời nghịch thiên thập tử có được đại khí vận nếu tương lai không ngã xuống thì họ có thể trở thành trí tôn một phương bởi vậy mới bảo cơ thanh y đi tìm cơ thanh y cũng nhanh chóng tìm được lý đạo huyền tư chất khí vận thực lực của hắn ta là không thể nghi ngờ cũng coi như đứng đầu trong nghịch thiên thập tử chỉ là tính cách của hắn ta khiến cơ thanh y có chút không thích thậm chí có vẻ lý đạo huyền còn có ý tưởng khác với nàng nhưng ở hạ giới này còn cần dùng đến khí vận của lý đạo huyền bởi vì có thể nói kẽ nứt thập địa là cơ duyên lớn nhất của hạ giới nhưng không phải ai cũng có thể tiến vào mà lấy khí vận của lý đạo huyền thì rất có khả năng hắn ta có thể tiến vào trong đó cho nên hiện tại cơ thanh y chẳng qua đang lợi dụng lý đạo huyền mà thôi tất nhiên lý đạo huyền cũng hiểu nhưng hắn ta cũng đang lợi dụng cơ thanh y thanh y tiên tử người đã nói là muốn giúp ta tìm kiếm căn nguyên của những thế giới khác để trở thành nghịch thiên tri vương lý đạo huyền nói tất nhiên ta sẽ trợ giúp dù sao đến lúc đó còn muốn nhờ ngươi đi đối phó vị kia của ma tiên giáo đồng nhãn của cơ thanh y thâm thúy nàng ta nói đối thủ cạnh tranh của nàng ta là tiểu ma tiên của ma tiên giáo cũng đã hạ giới cơ thanh y cũng biết tiểu ma tiên tuyệt đối không có khả năng chiến đấu một mình nàng ta sẽ đi tìm minh hữu để kết minh hiện tại là hai nàng đang so sánh xe minh hữu của ai lợi hại hơn là quái thai cổ đại vong xuyên hay là nghịch thiên tri tử mạnh nhất lý đạo huyền ha ha, thanh y tiên tử yên tâm ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi đối phó người gì đó của ma tiên giáo Lý Đạo Huyền cười nói. Hắn ta vẫn rất tự tin với thực lực của mình. Đừng quá mức tự tin, cẩn thận lật thuyền trong mương. Dù sao ngoại giới đều đang lan truyền ngươi là hỗn độn thể. Nhưng rốt cục là cái gì thì trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Cơ thanh y cảnh báo. Nụ cười của Lý Đạo Huyền hơi tàn đi. Đúng vậy. Ngoại giới đều đang đồn đãi. Trên hỗn độn đại lục xuất hiện một vị hỗn độn thể, chính là Lý Đạo Huyền hắn. Loại thể chất hỗn độn thể khủng bố này được xếp thứ 10 trong 3.000 thể chất, đủ có thể tranh phong với các thể chất trí cường như hoang cổ thánh thể. Nhưng phóng mắt ra khắp tiên vực, hỗn độn thể cũng là tồn tại vạn năm khó gặp, vậy thì sao có thể xuất hiện ở hạ giới chứ? Đây cũng là điều khiến mọi người không thể lý giải. Nhưng chỉ có bản thân Lý Đạo Huyền biết, hắn ta căn bản không phải hỗn độn thể gì cả. Hắn ta chỉ có được căn nguyên hỗn độn của hỗn độn đại lục mà thôi. Sau khi dung hợp với căn nguyên hỗn độn, hắn có thể thao túng sức mạnh hỗn độn, còn lây dính khí thức hỗn độn đúng là rất tương tự với hỗn độn thể trong truyền thuyết nhưng giữa hai bên có khác biệt về bản chất lời này của cơ thanh y quá trắng ra nàng làm vậy là muốn tốt cho lý đạo huyền không hy vọng thiên kiêu mà mình thật vất vả mới mời chào được cuối cùng lại vì tự đại mà ngã xuống nhưng trong lòng lý đạo huyền lại có một tia không vui nếu hắn ta tập hợp tất cả căn nguyên thế giới vào mình thì sẽ trở thành nghịch thiên tri vương cho dù đối mặt với hỗn độn thể chân chính thì cũng không sợ gì đã biết đa tạ thanh y tiên tử cảnh Báo. Lý Đạo Huyền lạnh nhạt nói. Đồng thời, hắn ta thầm thể trong lòng. Một ngày nào đó mình nhất định phải chinh phục vị tiên tử thanh lãnh cao ngạo này. Đúng rồi, trừ ma tiên giáo ra thì còn có một người. Người nhất định phải đặc biệt chú ý, nếu gặp phải thì không cần nghĩ nhiều. Có thể trốn thì cứ trốn. Cơ thanh y nói. Có thể trốn thì cứ trốn. Lúc này trong lòng Lý Đạo Huyền thực sự có chút buồn bực. Cơ thanh y này khinh thường hắn ta đến cỡ nào mà lại bảo hắn ta có thể trốn, thì cứ trốn tốt xấu gì hắn ta cũng là nghịch thiên tri tử mạnh nhất, bộ không cần mặt mũi sao. Không biết vị kia mà thanh y tiên tử nhắc đến là ai. Lý đạo huyền đè nén buồn bực trong lòng xuống, lãnh đạm nói. Quân tiêu giao của quân gia. Cơ thanh y nói. Đến bây giờ, nàng ta còn không thể quên được bóng người siêu nhiên đưa lưng về phía chúng sinh, cứ như có thể đàn áp chư thiên hoàn vũ mà quân tiêu giao, hiện hóa ra ở thiên đạo lâu, khi đó. Đây tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm tới cực điểm. Nếu ai kết tử thủ với hắn thì chắc chắn sẽ phải chết." Lời Cơ Thanh Y nói và ngữ khí kia khiến Lý Đạo Huyền có chút không thích, ngoài ra còn mang theo một tia ghen tị. Sao hắn ta cứ cảm thấy Cơ Thanh Y càng giống đang tán thưởng và cảm khái hơn vậy chứ? Nếu vị quân tiêu giao kia mạnh như vậy, vì sao Thanh Y tiên tử không tìm hắn kết minh, mà lại tìm ta chứ? Lời nói của Lý Đạo Huyền mang theo một tia ghen tuông. Cơ Thanh Y khẽ lắc đầu và nói, "Hắn không cần kết minh với bất cứ kẻ nào." dựa vào một mình hắn đã có thể đẩy ngang những người cùng thế hệ giới hạ giới. Lời này nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Hàm ý như đang nói, một mình quân tiêu giao, đủ để đánh bại bất cứ thiên kiêu cùng thế hệ nào ở hạ giới, bao gồm cả thiên kiêu từ tiên vực xuống. Hừm, thực sự lợi hại như vậy. Trong mắt Lý Đạo Huyền hiện lên một tia hoài nghi và không cho là đúng. Không phải cơ thanh y này đang muốn chèn ép, mài dỗ đạo tâm của hắn ta đó chứ. Nếu gặp mặt thì ngươi sẽ biết, được rồi, đừng chậm trễ thời gian. Cơ thanh y vừa dứt lời thì bóng hình xinh đẹp đã lướt qua hư không mà đi. Nhìn bóng dáng cơ thanh y rời đi, trong mắt Lý Đạo Huyền có tia sáng đang kích động. Thanh y, ta nhất định sẽ chinh phục được nàng. Còn có quân tiêu do gì kia, nếu hắn xuất hiện thì ta sẽ hoàn toàn đánh bại hắn ngay trước mặt nàng. Lý Đạo Huyền ta mới là nam nhân đáng để lọt vào mắt xanh của nàng. Lý Đạo Huyền nghĩ đến đây thì hỗn độn chi khí quanh thân đã kích động, đến mức khiến hư không chung quanh đều dạn nứt, phủ kín vết dạn khi tất cả các đại lục đều đang gió nổi mây phun. Phía tiềm long đại lục, đại giận Hoàng Triều cũng đang chờ xuất phát, dưới sự dẫn dắt của quân tiêu giao. Vô số người minh mông cuồn cuộn thông qua truyền tống trận, vượt giới để đi đến đại lục của cổ thần tộc. Lần này, quân tiêu giao mang theo quyết tâm hoàn toàn bình định phong ba thập đại tội tộc. Hắn muốn một tay dẹp tan trận rối loạn thập đại tội tộc này. Đại lục mà cổ thần tộc đang cư trú tên là vạn tượng đại lục. Mười khối đại lục của thập địa hạ giới đều có khác biệt về mức độ phồn thịnh. Vạn tượng đại lục, cũng có thể coi là đại lục phồn thịnh đứng thứ hai sau hỗn độn đại lục. Bởi vậy, các thế lực, các chủng tộc trên đại lục này cũng đa dạng chủng loại, cực kỳ phức tạp. Đương nhiên, nghịch thiên chi tử ra đời trên khối đại lục này, cũng là tồn tại mạnh nhất chỉ đứng sau lý đạo huyền. Quân tiêu giao vừa dẫn theo một đám người bước vào vạn tượng, đại lục thì lập tức bắt đầu tìm hiểu tin tức. Điều khiến người ta bất ngờ chính là, trừ tìm hiểu được tin về cổ thần tộc ra thì quân tiêu giao, còn điều tra ra một tin khác, là tin tức về khương gia, linh vương thể của khương gia khương hư linh quân tiêu dao hơi nhướng mày tình báo quan của đại dận hoàng triều đang đứng trước mặt nói cho hắn một ít tin tức trong đó có thiên kiêu của khương gia nhưng thanh danh của khương hư linh ở vạn tượng đại lục cũng không quá tốt rất nhiều dân bản xứ của vạn tượng đại lục đều gọi gã là đao phủ nơi gã đi qua không còn một ngọn cỏ tất cả tài nguyên đều bị gã đoạt lấy thậm chí khương hư linh đã hủy diệt không ít thế lực của vạn tượng đại lục kể cả vương triều đã từng đứng đầu của vạn tượng đại lục tần vương triều cũng bị gã hủy diệt mà nguyên nhân hủy diệt là vì một vị hoàng tử của tần vương triều mang trên người tiên thiên linh cốt rất phù hợp với linh vương thể của khương hư linh cho nên vì một khối tiên thiên linh cốt mà gã đã trực tiếp bảo hộ đạo nhân ra tay diệt sạch toàn bộ vương triều đây tuyệt đối là thủ đoạn của ma vương nhưng rất nhiều những thiên kiêu hạ giới từ tiên vực cũng hành sự như thế chỉ có thể nói khôn sống mống chết cách sinh tồn của cường giả không có đạo lý gì đáng bàn cãi cả vương triều hủy diệt bị đào linh cốt, sao cốt chuyện này quen thuộc thế này? Quân tiêu giao thẩm nghĩ. Nói không chừng vị hoàng tử bị đào cốt kia của tần vương triều chính là nghịch thiên, chi tử của vạn tượng đại lục. Quân tiêu giao cảm, thấy mình phải đi tìm Khương Hư Linh. Dựa theo cốt chuyện bình thường, hẳn Khương Hư Linh sẽ bị hoàng tử của tần vương triều hung hăng vào mặt. Đừng quên, mẫu thân của quân tiêu giao Khương Nhu từng là thần nữ của Khương Gia, trong thân thể hắn cũng có chảy một nửa huyết mạch Khương Gia. Nếu quân tiêu giao đến Khương Gia thì cũng có được đáy ngộ cấp bậc thiếu chủ, là tồn tại trung tâm tuyệt đối. Dự cảm được tộc nhân nhà mình có nguy cơ bị vào mặt, tất nhiên quân tiêu giao không có khả năng giả vờ như không thấy. Hơn nữa, càng quan trọng là, quân tiêu giao còn cần thu hoạch nghịch thiên chi tử, thu hoạch căn nguyên thế giới. Cho nên nếu hoàng tử kia của Tần Vương Triều thật sự là nghịch thiên, chi tử của vạn tượng đại lục, vậy hắn càng phải đi. Sau khi tìm hiểu được địa điểm Khương Hư Linh xuất hiện, quân tiêu giao quyết định dẫn theo một nhóm người của mình đi tìm Khương Hư Linh. Mà những người còn lại của đại giận, Hoàng Triều thì đến chỗ của cổ thần tộc để chi viện trước. Thương Lam Tông là một tông môn rất có thực lực trên vạn tượng đại lục. Nhưng giờ phút này, nơi đóng quân của Thương Lam Tông đang dấy lên liệt hỏa tận trời, tràn ngập khói thuốc súng. Vô số tu sĩ của Thương Lam Tông đang gào giống kêu rên. Mà giờ phút này, ở phía chân trời, một thanh niên cả người tràn ngập linh khí đang chấp đôi tay ở sau lưng, trên mặt mang theo một ý cười lạnh lẽo miệt thị mà không để bụng. Gã nhìn những tu sĩ của Thương Lam Tông bi phẫn muốn chết mà như nhìn lũ kiến. Gã chính là linh vương thể của Khương Gia, Khương Hư Linh. Đây là thế lực thứ sáu ta hủy diệt, tài nguyên cũng thật phong phú, xem ra hạ giới cũng không cằn cỗi như trong tưởng tượng. Khương Hư Linh khẽ cười và nói, tâm tình gã đang rất tốt. Tuy gã là linh vương thể, nhưng nói thật cũng không xem như thiên kiêu đứng đầu ở Khương Gia. Thậm chí không bằng biểu muội của gã là Khương Lạc Ly, người có được nguyên linh đạo thể. Bởi vậy, ở phương diện tài nguyên của gia tộc, Khương Hư Linh cũng không thể có được tài nguyên đặc biệt phong phú. Cho nên lần này hạ giới, Khương Hư Linh bắt đầu mở ra hình thức cướp đoạt điên cuồng. Mà thu hoạch cũng rất rất khả quan. Không nói đến chuyện có được các loại tài nguyên, quan trọng nhất là gã tìm được một khối tiên thiên linh cốt. Tiên thiên linh cốt phối hợp với linh vương thể của gã thì hiệu quả phát huy ra cũng không phải đơn giản là một cộng một bằng hai, mà là sự nhảy vọt về chất. Hẳn tên kia đã chết rồi nhỉ? nhớ tới tên hoàng tử bị gã đào cốt của tần vương triều khóe miệng khương hư linh lộ ra một tia cười lạnh rõ ràng chỉ là con kiến dưới hạ giới mà còn mưu toan muốn lật trời sở dĩ khi đó khương hư linh không giết người nọ là vì muốn hắn ta dễ dụa trong thống khổ cuối cùng ôm hận mà chết nhưng sao lạc ly biểu muội còn chưa hạ giới chẳng lẽ gia tộc không tính để nàng hạ giới sao khương hư linh lẩm bẩm trong lòng gã còn trông cậy vào khương lạc ly để chấp nối quan hệ với quân tiêu giao coi như xuất hiện cho quen mặt nếu cứ thế này thì không phải kế hoạch thất bại rồi sao? Công tử, tông môn này cũng đã bị xử lý gần hết rồi. Hai lão giả xuất hiện bên cạnh gã đều là thánh nhân, làm phiền nhị lão." Khương Hư Linh khẽ gật đầu. Sở dĩ gã có thể kiêu ngạo ương ngạnh như thế, động một cái diệt mãn môn người ta, cũng không thể không nhắc đến công lao của nhị lão này. "Ha ha, chỉ là một vài con kiến ở hạ giới mà thôi, cần gì để ý?" Một lão giả trong đó cười ha hả và nói. "Mà đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo cực độ bỗng vang lên từ trong hư không, giỏi cho một con kiến hạ giới. Trong mắt những kẻ trên tiên vực các ngươi thì người hạ giới chúng ta chính là thịt cá trên thớt, tùy ý để người ta sâu xé sao. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Khương Hư Linh chợt lóe. Sao gã cảm thấy hình như đã nghe qua ở nơi nào? Phía chân trời nơi xa, một thanh niên áo gấm đạp không mà đến. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, Khương Hư Linh đầu tiên là sừng sốt, sau đó lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thanh niên áo gấm này chính là vị hoàng tử kia của tần vương triều, tần hạo bị gã đào cốt. Ta còn tưởng là ai, thì ra là hoàng tử phế vật ngươi. Ngày ấy ta có ý tốt để lại một mạng cho ngươi, không ngờ thật sự để ngươi sống sót. Nhìn thấy tần hạo đã đến, sắc mặt khương hư linh cực kỳ bình tĩnh thông dong, thậm chí có cảm giác như mèo vườn chuột. Không sai, trong mắt gã, tần hạo chính là một con kiến. Mặc dù may mắn sống sót thì thế nào, còn có thể tạo thành uy hiếp với gã sao? Hơn nữa đừng quên, không chỉ thực lực bản nhân Khương Hư Linh rất mạnh, gã còn có hai vị hộ đạo nhân là thánh nhân. Sao Tần Hạo có thể uy hiếp được gã chứ? Nhục nhân giả nhân hàng nhục chi, sát nhân giả nhân hàng sát chi. Ngươi làm việc ngang ngược như thế, động một chút là diệt tông diệt tộc, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Tần Hạo lời lẽ chính đáng, quả thực là ánh sáng chính đạo, chiếu sáng cả mặt đất. Khương Hư Linh nghe vậy thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng ngửa mặt lên trời nở, nụ cười, buồn cười, quá buồn cười. Trong mắt Khương Hư Linh, lời Tần Hạo nói quả thực ấu chỉ như tiểu hài tử. Thế gian này luôn là cá lớn nuốt cá bé, đâu ra nhiều đạo lý đáng nói như vậy. Hơn nữa ngày sau nếu đến lộ mở ra, còn sẽ có đủ loại sự kiện càng tàn khốc phát sinh. Cho nên trong mắt những các thiên kiêu tiên vực như Khương Hư Linh, thì mấy ngôn từ chính nghĩa này có vẻ cực kỳ buồn cười. Cười cái gì, có giỏi thì tái chiến với ta một trận. Trong mắt Tần Hạo kích động lãnh diễm, à con kiến nhỏ nhà ngươi cũng có tự tin để khiêu chiến ta cũng được thôi để ta tới dạy ngươi cách làm người đi khương hư linh cười cười gã cũng cảm thấy hứng thú muốn biết con kiến này có thể gây nên sóng gió gì mà lúc này trong cơ thể tần hạo bỗng chấn động một trận sức mạnh căn nguyên thế giới đang kích động hả sắc mặt khương hư linh lập tức biến hóa sức mạnh căn nguyên thế giới trong cơ thể tần hạo quá cường hãn khiến cho càn khôn cũng chấn động hắn ta đã được căn nguyên thế giới ra trì giống như có thể hội tụ toàn bộ sức mạnh của vạn tượng đại lục lên người. Thậm chí khí tức này khiến Khương Hư Linh phải cau chặt mày lại, đã nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Tiểu tử này trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Khương Hư Linh nghi ngờ nói thầm trong lòng. Gã có thể cảm nhận được tần hạo bất đồng với trước đó, quả thực giống như thay đổi thành một người khác. Kinh ngạc không, chấn động không, nói cho người biết, không có ai sinh ra đã cao cao tại thượng, một con run cũng có thể bay lên trời hóa rồng. Tần hạo ra tay, uy năng mênh mông, lôi đình màu tím chấp động trong tay hắn ta. Đây là thần thông lôi thiên tước, một khi thi triển thì lôi đình đan chéo, cứ như biến thành một lôi đình chi tước, lập tức lao về hướng Khương Hư Linh. Lấy khí vận nghịch thiên chi tử của Tần Hạo, thì tất nhiên các loại cơ duyên thần thông đều rơi vào trong tay một cách dễ dàng. Khương Hư Linh hừ lạnh một tiếng. Tuy trạng thái của Tần Hạo có chút cổ quái, nhưng vẫn không có khả năng là đối thủ của gã. Gã không chỉ có linh vương thể, mà sau khi có được tiên thiên linh cốt của Tần Hạo, thực lực của gã còn bùng nổ cho nên Khương Hư Linh có tự tin chấn áp được Tần Hạo. Khương Hư Linh cũng đánh trả, một đại thủ ấn linh khí đánh qua, không khí đều bị áp xúc tới cực hạn, phát ra tiếng âm bạo chói tai. Hai người lập tức chiến thành một đoàn. Hai vị hộ đạo nhân thì đứng bên cạnh trông coi. Khương Hư Linh không mở miệng thì bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Lúc nên mài rũa thì vẫn phải mài rũa. Linh khí toàn thân Khương Hư Linh minh mông, mỗi chiêu mỗi thức đều được thêm vào linh khí nồng hậu, uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối đây chính là ưu thế của linh vương thể mà điều làm khương hư linh bất ngờ chính là tu vi của tần hạo cũng không yếu hơn gã bao nhiêu hơn nữa sức mạnh căn nguyên thế giới mà hắn ta thi triển ra càng làm gã cảm thấy hơi khó giải quyết chuyện được đọc bởi kênh haleji audio xem ra phải nghiêm túc một chút khương hư linh hơi nheo mắt lại gã không muốn lật thuyền trong mương trở thành một trong những thiên kiêu tiên vực bị thiên kiêu hạ giới đánh bại vạn đạo linh lô toàn bộ pháp lực linh khí của khương hư linh dâng lên ngưng kết thành một cái bếp lò trên hư không miệng lò mở ra cứ như có thể luyện hóa vạn vật đây là một trong những đại thần thông của khương gia có uy lực cực kỳ khủng bố tần hạo thấy thế thì đánh ra một trưởng triều tịch năng lượng màu sắc rực rỡ cũng theo đó mà thổi quét khoách tán ra ở phía sau hắn ta cũng mơ hồ hiện ra một đoàn vật chất kỳ lạ màu sắc rực rỡ thật sự là căn nguyên thế giới trong mắt khương hư linh lập tức hiện lên ánh lửa nếu hỏi cơ duyên gì ở hạ giới là chân quý nhất mê người đáng thèm nhỏ dãi nhất vậy không gì hơn căn nguyên thế giới có thể tìm được một cái đã là cơ duyên thiên đại ha ha tần hạo ngươi quả thực chính là tống bảo đồng tử của ta ta muốn đoàn căn nguyên thế giới này khương hư linh cười lớn một tiếng vạn đạo linh lô và đại thủ ấn căn nguyên thế giới của tần hạo va chạm với nhau phát ra gợn sóng kinh thiên khương hư linh chân đạp bộ pháp huyền ảo trực tiếp lắc mình đáp xuống trước người tần hạo cười lạnh và nói tần hạo nếm thử thần thông tiên thiên của mình đi vừa dứt lời trong ngực khương hư linh có ánh hào quang đang lập lòe đó là tiên thiên linh cốt đang tỏa ánh sáng tuy tiên thiên linh cốt còn kém xa trí tôn cốt nhưng cũng là một loại thể chất đặc thù rất không tồi một chùm tia sáng linh lực mãnh liệt lập tức bắn phụt ra từ linh cốt nhưng ai có ngờ trên mặt tần hạo lại đột nhiên hiện lên một ý cười lạnh như băng lấy xương của ta để đối phó ta ngươi thật tự tìm đường chết tần hạo thét dài một tiếng trong ngực hắn ta cũng bắn ra ánh hào quang vô cùng sáng chói. Cái gì, ngươi? Khương Hư Linh thật sự bất ngờ, phát ra một tiếng kinh hô. Gã chưa từng nghe qua, tiên thiên linh cốt bị đào ra rồi còn có thể nhất bàn trọng sinh. Tần hạo ta được thiên địa, trợ giúp, nghịch thế quật khởi, là vì đối phó với hạng người mất sạch nhân tính như ngươi. Trong ngực tần hạo tản ra ánh hào quang, trực tiếp nuốt sống chùm tia sáng do tiên thiên linh cốt của Khương Hư Linh sinh ra, sau đó thế đi không giảm, lao thẳng về hướng Khương Hư Linh thân thể khương hư linh lập tức chợt lóe nhưng đầu vai vẫn bị đánh trúng văng ra một vệt huyết hoa đáng chết sắc mặt khương hư linh thật âm trầm vận khí của tần hạo này không khỏi quá nghịch thiên dám làm công tử bị thương tìm đường chết sắc mặt hai hộ đạo nhân cũng trầm xuống nhịn không được muốn ra tay mà lúc này tần hạo lại lạnh lùng mở miệng nói các ngươi dám ra tay thử xem nghe được lời này hai hộ đạo nhân đều ngơ ra con kiến hạ giới này lấy đâu ra dũng khí mà dám nói chuyện với bọn họ bằng giọng điệu này chứ bọn họ chính là thánh nhân tần hạo thấy thế thì vỗ vỗ tay trên trời cao đột nhiên có dao động thánh cảnh bùng nổ đột nhiên có vài vị thánh nhân cùng hiện thân trong những thánh nhân đó rõ ràng có thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc còn có một thánh nhân trên lưng có đôi chim đen thiêu đốt ngọn lửa màu đen điều này khiến khương hư linh và hai vị hộ đạo nhân đều biến đổi sắc mặt mà càng làm tâm thần bọn họ chấn động kịch liệt còn ở phía sau chỉ thấy trên hư không, có một nhà giam không gian chợt hiện ra. Trong đó rõ ràng có một bóng người xinh xắn lanh lợi. Nàng mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người, mái tóc đen cột thành hai chùm đuôi ngựa. Lông mi nàng nhỏ dài, đôi mắt linh động, mũi quỳnh rất cao, môi như anh đào. Giờ phút này đôi mắt xinh đẹp ngập nước tràn đầy tủi thân, khuôn mặt nhỏ trong trèo lộ ra buồn bực và không vui, nàng bĩu cái miệng nhỏ ra. Không phải Khương Lạc Ly thì còn là ai? Biểu muội. Khương Hư Linh nhất thời có chút kinh ngạc gã còn tưởng rằng gia tộc không để khương lạc ly hạ giới nhưng rốt cuộc tình huống hiện tại là thế nào hu hu biểu ca cứu cứu người ta khương lạc ly cực kỳ tủi thân đúng vậy khương gia cũng không tính để khương lạc ly hạ giới dù sao khương lạc ly cũng là hòn ngọc quý trên tay khương gia rất được các trưởng lão sùng ái sao bọn họ lại nỡ để khương lạc ly xuống hạ giới chịu khổ huống chi còn sẽ có nguy hiểm lấy thể chất nguyên linh đạo thể của khương lạc ly thì chỉ cần nàng bình thản ổn định ở, lại gia tộc tu luyện là nhất định sẽ trưởng thành, không cần phải đi mạo hiểm chịu khổ. Nhưng Khương Lạc Ly biết được quân tiêu giao đã hạ giới thì lại tự quyết định trốn xuống. Bởi vậy Khương Lạc Ly không nói cho bất cứ ai, cũng không có hộ đạo nhân nào ở bên cạnh, nàng lén một mình chạy ra, thông qua phương pháp đặc thù, thật vất vả mới hạ giới được. Kết quả sau khi hạ giới, nàng vừa định đi tìm quân tiêu giao thì chẳng lâu sau đã bị bắt lấy. Nhưng hình như những người này biết nàng có quan hệ với Khương Hư Linh, bởi vậy cũng không giết nàng, chỉ giam cầm nàng lại coi như con tin. Tiểu thư. Hai vị hộ đạo nhân của Khương gia thấy tình cảnh này thì sắc mặt lập tức thay đổi. Thân phận địa vị của Khương Lạc Ly còn quan trọng hơn Khương Hư Linh nhiều. Các ngươi lớn mật, dám cầm tù biểu muội, là muốn tìm cái chết sao? Khương Hư Linh quát lạnh một tiếng. Tuy rằng tính tình gã lạnh nhạt tàn khốc, nhưng cũng chỉ đối với người ở hạ giới mà thôi. Địa vị thân phận của Khương Lạc Ly đều cao hơn gã còn là biểu muội của gã, Khương Hư Linh cũng không dám có chút qua loa. Hu hu, đám hư hỏng các ngươi, dám cầm tù người ta, tiêu giao ca ca mà biết thì nhất định sẽ hung hăng đánh các ngươi. Khương Lạc Ly thật sự quá tủi thân, hai chùm đuôi ngựa sau cái đầu nhỏ cũng ngục xuống, nhìn như thỏ tai cụp. Thật vất vả nàng mới hạ giới một chuyến để gặp tiêu giao, ca ca mình thương nhớ ngày đêm một lần, kết quả lại bị người ta bắt lại, như thỏ con bị nhốt trong lồng sắt. Khương Lạc Ly kêu gào tủi khổ, nước mắt chảy ào ào, Bảo bảo khổ trong lòng, nhưng bảo bảo không nói. Nhìn thấy dáng vẻ lã trã trực khóc, cực kỳ tủi thân của Khương Lạc Ly, trong mắt Khương Hư Linh có lửa giận dâng lên. Khương Lạc Ly chính là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, tiểu công chúa vạn người sùng ái. Tính cách cũng hoạt bát đáng yêu, được rất nhiều lão nhân Khương gia yêu thương. Nếu Khương Lạc Ly vì gã mà xảy ra bất chắc gì, phỏng chừng những lão nhân trong Khương gia sẽ lột da gã xuống. Con kiến nhà ngươi, sắc mặt Khương Hư Linh âm trầm cực độ, Nghe Khương Hư Linh cứ há miệng là nói con kiến, trên mặt Tần Hạo phủ kín lạnh lẽo. Hắn ta lại ra tay, hoàn toàn bùng nổ thực lực của bản thân. Mà Khương Hư Linh bởi vì Khương Lạc Ly nên ném chuột sợ vỡ đồ, không dám dùng hết sức mà đánh một trận. Bởi vậy, nhất thời lại bị Tần Hạo khống chế. Mà hai vị hộ đạo nhân kia cũng bị thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc cản tay. Hai tộc các ngươi thân là thế lực đi theo quân gia, thật sự muốn đối nghịch với Khương gia ta sao? một vị khương gia hộ đạo nhân lạnh lùng nói tất cả mọi người trên tiên vực đều biết quân gia và khương gia là cùng mặc cái quần tất nhiên thế lực theo đuổi của quân gia cũng biết nhưng bọn chúng lại vẫn muốn đối nghịch với khương gia hừ chúng ta sớm đã không phải người theo đuổi của quân gia cổ ma tộc ta tuyệt không làm nô còn có cổ yêu tộc ta cũng vĩnh viễn không làm nô thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc lạnh lùng nói bọn họ nói chắc nịch bong bong cực kỳ tự tin Hai vị hộ đạo nhân của Khương gia thấy thế thì cũng hiểu ra. E là sau lưng cổ ma tộc và cổ yêu tộc có người chống lưng, bọn chúng có chỗ cậy vào nên không sợ, thậm chí dám can đảm phản bội quân gia. Bọn họ lại nhìn về phía thánh nhân trên lưng có đôi cánh màu đen, quanh thân lượn lờ lửa đen kia. Cửu U Minh tước tộc, ánh mắt hai vị thánh nhân trượt lóe. Nhất tộc này cũng là một trong thập đại tội tộc bị quân gia chấn áp, không ngờ bọn chúng cũng phá phong ấn mà ra. Hiện tại, tình hình có chút khó giải quyết, Khương Lạc Ly đang nằm trong tay bọn chúng, lại còn có ba thánh nhân ở đây. Cho dù bọn họ ra tay thì cũng không chiếm được ưu thế gì cả. Mà bên kia, vì Khương Hư Linh có cố kỵ nên chưa dùng hết toàn lực, cho nên vẫn luôn bị đánh áp đảo, trên người cũng xuất hiện một ít thương thế. Không phải con kiến nhà ngươi tự xưng là hóa thân của chính nghĩa sao, sao cũng dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Khương Hư Linh lạnh lùng nói lời châm chọc. Đối với người phi thường thì phải dùng thủ đoạn phi thường, dùng thủ đoạn gì với kẻ tội nghiệt ngập trời như ngươi cũng là bình thường, Tần Hạo ăn nói rất đường hoàng. Hắn ta lại thi triển đại thủ ấn, sức mạnh căn nguyên thế giới kích động, hóa thành một chấn thiên tri ấn, chấn áp về hướng Khương Hư Linh. Khương Hư Linh cũng ra chiêu phản kháng. Mà đúng lúc này, bước chân của Tần Hạo chợt lóe, dùng tốc độ cực nhanh lao đến trước người Khương Hư Linh, oanh kích một trưởng ra. Dùng mấy trò mèo ba chân này mà cũng muốn đối phó ta. Khóe miệng Khương Hư Linh tràn ra nụ cười lạnh, ra chiêu ngăn cản. Bỗng nhiên, bên cạnh Tần Hạo có ngọn lửa màu đen chợt lướt qua sau đó một thiếu nữ mỹ lệ trên lưng có đôi cánh màu đen bỗng thoáng hiện oanh kích trực diện với tần hạo cái gì khương hư linh hơi ngơ ra cũng không phản ứng kịp ngay sau đó đi kèm với một tiếng nổ vang khương hư linh hộc máu bay ngược ra sau ngực cháy đen một mảnh huyết nhục mơ hồ công tử hai hộ đạo nhân biến sắc vừa định ra tay thì lại bị thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc chế hành ngươi khương hư linh ổn định thân thể lại nhịn không được lại học ra một búng máu gắt gao mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ cánh đen kia. Người cướp đi xương của Tần Hạo, hôm nay cũng phải hoàn lại. Thiếu nữ có đôi cánh đen lạnh lùng nói. Ngươi là cửu U Minh tước tộc. Sắc mặt Khương Hư Linh rất khó xem. Gã không ngờ Tần Hạo còn cất dấu át chủ bài này. Tần Hạo cười lạnh một tiếng và nói, ta cũng muốn đa tạ ngươi. Nếu không nhờ ngươi đào cốt thì có lẽ ta cũng không gặp được cửu U. Hắn ta nói, ánh mắt nhìn về phía cửu U cũng mang theo một tia ôn nhu sau khi Tần Hạo bị Khương Hư Linh đào cốt, lưu lạc đến biên giới cái chết, là cửu u xuất hiện, cứu vớt hắn ta. Sau đó nàng ta làm bạn với hắn quật khởi một đường. Tần Hạo cũng vì cửu u mà đi tìm cổ ma tộc và cổ yêu tộc, nghĩ cách giúp cửu u minh tước tộc phá phong ấn. Giữa hai người đã có tình cảm sâu sắc. Đáng chết, sớm biết vậy khi đó nên triệt để giết chết ngươi. Khương Hư Linh có chút hối hận, sắc mặt trầm trọng. Nhưng gã cũng không biết, trong cốt truyện thông thường, gã chỉ là đá kê chân của Tần Hạo mà thôi. Tần Hạo sẽ dẫm lên gã thượng vị, sau đó hoàn toàn quật khởi. Để lâu sẽ sinh biến, cửu U, chúng ta ra tay giết hắn đi. Tần Hạo lạnh lẽo nói. Bình thường thì nhổ cỏ không trừ tận gốc, còn nói nhiều lời vô nghĩa đều là biểu hiện của vai ác. Tần Hạo thân là vai chính, sẽ không phạm phải dạng sai lầm này. Cho nên hắn ta nhất định phải giết Khương Hư Linh. Ngươi thật sự dám giết ta. Trong mắt Khương Hư Linh kích động sát khí cho dù không giết ngươi thì ngươi cũng sẽ giết ta một khi đã vậy vì sao ta không giết ngươi trước tần hạo nói hết câu này thì không nói thêm gì nữa hắn ta đồng loạt ra tay với cửu u chấn sát về hướng khương hư linh mà hai vị hộ đạo nhân của gã còn đang bị thánh nhân cổ ma tộc và cổ yêu tộc hoàn toàn nhắm vào căn bản không thể dành ra thời gian cứu viện đáng chết nhìn tần hạo và cửu u chấn sát mà đến sắc mặt khương hư linh hết sức khó coi chỉ sợ gã cũng không ngờ rằng mình được định vị là vai ác nên trời sinh phải bị tần hạo dẫm mặt chẳng lẽ hôm nay khương hư linh ta thật sự sẽ chết trong tay con kiến hạ giới trong lòng khương hư linh bỗng nghĩ đến biểu ca khương lạc ly bị nhà giam không gian giam cầm gương mặt xinh đẹp cũng biến sắc tuy khương hư linh chỉ là biểu ca bà con xa của nàng hai người cũng không có quan hệ thân tình thâm hậu gì nhưng trung quy khương hư linh vẫn là người trong nhà tất nhiên khương lạc ly không muốn nhìn thấy người trong nhà ngã xuống ngay vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc. Trên trời cao bỗng có một tiễn quang khủng bố xuyên thủng hư không mà đến. Tần hạo, cẩn thận. Cửu u biến sắc, vội vàng xoay người ngăn cản. Mà lúc này, ở một phương hướng khác lại có một bóng hình xinh đẹp lao tới cực nhanh, đánh về hướng cửu u. Là ai? Cửu u lạnh lùng quát một tiếng. Tần hạo cũng xoay người, ra chiêu phản kháng. ầm ầm dao động va chạm bùng nổ khiến vòm trời chấn động. Nơi xa, một nam tử tuổi trẻ nửa người trên trần trụi, ngực có lạc ấn đồ đằng thái dương cầm chu tinh phá diệt cung hiện thân đó là nghệ vũ chín mũi tên liên hoàn của hắn lao thẳng về hướng tần hạo đồng thời ở phía bên kia một nữ tử mặc váy lụa đen bó sát người hiện thân dáng người của nữ tử này tinh tế dung mạo tuyệt đẹp da thịt cực trắng mái tóc đen xỏa tung trên đôi vai ngọc sau lưng nàng ta có một đôi cánh hai màu trắng đen lưu chuyển âm dương nhị khí nhìn tựa như đọa thiên sứ hắc ám tuyệt đẹp đó là yến thanh ảnh đọa thiên chi rực sau lưng nàng ta chấn động nhắm thẳng về hướng cửu u bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột cho nên những người ở đây đều ngơ ra một lúc lâu mới hồi phục tinh thần khương hư linh lộ ra vẻ mặt ngơ ngác không rõ người đột nhiên xuất hiện này vì sao lại giúp gã mà ngay vào lúc thánh nhân của cổ ma tộc cổ yêu tộc và cửu u minh tước tộc đều bị nghệ vũ và yến thanh ảnh hấp dẫn sự chú ý phía sau nhà giam không gian đang cầm tù khương lạc ly một bóng người bạch y cầm kiếm lặng lẽ hiện ra hắn dùng một kiếm chém về phía nhà giam không gian nhà giam lập tức rách nát, xuất hiện một vết nứt. Đi ra đi, nha đầu thô lỗ nhà ngươi. Bóng người bạch y kia lên tiếng, trong giọng nói mang theo một chút than thở và bất đắc dĩ. Khương Lạc Ly vốn đang mặt ủ mày ê mà đứng trong nhà giam không gian, nghe thấy tiếng nói ôn nhuận này thì hai chùm tóc đuôi ngựa đều nhấc lên. Nàng quay người lại nhìn, lập tức trông thấy lang quân tuấn tiếu mà mình thương nhớ ngày đêm. Y quan trắng hơn cả tuyết, tiên huy bao phủ, trên tuấn nhan thần tú tuyệt luân lộ ra một chút than thở và bất đắc dĩ không phải quân tiêu giao thì còn là ai nữa? Tiêu giao ca ca. Khương Lạc Ly ngơ ra một lát mới hồi phục tinh thần, bỗng yêu kiểu kêu lên, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sau đó nàng như yến non về tổ mà nhào về hướng quân tiêu giao. Tứ chi trắng nõn thon gầy giống như bạch tuộc mà quấn chặt trên người quân tiêu giao. Như một manh vật trang trí. Quân tiêu giao cầm nín, nếu không phải hoang cổ thánh thể của hắn cường hãn, phỏng trừng sẽ bị đôi tay nhỏ chân nhỏ của Khương Lạc Ly, xiết đến hít thở không thông rồi. Đi xuống, quân tiêu dao bất đắc dĩ thở dài hắn có thể vân đạm phong khinh cực kỳ lãnh đạm với bất cứ kẻ nào duy chỉ có nhà đầu cộc lốc này là làm hắn có chút đau đầu và bất đắc dĩ hơn nữa nàng còn là con dâu được khương nhu khâm điểm tuy quân tiêu dao cũng không thừa nhận không tiêu dao ca ca người ta vì gặp ngươi mà hạ giới còn bị bắt cóc ô ô hai chân trắng nõn non nớt của khương lạc ly bấu chặt trên eo quân tiêu dao cánh tay ngó sen trắng như tuyết thì ôm cổ hắn kể khổ bên tai hắn ai dám bắt cóc tiểu công chúa Khương gia ngươi, không phải tự tìm đường chết sao? Quân tiêu giao cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu. Hừ, chính là tên không có mắt kia. Khương Lạc Ly bĩu môi hừ khẽ và nói. Quân tiêu giao không để ý đến Khương Lạc Ly treo trên người mình, đảo ánh mắt qua chung quanh. Liếc một cái đã nhìn thấy thánh nhân của cổ ma tộc, cổ yêu tộc và cửu u minh tước tộc. Giờ phút này bọn họ mới kịp phản ứng, trên mặt không khỏi mang theo chút lạnh lẽo. Người là người phương nào? Thánh nhân của cổ ma tộc quát lạnh. Nhưng hai vị hộ đạo nhân của Khương gia nhìn thấy quân tiêu giao, giải cứu Khương Lạc Ly thì vẻ mặt lại vô cùng kích động, cùng chắp tay nói, lão hủ ra mắt thần tử quân gia, đa tạ thần tử ra tay cứu tiểu thư. Hai vị hộ đạo nhân hết sức kích động, vừa rồi còn đau đầu không biết nên giải cứu Khương Lạc Ly và Khương Hư Linh thế nào. Chỉ trong giây lát mà tất cả vấn đề đều được giải quyết. Khương Lạc Ly được cứu ra, Khương Hư Linh cũng tránh được một kiếp. Thần tử quân gia là thần thánh phương nào? tần hạo bị phá hư kế hoạch sắc mặt trở nên rất khó coi tất nhiên hắn ta không biết quân tiêu dao là người nào có địa vị ra sao trên tiên vực ách ngồi dưới đáy giếng thì không có khả năng nhìn thấy sự bao la của biển rộng ngươi chính là tần hạo quân tiêu dao nhìn về phía tần hạo sắc mặt lạnh nhạt tựa như trời xanh ánh mắt đạm mạc này làm trong lòng tần hạo cực kỳ khó chịu lại là loại ánh mắt khinh thường và hờ hứng này còn về khương hư linh trên mặt gã lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ cực độ vội nói, "Đa tạ muội phu ra tay cứu giúp, muội phu." Quân Tiêu giao hơi nghiêng đầu, "Hắn thành muội phu của người khác từ khi nào?" Khương Lạc Ly treo trên người hắn lại cười hắc hắc, quay đầu chớp chớp đôi mắt to về hướng Khương Hư Linh, hàm ý là làm tuyệt lắm. Mà thánh nhân của cổ ma tộc, Cổ Yêu, tộc và Cửu U Minh Tước tộc nghe thấy bốn chữ thần tử quân gia, thì trên mặt đều xuất hiện một tia kinh ngạc, trong loáng thoáng còn có một chút kinh sợ. Dù sao thì một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thường hiện tại nghe thấy hai chữ quân gia, cả thánh nhân của cửu U Minh tước tộc đều có cảm giác nghĩ mà sợ. Mặc kệ hắn là cái gì, chấn áp trước lại nói. Thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc liếc nhau, trực tiếp chấn áp về hướng quân tiêu giao. Nếu có thể chấn áp vị thần tử này, vậy ít nhất quân gia cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ một chút. Nhưng mà, bọn họ vẫn suy nghĩ quá ngây thơ. Bóng dáng đông huyền lão tổ và cổ nguyên thoáng hiện, ẩm ẩm va chạm với thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc hai vị hộ đạo nhân của Khương Gia cũng mang đầy lửa giận mà ra tay. Khương Gia và quân gia cộng lại với nhau thì có chừng bốn vị thánh nhân, đối đầu với ba thánh nhân của cổ ma tộc, cổ yêu tộc và cửu U Minh tước tộc. Quân tiêu giao tạm thời không ra tay, mà nhìn về phía Tần Hạo. Tần Hạo thấy tình cảnh này thì sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn ta biết kế hoạch của mình đã xem như hoàn toàn thất bại. Chẳng những không thể chu sát Khương Hư Linh, thậm chí cả bản thân hắn cũng rơi vào nguy hiểm. Mà tất cả mọi chuyện đều là vì tên Bạch Y Công Tử kia. Ngay vào lúc trong lòng Tần Hạo kích động oán khí, một tiếng kêu thảm thiết của giai nhân truyền ra. Nghe thấy âm thanh này, Tần Hạo bỗng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy cảnh tượng làm khóe mắt hắn ta muốn nứt ra. Nửa bên cánh màu đen của cửu u đã bị Yến Thanh ảnh xé rách, máu tươi bắn lên trời cao. Đôi mắt của Yến Thanh ảnh thật thâm thúy, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, mang theo cảm giác lạnh lẽo và hàn ý. Tuy ở trước mặt quân tiêu dao, nàng ta luôn mang tư thái tiểu nữ nhi, nhưng khi đối mặt với kẻ địch lại lạnh nhạt giống như nữ vương hắc ám. Lời quân tiêu giao nói chính là mệnh lệnh tối cao. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tuy cửu U là tiểu tỷ tỷ tùy thân của Tần Hạo, nhưng thực lực cũng chỉ là cấp bậc thiên tri kiêu nữ. Tuy trong những người cùng thế hệ thì nàng ta cực kỳ xuất chúng, nhưng cũng không có khả năng quá mạnh. Mà Yến Thanh ảnh chính là một trong những nghịch thiên thập tử. Tuy đã đưa căn nguyên thế giới cho quân tiêu giao, nhưng nàng vẫn là truyền nhân của thôn thần Ma Công. Hơn nữa Yến Thanh Ảnh đã cắn nuốt đọa thần tử và huyết mạch yêu thần của thiên yêu thái tử. Thực lực của nàng ta cũng bùng nổ đến mức cực kỳ khủng bố. Đối phó với một cửu u thì vẫn dư giả. Chết đi. Yến Thanh Ảnh ra tay, thúc giục thôn thần ma công. Lốc xoáy cắn nuốt đen nhánh hiện lên trong hư không, bùng nổ lực hút, muốn kéo cửu u vào trong đó. Không. Cửu u liều mạng dãy ruộng. Nàng ta là thiên tri kiêu nữ mạnh nhất của cửu u minh tước tộc nhưng hiện tại lại không có quá nhiều sức phản kháng khi đứng trước mặt Yến Thanh Ảnh. Chỉ trong giây lát ngắn ngủn, thân thể mềm mại của Cửu U đã bị kéo vào lốc xoáy cắn nuốt. Thân thể nàng ta tan nát ra thành từng phần, biến thành huyết nhục chi khí tinh thuần rồi bị Yến Thanh Ảnh hấp thu. Cửu U a, -a, -a. Tần Hạo giận đến mức nghiến răng, bi vẫn khôn kể, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị xé rách. Đó là giai nhân vẫn luôn làm bạn quật khởi với hắn ta. Thậm chí bọn họ còn ước định, chờ đến khi mọi chuyện bình ổn thì sẽ tìm một nơi, an an tĩnh tĩnh vượt qua cả đời. Mà hiện tại, tất cả những ước mơ tốt đẹp đều tan nát thành mảnh nhỏ trước mắt hắn ta. Khương Hư Linh phát ra tiếng cười to, rất thống khoái, cuối cùng oán khí trong lòng cũng được phóng thích. Ánh mắt tần hạo đã đỏ như lấy máu. Lúc này, một mũi tên bỗng sò xuyên qua từ sau lưng hắn ta, tần hạo vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị xuyên qua đầu vai, máu tươi bắn tung tóe. Đối chiến với ta còn dám phân tâm, quả thực là tìm đường chết. Ánh mắt nghệ vũ lạnh như băng, nhìn cửu u hóa thành vụn máu nhìn ánh mắt lạnh lẽo miệt thị của nghệ vũ nhìn khương hư linh sảng khoái cười to tần hạo thật sự muốn phát điên huyết mạch phun trào cả người giống như muốn nổ mạnh bỗng dưng đôi mắt đỏ bừng như máu của hắn ta nhắm vào quân tiêu dao lạnh nhạt đứng ở phía chân trời là hắn điều tại hắn nếu không phải hắn xuất hiện đánh vỡ kế hoạch của mình thì cửu u sẽ không phải chết hôm nay cho dù tần hạo ta phải chết cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng tần hạo ngửa mặt lên trời giống giận hoàn toàn bùng nổ tiểu vũ trụ đặc thù của vai chính khí huyết điên cuồng tuôn trào lên cửu trọng thiên tiên thiên linh cốt niết bàn trong ngực cũng bắt đầu rung động phát ra quang hoa xưa nay chưa từng có còn có sức mạnh căn nguyên thế giới của vạn tượng đại lục cũng bị hắn ta thúc giục tới cực hạn người chết cho ta tần hạo bùng nổ tất cả sức mạnh giống như một sao băng mang lửa mà lao về hướng quân tiêu giao cho dù quân tiêu giao là thần tần hạo hắn cũng muốn nghịch thiên phạt thần Giờ phút này, Tần Hạo quả thực đã khai hỏa toàn bộ hỏa lực, tiểu vũ trụ bùng nổ tới cực hạn. Sức mạnh của Tiên Thiên, Linh Cốt Niết Bàn và Căn Nguyên Thế Giới cùng bị hắn ta thúc dục tới cực hạn, thậm chí dung hợp lại với nhau, biến thành một kích hủy thiên diệt địa. Cảm nhận được khí tức này, cho dù là Khương Hư Linh trước đó vẫn luôn khinh thường Tần Hạo cũng thay đổi sắc mặt. Gã tự hỏi, nếu đổi lại là gã đối mặt với một kích này, không nói trực tiếp bị hạ gục, nhưng ít nhất cũng sẽ bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu những thiên kiêu hạ giới đó quả thực là càng ngày càng nghịch thiên. Khương Hư Linh nhìn thôi đã cảm thấy tim đập nhanh. Tất nhiên gã không biết là những nghịch thiên chi tử hạ giới đó, am hiểu nhất chính là vượt cấp khiêu chiến và khai quải. Gặp mạnh thì càng mạnh là một trong những đặc điểm của nghịch thiên chi tử. Hiển nhiên Tần Hạo đã phát huy đặc điểm này tới cực hạn. Giờ phút này, Tần Hạo đã có quyết tâm đồng quy vô tận với quân tiêu giao. Hắn ta cũng cho rằng mình có thể làm được. Nhưng hắn ta không nhìn thấy, trong mắt đám người yến thanh ảnh và nghệ vũ chợt léo lên một tia trào phúng và khinh miệt ầm ầm tần hạo giống như sao băng thiêu đốt nơi hắn ta đi qua hư không chấn động vỡ ra kẽ nứt không gian đen nhánh không hồ là nghịch thiên tri tử khí thế của tần hạo này cũng mạnh đấy nhìn thấy tần hạo cùng mãnh đánh tới sắc mặt quân tiêu dao như giếng cổ không gợn sóng thậm chí như một người ngoài cuộc xem diễn còn bình phẩm từ đầu đến chân tiêu dao ca ca đôi mắt xinh đẹp của khương lạc ly lộ ra một chút lo lắng giờ phút này khí thức của tần hạo khiến da thịt tuyết trắng của nàng cũng nổi lên da gà sinh ra cảm giác nguy hiểm nàng không muốn quân tiêu dao bị chịu tổn thương nào a à, quân tiêu dao khẽ cười một tiếng khóe môi nhách lên một độ cung lạnh nhạt nói ôm chặt ai khương lạc ly còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy quân tiêu dao lạnh nhạt vươn tay phải ra thúc giục tượng thần trấn ngục kính khí huyết kim sắc bốc lên hóa thành một tượng thần trấn áp chư thiên hoàn vũ Đồng thời, sức mạnh của 70 khối đại la tiên cốt cũng bùng nổ, tiên quang lan tỏa, thần năng cuồn cuộn tuôn trào, như đại dương minh mông. Nếu nói tần hạo giờ phút này là chiến thần đang muốn nghịch thiên phạt thần, vậy quân tiêu giao chính là thần vương vô thượng trấn áp càn khôn. Quân tiêu giao đưa tay trái ôm lấy vòng eo tinh tế của Khương Lạc Ly, phòng ngừa nàng bị gợn sóng pháp lực đánh bay. Tay phải thì siết năm ngón lại, dung hợp sức mạnh của 3 tỷ 700 triệu cân thần lực và 70 khối đại la tiên cốt với nhau, một quyền đánh thẳng về hướng tần hạo nơi quyền phong khuếch tán ra không gian tan nát vỡ vụn thân thể hai người lập tức va chạm trong phút chốc thiên địa thất thanh rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối chỉ có một quang hoa trói mắt lấy hai người làm điểm trung tâm mà thong thả khuếch tán ra mà chỉ qua mấy cái hô hấp quang hoa kia mới nhanh chóng khuếch tán ra đồng thời tiếng nổ vang đinh tai nhức óc cũng đột nhiên bùng nổ thậm chí đám người đông huyền lão tổ cổ nguyên, khương gia hộ đạo nhân còn đang chiến đấu với các thánh nhân cổ ma tộc, cổ yêu tộc, cửu u minh tước tộc đều bị dao động này ảnh hưởng, không khỏi đưa mắt nhìn lại. Nghệ vũ, Yến Thanh Ảnh, Tô Tử Quỳnh, cửu đầu sư tử và Khương Hư Linh đều nhìn không chớp mắt vào trung tâm vụ nổ kia. Có gió phất quá, thổi tan huyên náo. Cảnh tượng trong đó cũng lộ ra. Quân tiêu giao đưa tay trái ôm Khương Lạc Ly, tay phải thò ra, trực tiếp đánh xuyên qua ngực Tần Hạo. Cả người Tần Hạo giống như động lại trên hư không, trên mặt lộ ra biểu cảm không thể tin tưởng. Máu tươi sền sệt không ngừng chảy xuống từ khóe miệng hắn ta. Sao? Sao có thể? Tần hạo gian nan mở miệng, sắc mặt tái nhợt như tờ. Hắn ta hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả này. Hắn ta bạo phát toàn bộ thực lực, thi triển toàn bộ thủ đoạn, tung ra chiêu thức trung cực. Quân tiêu giao lại dùng một bàn tay đã chặn lại được. Làm người ta căm giận nhất chính là, tay trái của quân tiêu giao còn đang ôm muội tử. Đây là hoài trung bão muội sát thật sự không cần dùng thân thể con kiến của ngươi khiêu chiến uy nghiêm của bản thần tử tuấn nhan của quân tiêu giao thật lạnh nhạt giống như thần linh tiêu giao kaka ca ca. khương lạc ly được ôm vào ngực khuôn mặt sáng lạn như ánh bình minh trên tuyết trong mắt tỏa ra sao nhỏ và tia sáng kỳ dị giờ phút này quân tiêu giao thật sự quá soái khí quá mê người bị hắn ôm vào trong lòng cảm giác an toàn cũng tăng lên cực độ mỗi phu này của ta thật tao khí cách đó không xa Khương Hư Linh cũng líu lưỡi, trong lòng âm thầm hâm mộ không thôi. Tay trái ôm muội, tay phải giết địch. Giơ tay nhấc chân đã chấn áp tất cả. Đây không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Trong mắt nghệ vũ cũng lộ ra sùng bái. Còn về Yến Thanh ảnh, nàng ta nhìn nhìn Khương Lạc Ly trong lòng quân tiêu dao Đôi mắt xinh đẹp đen nhánh mang theo một tia hâm mộ cùng cực. Nếu Khương Hư Linh đào cốt của ngươi một lần, vậy bản thân tử cũng vui lòng nhận lấy khối xương sau niết bàn của ngươi. Khóe miệng quân tiêu dao nhếch lên một độ cong lạnh như băng tay phải của hắn trực tiếp kéo ra một khối linh cốt trắng tinh, sau niết bàn từ trong ngực của tần hạo ngực. a, à, tần hạo phát ra tiếng gào giống, cảm giác đau nhức xé rách này làm hắn ta như muốn điên cuồng. Khương Lạc Ly lại vùi đầu vào ngực quân tiêu dao, không muốn nhìn thấy tình cảnh huyết tinh này. Không tồi, nhìn thấy khối cốt này, quân tiêu dao cười cười. Tiên thiên linh cốt sau niết bàn này cũng có thể trở thành chất dinh dưỡng cho trí tôn cốt của hắn. Khụ khụ, tần hạo ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch lộ ra nụ cười thảm hắn ta lại bị đào cốt hắn ta thua hoàn toàn thua hắn ta cho rằng mình có thể dùng chiêu đồng quy vu tận kết quả đối với quân tiêu dao thì chỉ cần một quyền là giải quyết tranh lệch giữa hai người quá lớn rốt cục ta đã là làm sai cái gì mới làm vương triều hủy diệt cửa nát nhà tan cả cửu u cũng đã chết tần hạo bi phẫn muốn chết hắn ta chưa làm sai cái gì cả nhưng khương hư linh vừa đến thì đã trực tiếp hủy hoại tất cả của hắn ta hiện tại, không chỉ cử u chết, cả nhất bàn cốt của hắn ta cũng bị quân tiêu giao đoạt đi. Tần hạo, quá con mẹ nó thê thảm. Trên mặt quân tiêu giao cũng không lộ ra vẻ thương hại gì. Nghiêm khắc mà nói, chuyện này thật sự là Khương Hư Linh làm sai. Gã chính là vai ác tội ác tày trời đối với Tần Hạo. Nhưng vậy thì đã sao? Khương Hư Linh là người của Khương Gia. Mà trong cơ thể quân tiêu giao chảy xuôi một nửa huyết mạch của Khương Gia hắn không giúp Khương Hư Linh thì chẳng lẽ phải đại nghĩa diệt thân, giúp Tần Hạo sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Quân tiêu giao căn bản không phải thánh mẫu, hắn cũng không dùng quan niệm thiện ác đơn giản để trói buộc chính mình. Nếu là người thuộc phe mình, cho dù phạm phải tội nghiệt ngập trời thì quân tiêu giao cũng che chở. Cái gì mà giúp lý không giúp thân, đều là vô nghĩa. Quân tiêu giao muốn bênh vực người mình đến cùng. Trước khi người chết, ta tặng cho người một câu đi, tiểu hài tử mới quan tâm đúng sai, người lớn chỉ xem lợi và hại, quân tiêu dao lạnh nhạt lắc đầu chụp qua một trưởng tần hạo cười thảm một tiếng không có chút sức lực phản kháng trực tiếp bị quân tiêu dao dùng một trưởng chụp thành vụn máu quân tiêu dao đưa tay nắm một cái căn nguyên thế giới của vạn tượng đại lục lập tức bị hắn thu vào trong túi đến lúc này quân tiêu dao đã có được bốn căn nguyên thế giới nếu ta có thể gom đủ căn nguyên của thập giới coi đây là nội tình bước lên tế đàn anh linh nói không chừng thật sự có thể sáng lập ra một con đường xưa nay chưa từng có quân tiêu dao nghĩ thầm xác định mục tiêu của chính mình. Muốn sáng lập ra con đường tiền nhân chưa từng tạo ra, không chỉ cần đại dũng khí, đại nghị lực, đại thiên phú, mà còn phải có đại cơ duyên. Mà 10 căn nguyên thế giới chính là cơ duyên lớn nhất. Phải biết rằng, trước đó cho dù là quân chiến thiên cũng chỉ muốn quân tiêu giao, có được một căn nguyên thế giới mà thôi. Theo quan điểm của quân chiến thiên, một căn nguyên thế giới đã đủ để trở thành tiên chủng vô thượng, xây dựng nên đạo cơ bất hủ cho quân tiêu giao. Mà hiện tại, chỉ sợ cả quân chiến thiên cũng không nghĩ tới, tôn tử nhà mình lại có dã tâm muốn gom đủ căn nguyên của thập giới. Tự cổ trí kim chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cũng không có ai sẽ sinh ra dã tâm như vậy. Nhưng lần này có thập giới đại loạn, căn nguyên thập giới sôi nổi hiện thân, đây là cơ hội tốt nhất. Tất nhiên quân tiêu giao không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Nhìn thấy tần hạo và cửu u ngã xuống, thánh nhân của cửu u minh tước tộc cũng phát ra tiếng giống giận. Ôn cái gì mà ôn? Quân tiêu giao khẽ cao mày. Ngay sau đó hắn lấy sa đọa thánh thể ra, đấm ra một quyền, đập nát cả hư không vạn dặm. Tên thánh nhân kia của cửu U Minh tước tộc không có sức phản kháng, bị sa đọa thánh thể một quyền đánh không còn lại chút vụn máu. Đừng nói là thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc, ngay cả hai vị hộ đạo nhân của Khương gia nhìn thấy cảnh tượng này, cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm, đến cực điểm tỏa ra từ sa đọa thánh thể. Ngay sau đó, sa đọa thánh thể chấn động quyền phong, đấm về hướng hai tên thánh nhân của cổ yêu tộc và cổ ma tộc. Đương nhiên, lần này quân tiêu giao hơi nương tay, không trực tiếp đấm chết mà chỉ đánh thành trọng thương. Bởi vì hắn còn muốn cậy ra độc thủ phía sau màn từ hai người này. Nhưng lúc này, trong đầu quân tiêu giao trượt đau xót. Quân tiêu giao trực tiếp cắt đứt kết nối với sa đọa thánh thể. Thời gian càng ngày càng ngắn. Quân tiêu giao lẩm bẩm trong lòng. Thời gian hắn có khả năng liên kết với sa đọa thánh thể càng ngày càng ít. Hẳn làm như vậy thêm một hai lần thì không thể sử dụng được nữa rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio nhưng quân tiêu giao hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc. Hắn chỉ dùng sa đoạ thánh thể một chút ở hạ giới mà thôi, trở lại hoang thiên tiên vực rồi thì hoàn toàn không cần. Sau khi thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc bị đánh thành trọng thương, trực tiếp bị đông huyền lão tổ và cổ nguyên khống chế lại. Quân tiêu giao đi đến trước người bọn họ, lạnh nhạt hỏi, nói đi, ai cho các ngươi lá gan dám phản bội quân gia ta. Lấy nội tình của cổ ma tộc và cổ yêu tộc thì dù cho bọn chúng một vạn lá gan, cũng không dám phản bội quân gia, sau lưng bọn chúng nhất định có người chống lưng. Hừ, được làm vua thua làm giặc, tuy hai chúng ta bại, nhưng hạo kiếp sẽ không kết thúc, quân gia các ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng cao cao tại thượng, một tay che trời. Thánh nhân của cổ ma tộc hừ lạnh và nói, tù nhân còn kiên cường như vậy, ngươi thực dũng cảm lắm. Khóe mua quân tiểu dao nhách lên một độ cong lạnh lẽo trào phúng. Sau đó, hắn trực tiếp lấy ra thần thông trong hỗn độn thần ma quan tưởng Pháp, hỗn độn thần ma. Loại hỗn độn thần ma, này quả thực là một thủ đoạn khủng bố dùng để tra tấn linh hồn. Trước kia cả thích khách của U Minh Thiên cũng không chịu nổi tra tấn như vậy. Tuy rằng quân Tiêu Giao đang đối mặt với hai thánh nhân, nhưng hai thánh nhân này đều bị thương nặng, thực lực ngã xuống đáy cốc. Cộng thêm bị Đông Huyền Lão tổ và cổ nguyên áp chế, thần cung nguyên thần của bọn họ cũng đã suy yếu tới cực điểm. Hỗn độn thần ma của quân Tiêu Giao vẫn có thể tác dụng với chúng. A, à, đây, đây là cái quỷ gì? Hai mắt thánh nhân của cổ ma tộc và cổ yêu tộc đỏ rực như máu, phát ra tiếng thống khổ tột cùng. Cảm giác thống khổ khi nguyên thần bị kéo vào hỗn độn thần ma, bị nghiền nát lặp đi lặp lại quả thực còn thống khổ hơn, lăng trì thân thể cả vạn lần. Đây tuyệt đối là nỗi đau mà không phải người bình thường có thể chịu đựng. Trải qua tra tấn lâu dài, rốt cuộc hai tên thánh nhân cũng không chịu đựng nổi mà nói ra một ít bí mật. Hai tộc bọn họ không chỉ cấu kết với tội tộc, còn với móc nối với đám sinh linh thái cổ thần sơn ở hạ giới mà Thái Cổ Thần Sơn hạ giới lại có liên hệ với Thái Cổ Hoàng tộc trên tiên vực. Tỷ như các hoàng tộc đứng đầu như Tổ Long Xào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ. Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ, bọn chúng cũng tham dự vào chuyện này. Quân Tiêu Giao hơi nhíu mày. Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ cũng là Thái Cổ Hoàng tộc đứng đầu, thực lực không yếu hơn Tổ Long Xào và Vạn Hoàng Linh Sơn. Nhưng nghĩ lại cũng có thể lý giải. Từ trước đến nay Thái Cổ Hoàng tộc coi nhân tộc là con kiến, từng phát động rất nhiều náo động ở thời cổ. Mà quân gia thân là hoang cổ thế gia đứng đầu nhân tộc, lại là một trong ngự tam gia, tất nhiên sẽ sinh ra xung đột đối kháng với thái cổ hoàng tộc. Dần già, quân gia gần như đắc tội một nửa thái cổ hoàng tộc trở lên. Một nửa thái cổ hoàng tộc còn lại tuy rằng không có thù hận gì lớn với quân gia, nhưng cũng không có hảo cảm gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quân gia cường đại, như thế mà vẫn không hoàn toàn hủy diệt tổ long xào bởi vì chỉ cần quân gia đối phó tổ long xào thì các hoàng tộc vạn hoàng linh sơn kỳ lân cổ động thượng cổ ngạc hồ sẽ không ngồi xem những thái cổ hoàng tộc đó cùng tạo áp lực tuy quân gia không đến mức sợ nhưng cũng sẽ có tổn thất mặc dù phía quân gia cũng có các minh hữu như hoàng cổ khương gia nhưng đến lúc đó nếu thật sự triển khai đại chiến thì không phải chỉ là bất hủ chiến của hai thế lực mà là bất hủ chiến liên lụy đến nhiều thế lực toàn bộ hoang thiên tiên vực sẽ long trời lở đất khó trách có tự tin như vậy thì ra là thái cổ hoàng tộc chống lưng cho các ngươi, nhưng đáng tiếc, các ngươi cũng chỉ là quân cờ để thái cổ hoàng tộc khiêu khích quân gia ta mà thôi. Quân tiêu giao lạnh nhạt nói, cổ ma tộc và cổ yêu tộc coi thái cổ hoàng tộc như chỗ dựa. Nhưng trước nay thái cổ hoàng tộc cũng không nói sẽ coi trọng gì bọn chúng. Cổ ma tộc và cổ yêu tộc chính là quân cờ, mà bọn họ khiêu khích uy nghiêm của quân gia, còn là dạng dùng xong là ném. Buồn cười là hai tộc này, thật sự cho rằng thái cổ hoàng tộc có thể cho bọn chúng tự do, bảo vệ bọn chúng một đời chu toàn phản bội quân gia ta chỉ có một kết cục đó chính là diệt tộc không chỉ các ngươi mà trên toàn bộ tiên vực trong hàng tỷ năm sau cũng không cho phép có sinh linh cổ ma tộc và cổ yêu tộc xuất hiện quân tiêu dao nói rất lạnh nhạt giống như lời thẩm phán của trời xanh làm vậy không phải chỉ nhằm vào hai tộc đàn ở hạ giới này mà là nhằm vào toàn bộ huyết mạch của cổ ma tộc và cổ yêu tộc một câu của quân tiêu dao mà muốn trực tiếp chém đứt huyết mạch của hai tộc ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy không có khả năng, thái cổ hoàng tộc nhất định sẽ bảo hộ tộc đàn của chúng ta. Đôi mắt hai tên thánh nhân đỏ rực như máu, đang liên tục gào giống. Giết đi. Quân tiêu giao xoay người và nói. Đông huyền lão tổ và cổ nguyên giơ tay vỗ một cái, thân thể và cả nguyên thần của hai thánh nhân đều bị chấn đến dập nát. Đồng thời trong lòng cũng líu lưỡi, quân tiêu giao thật là giết người chu tâm. Không chỉ cổ ma tộc và cổ yêu tộc ở hạ giới phải. Chết, mà hắn còn không bỏ qua cho cả tộc đàn trên tiên vực đế vương ở nhân gian một lời không hợp thì chu chín tộc quân tiêu giao thì không phải chu chín tộc mà phải nhổ tận gốc huyết mạch của cả hai tộc tuyệt không nung chiều thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết quả thực chính là kiêu hùng bất thế Mội phu này của ta quá con mẹ nó trâu bò trong đôi mắt khương hư linh cũng lộ ra sùng bái có cái đùi như vậy thì nhất định phải ôm cho thật chặt suy nghĩ tạo quan hệ tốt với quân tiêu giao của gã càng thêm kiên định còn về khương lạc ly nàng vẫn không có chút hình tượng mà treo trên người quân tiêu dao khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ ra vẻ mặt si mê bên mép đôi môi đỏ còn lưu lại nước miếng trong suốt hiện tại quân tiêu dao quả thực chính là tổng tài điện hạ lãnh khốc xoáy khí phúc hắc bá đạo có lực hấp dẫn nhất đối với những tiểu cô nương như nàng ngươi còn không đi xuống quân tiêu dao nghiêng mặt qua nhìn về phía khương lạc ly đã sắp chảy nước rãi xuống hắn hơi đau đầu mà nói cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn khương lạc ly là con dâu mà khương nhu thừa nhận Quân Tiêu Dao thật sự không thể quá đáng với nàng. Bằng không Khương Lạc Ly trở về mách lẻo, nói Quân Tiêu Dao ức hiếp nàng thì Khương Nhu lại bắt đầu là nhải cằn nhằn. Người ta thật vất vả mới hạ giới tới gặp Tiêu Dao ca ca, còn bị cầm tù, vậy mà không thể muốn thêm một cái ôm hay sao? Khương Lạc Ly thi triển thuật giả vờ đáng yêu, nâng khuôn mặt nhỏ trong trẻo lên, mắt to ngập nước, cứ như có thể nói ra những lời nhu nhược đáng thương. Trên trán Quân Tiêu Dao có hắc tuyến hiện lên lực sát thương bắn manh này rất mạnh đáng tiếc quân tiêu dao không để mình bị rắt mũi dẫn lòng vòng hắn cũng không phải thuật sĩ luyện đồng nhìn thấy quân tiêu dao không có phản ứng gì khương hư linh bên cạnh cũng có chút líu lưỡi khương lạc ly mà bắt đầu làm nũng thì toàn bộ khương gia đều hận không thể nâng niu nàng trong lòng bàn tay mà sùng ái kết quả vị muội phu tương lai này lại không có chút cảm giác nào thật sự không có tình cảm sao đi xuống quân tiêu dao thở dài ừm Khương Lạc Ly nhìn thấy thuật bắn manh của mình vô dụng thì vẫn ngoan ngoãn, mà buông tay thả chân. Có đôi khi Khương Lạc Ly thích làm nũng, nhưng tuyệt đối sẽ không vô cớ gây rối. Nhưng nàng nghĩ đến còn có thể ở chung một thời gian với quân tiêu giao ở hạ giới, cô nàng Khương Lạc Ly này lại bắt đầu cười hắc hắc ngây ngô một mình. Nhà đầu thô lỗ này, quân tiêu giao hoàn toàn câm nín. Khương Lạc Ly cổ linh tinh quái, nhưng thật ra cũng rất thông minh, chỉ là vừa đối mặt với quân tiêu giao thì giống như mất trí, trở nên ngây ngốc, cộc lốc có lẽ đây chính là nữ nhân không đầu óc trong lúc luyến ái. Đa tạ muội phu ra tay tương trợ, hư linh vô cùng cảm kích. Khương hư linh vội vàng tiến lên, cung kính chắp tay. Nghe xưng hô này, quân tiêu giao im lặng. Khương lạc ly lại có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười nói, biểu ca, người ta và tiêu giao ca ca còn chưa nhanh như vậy mà. Quân tiêu giao muốn đổ mồ hôi hột, cô nàng này cảm thấy thật sự ăn chắc hắn rồi sao? Lâu như vậy mà cũng không thấy cao lớn lên được chút nào, nhìn chiều cao nhỏ sinh trước sau như một và trước ngực thiếu điện nước của Khương Lạc Ly, thậm chí quân tiêu giao có lúc còn hoài nghi, có phải Khương Lạc Ly cũng giống như thập lục tổ của quân gia, ăn trường sinh đạo quả linh tinh gì đó nên vĩnh viễn không lớn lên được không? Tiêu giao ca ca lại nói người ta lùn. Khương Lạc Ly nghe thấy lời này thì chu miệng lên, phồng đôi má hương lên. Thiên vương cái địa hổ, Lạc Ly 1m5. Bảo tháp chấn hạ yêu, Lạc Ly không cao lên được. Quân tiêu giao nói đúng sự thật, Trước kia Khương Lạc Ly còn cao tới ngực hắn. Hiện tại phòng trừng chỉ có thể đến trên eo hắn. Là dạng mà lúc dùng miệng mút cũng không cần quỳ xuống ấy. Hơn nữa nếu thật sự làm mấy chuyện để nối dõi tâm đường, thì không phải một bước đến dạ dày, mà là chìa thẳng tới miệng. Người ta cũng dậy thì không kém. Khương Lạc Ly chống cái eo thon lên, liều mạng mà ấn bộ ngực nhỏ lên. Nhưng mà ấn không ra cái gì cả. Được rồi. Quân tiêu dao lắc lắc đầu, hắn cũng không dành thảo luận vấn đề sinh lý dậy thì với nhà đầu thô lỗ này, ngược lại nhìn về phía Khương Hư Linh và nói, ta cũng không phản đối ngươi làm những chuyện diệt tông diệt tộc đó, chỉ là cẩn thận lật thuyền trong mương, ta cũng không có khả năng che chở các ngươi vào mọi thời khắc. Nghe quân tiêu giao nói thế, Khương Hư Linh liên tục gật đầu. Đúng vậy. Lần này nếu không có quân tiêu giao trợ giúp thì chỉ sợ gã và Khương Lạc Ly đều có nguy hiểm. Đa tạ muội phu. Khương Hư Linh cảm kích nói. Có thể đổi xưng hô không? quân tiêu dao đau đầu đa tạ thiếu chủ khương hư linh nói quân tiêu dao khẽ gật đầu lấy tầm quan trọng của hắn đối với khương gia thì gọi một tiếng thiếu chủ cũng không có gì xấu sau khi giải quyết chuyện này quân tiêu dao cũng không lơi lỏng hắn còn phải đi giải quyết chuyện về cổ thần tộc ngoài ra quân tiêu dao cũng muốn đi một chuyến đến thái cổ thần sơn của vạn tượng đại lục nếu thái cổ hoàng tộc muốn ra oai phủ đầu với quân gia vậy tất nhiên quân tiêu dao cũng muốn phải cho thái cổ hoàng tộc một chút kinh sợ có đi mà không có lại thì quá thất lễ. Sau một hồi chỉnh đốn, quân tiêu giao lập tức dẫn theo nhóm người này đi đến nơi đóng quân của cổ thần tộc. Hiện giờ cổ thần tộc sớm đã đánh túi bụi với đám cổ ma tộc, cổ yêu tộc và tội tộc. Ban đầu bọn họ cũng sắp chống đỡ không nổi nữa. Nhưng cũng may, đội ngũ của đại giận Hoàng Triều kịp thời tới chi viện, bởi vậy mới có thể tiếp tục chịu đựng. Nhưng mặc dù có đại giận Hoàng Triều chi tri viện, bọn họ muốn đánh thắng trận chiến này cũng là điều cực kỳ gian nan. Bởi vì trừ cổ ma tộc, cổ yêu tộc gia thì còn có tứ đại tội tộc điều hội tụ tại đây lần lượt là huyết vũ tộc hoàng kim cự nhân tộc địa ma tộc và cử u minh tước tộc thực lực của tứ đại tội tộc này đều rất mạnh cộng thêm cổ ma tộc và cổ yêu tộc cổ thần tộc có thể chống đỡ đến bây giờ đã xem như kỳ tích trên chiến trường tràn ngập khói thuốc súng dao động của các loại pháp lực làm chấn động cả vòm trời cổ thần tộc và đại giận hoàng triều các ngươi không chống chọi được bao lâu nữa đâu một thánh nhân của cổ ma tộc đang cất tiếng cười lạnh không sai các ngươi cũng nên bị hủy diệt." Thánh nhân của Cổ yêu tộc cũng lạnh lẽo nói. "Cổ thần tộc đã trấn áp tộc của ta nhiều năm như vậy, huyết cừu phải báo." Thánh nhân của Huyết Vũ tộc có một đôi cánh huyết sắc trên lưng, giọng nói mang theo lạnh lẽo cực độ. "Cổ ma tộc và Cổ yêu tộc đã phản loạn, hơn nữa tương trợ bọn họ phá phong ấn." Bởi vậy, tứ đại tội tộc này chút hết toàn bộ oán niệm và thù hận xuống Cổ thần tộc. Tội tộc chính là tội tộc, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu tội đồ, Cổ thần tộc ta nguyện trung thành với chủ thượng quân gia dù có mất đầu, chảy hết nhiệt huyết, nhưng thà chết chứ không chịu khuất phục. Một vị thánh nhân của cổ thần tộc giống lên, cho dù cả người tắm máu, nhưng vẫn chiến ý ngập trời. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giết. Thánh nhân của cửu U Minh tước tộc mang theo sát ý mà nói. Đại giận hoàng chủ tới gần một thánh nhân cổ thần tộc, truyền âm nói, yên tâm đi, trong mắt thần tử thì những tội tộc đó đều là gà vườn chó xóm. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của sa đọa thánh thể, đại giận hoàng chủ hoàn toàn không lo về những tội tộc đó, thậm chí đáy mắt còn mang theo một tia thương hại. Hy vọng thần tử có thể nhanh đến đây, chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Vị thánh nhân cổ thần tộc này thở dài và nói. Phía dưới, đám người quân Dĩnh Nhi và Phương Hàn cũng đang chiến đấu. Quân Dĩnh Nhi vừa chiến đấu, trong đầu lại vừa suy nghĩ về quân tiêu giao, không biết khi nào hắn sẽ đến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Phương Hàn lại không có cảm xúc. Từ sau khi quân tiêu giao xuất hiện, Số lần quân Dĩnh Nhi nói chuyện với hắn ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đa số thời gian nàng ta đều là nán lại bên cạnh quân tiêu giao. Điều này làm trong lòng Phương Hàn cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn ta cũng không có cách nào, quân tiêu giao không phải tồn tại mà hắn ta có thể trêu chọc. Tuy Phương Hàn lòng dạ hẹp hòi, chiếm hữu dục mạnh, nhưng cũng không ngốc. Hắn ta vẫn rất rõ ai có thể chọc và ai không thể chọc. Cả phụ thân của hắn là đại giận hoàng chủ cũng chỉ là tồn tại như phó thân ở trước mặt quân tiêu giao. Vậy hắn ta đã là cái gì? Nhưng trong khoảng thời gian chiến đấu này, Phương Hàn dựa vào chuyện hiến tế tội tộc cho tế thần phù chiếu nên thực lực cũng liên tục dâng lên. Nhưng hắn ta không biểu lộ ra mà chuẩn bị coi nó như một át chủ bài, tiện để giả heo ăn hổ. Mà đúng lúc này, vòm trời có tiếng nổ vang rung chuyển. Thánh nhân của cổ ma tộc, cổ yêu tộc, huyết vũ tộc và Cửu U Minh Tước tộc đang vây công một vị thánh nhân của cổ thần tộc, chuẩn bị tiêu diệt người này trước. Bàn về số lượng thánh nhân thì cổ thần tộc và cổ yêu tộc cộng thêm tứ đại tội tộc đã vượt xa phía cổ thần tộc và đại giận hoàng triều. Ngay vào lúc thánh nhân của cổ thần tộc sắp bị vây sát, một bóng người tóc dài bay loạn, ma ý kích động hùng hồn trực tiếp đánh tan không gian, tung một quyền oanh sát về hướng thánh nhân của cổ ma tộc. Phụt, thân thể tan nát, thánh huyết bay tung tóe. Chỉ một quyền, diệt thánh. Một quyền bất thình lình này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mà càng làm người ta hoảng sợ là thánh nhân của cổ ma tộc lại bị một quyền này hạ gục chỉ trong nháy mắt. Điều này quả thực khiến người ta không thể tin vào hai mắt của mình. Đó đường đường là cường giả thánh nhân, cho dù là ở tiên vực thì cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng giờ phút này, ông ta lại bị hạ gục như một con kiến chỉ trong nháy mắt. Cảnh tượng này quá rung động, khiến cường giả tội tộc và cường giả cổ ma tộc, cổ yêu tộc đều ra đầu tê dại, cả người rét run như rơi vào động băng. Thần tử tới rồi. Đại giận hoàng chủ thấy thế thì cười lớn một tiếng. Trên mặt chúng, tộc nhân của cổ thần tộc cũng lộ ra biểu cảm vô cùng kích động nếu nói độ trung thành của huyền thiên tông đại dận hoàng triều đối với quân gia là trăm phần trăm vậy cổ thần tộc bọn họ chính là hai trăm phần trăm còn về nguyên nhân vì sao rất đơn giản lúc trước cổ thần tộc luôn chịu áp bức của cổ ma tộc và cổ yêu tộc cuối cùng là quân gia ra tay giải cứu cổ thần tộc thuận tiện thu cả ba tộc làm thế lực phụ thuộc bởi vậy cổ thần tộc cực kỳ cảm kích quân gia tất nhiên cũng càng trung thành mà cổ ma tộc và cổ yêu tộc vốn có thể thâu tóm cổ thần tộc lại bị quân gia cản trở thậm chí ngược lại còn bị cưỡng ép thu làm người theo đuổi tuy hai tộc ngoài mặt thần phục nhưng hiển nhiên trong lòng cũng có oán khí tích lũy oán ý lâu dài cộng thêm thái cổ thần sơn châm ngòi nên bọn chúng mới quyết tâm phản loạn trên trời cao đám người quân tiêu giao đã đến nhìn chiến trường tang hoang trước mắt vẻ mặt quân tiêu giao càng thêm lạnh nhạt cổ ma tộc cổ yêu tộc còn cả tứ đại tội tộc nữa hôm nay không tộc nào có thể trốn thoát quân tiêu giao vừa thao túng sa đọa thánh thể vừa đánh về hướng những thánh nhân còn lại của tội tộc, đồng thời hắn vung tay lên, sáu liệt tinh thần khôi xé rách hư không, bắn vụt ra ngoài. Đông Huyền lão tổ, Cổ Nguyên và vị mỹ phụ nhân chuẩn thánh kia cũng ra tay, là người của quân gia tiên vực tới. Đáng chết, những con rối thánh nhân đó quá mạnh, còn có ma ảnh kia nữa, quá khủng bố, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản một quyền của hắn. Cổ thần tộc, Cổ ma tộc và tội tộc đều phát ra những tiếng kinh hô và kêu thảm thiết một khối sa đọa thánh thể đã đủ để đánh xuyên hàng rào thánh nhân của bọn chúng. Càng đừng nói còn có sáu liệt tinh thần khôi ở bên phụ trợ, quả thực là vô địch. Không có thánh nhân nào có thể ngăn cản sức mạnh khủng bố này. Sự xuất hiện của quân tiêu giao, không nghi ngờ là nhân tố khiến chiến cuộc hoàn toàn xoay chuyển. Đồng thời bản thân quân tiêu dao cũng ra tay. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt tới cực điểm, cầm bàn hoàng tuế nguyệt kiếm trong tay, mục tiêu nhắm thẳng vào bóng người tuổi trẻ của cổ ma tộc. Gã là thiên kiêu mạnh nhất của cổ ma tộc, cổ liệt nhìn thấy quân tiêu dao đánh tới trên mặt cổ liệt hiện ra chút hung hãn lạnh lẽo mở miệng quát lên ngươi là người nào của quân gia quân tiêu dao không rên một tiếng khóe miệng mang theo một tia đạm mạc hắn quét một kiếm ra kiếm quang mơ hồ mang theo thời gian chi khí mênh mông cuồn cuộn thổi quét đến thực lực của quân tiêu dao gần như vô địch trong cùng thế hệ hơn nữa còn có sự gia trì của bàn hoàng tuế nguyệt kiếm người cùng thế hệ đối đầu với hắn thì chỉ có thể khuyên một câu tự cầu nhiều phúc tìm đường chết nhìn thấy quân tiêu giao cả nói cũng lười trả lời, cổ liệt cảm thấy mình bị nhục nhã. Gã bùng nổ toàn bộ ma khí, giống như một yêu ma cái thế. Nhưng mà, sau khi kiếm quang của quân tiêu giao đảo qua, hắn trực tiếp không quay đầu lại mà lao đến chỗ người tiếp theo. Cả người cổ liệt như động lại trên không trung. Sau đó, giữa ánh mắt kinh hãi khiếp đảm của một đám sinh linh tội tộc, thân thể cổ liệt giống như đá núi phong hóa, bị gió thổi tan đi từng chút từng chút một. Cả người gã như cát trắng tung bay. Điền này khiến mọi người sởn tóc gáy, thủ đoạn này không khỏi quá quỷ dị. Làm sao bọn chúng biết được, đây là sức mạnh thời gian của bàn hoàng tuế nguyệt kiếm. Nếu là một vị cường giả đứng đầu chân chính, cầm bàn hoàng tuế nguyệt kiếm trong tay, một kiếm chém xuống đã có thể làm tất cả mọi thứ, trong phạm vi vạn dặm điều hóa thành cho bụi trong dòng thời gian. Hiện giờ hiển nhiên quân tiêu giao còn chưa đạt tới trình độ đó. Nhưng dùng để đối phó những người cấp bậc như cổ liệt thì cũng đủ rồi. Liệt nhi, một thánh nhân của cổ ma tộc hai mắt đỏ rực như máu, phát ra tiếng thét chói tai phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã bị sa đọa thánh thể tung một quyền hạ gục trong nháy mắt. Quân tiêu giao tiếp tục giết người tiếp theo. Thiên kiêu trẻ tuổi của cổ yêu tộc cũng bị quân tiêu giao tàn sát. Sau đó là thiên kiêu của huyết vũ tộc, hoàng kim cự nhân tộc, địa ma tộc và cửu u minh tước tộc. Quân tiêu giao dùng thủ đoạn quả quyết, thực lực cường hãn khiến lòng người toàn trường đều nhấc lên sóng gió đôi mắt xinh đẹp của quân dĩnh nhi còn tỏa tia sáng kỳ dị không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào quân tiêu dao đây mới là anh hùng cái thế chân chính đánh đầu thắng đó không gì cản nổi phương hàn thấy thế thì trong lòng lại cảm thấy vô lực mặc dù hắn ta có tế thần phủ chiếu trợ giúp ẩn tàng rất nhiều thực lực nhưng nếu hiện tại hắn ta và quân tiêu dao một mình đối chiến sợ rằng phương hàn cũng chưa có tự tin và gan dạ đó không hổ là tiêu dao ca ca rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm lại cố tình muốn dựa vào thực lực đôi mắt xinh đẹp của khương lạc ly chấp động ánh sao nhỏ nhìn thấy quân tiêu dao đang tùy ý tàn sát thiên kiêu trong tộc những thánh nhân tội tộc đó đều tức giận đến trong lòng lấy máu bọn họ muốn một tát chụp chết quân tiêu dao lại là bị sa đọa thánh thể và liệt tinh thần khôi ngăn cản căn bản không ai đến gần được quân tiêu dao kế tiếp trận chiến đấu này đã diễn biến thành một buổi tàn sát đơn phương sa đọa thánh thể tàn sát những thánh nhân đó quân tiêu dao tàn sát những thiên kiêu tội tộc kia chạy mau, không ai chống đỡ được ma ảnh này đâu. Thánh nhân cũng không ngăn được một quyền của hắn, đây là quái vật gì thế này? Ác ma, bạch y công tử kia là ác ma. Quá thảm, một kiếm quét ngang xuống, diệt sát hàng trăm hàng ngàn tinh anh trẻ tuổi của tộc ta. Bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng gào thảm thiết. Rốt cuộc cổ ma tộc, cổ yêu tộc và các tội tộc cũng dao động lòng tin, muốn lui lại. Nhưng đơn giản như vậy sao? Quân tiêu giao nói muốn tiêu diệt cả tộc, vậy thì phải diệt tộc cho dù là hai đại tộc phản bội hay là tứ đại tội tộc, đều phải chết sạch. Cổ thần tộc, đại giận hoàng triều nghe lệnh, không giữ lại tên nào trong hai đại tộc phản bội và tứ đại tội tộc. Quân Tiêu giao cầm kiếm trong tay, đứng sừng sững trên cửu tiêu, như Bạch Y thần vương cất tiếng nói lạnh nhạt sát phạt. Cẩn tuân mệnh lệnh của thần tử. Bốn phương tám hướng vang lên những giọng nói mênh mông cuồn cuộn. Rốt cuộc đợt phản công cũng bắt đầu rồi. Trận đuổi giết này kéo dài chừng 3 ngày 3 đêm. Cổ ma tộc, cổ yêu tộc và huyết vũ tộc, hoàng kim cự nhân tộc, địa ma tộc, cửu u minh tước tộc. Cả sáu đại trùng tộc đều bị giết không còn lại một người. Thi thể trải rộng mặt đất, máu tụ thành con sông, uốn lượn trào dâng. Có thể nói trận đại chiến này làm chấn động toàn bộ vạn tượng đại lục. Nhìn mặt đất hoang tàn trước mắt, quân tiêu giao đứng sừng sững trên cửu tiêu cũng phải cảm thán. Chỉ mới là trận chiến tranh cấp bậc này mà đã tạo thành thương vong, và phá hư khổng lồ như thế, nếu là bất hủ chiến giữa các thế lực bất hủ thì sẽ là cảnh tượng trắng lệ, mà lừng lẫy đến thế nào? Hiện tại quân tiêu giao xem như đã rõ vì sao quân gia cường thế, như vậy mà lại không muốn tùy tiện gây nên bất hủ chiến. Bởi vì bất hủ chiến liên lụy quá nhiều thứ, cũng quá rộng. So sánh với bất hủ chiến, cuộc chiến diệt tộc trước mắt chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nhưng quân tiêu giao lại có một dự cảm. Trong đại tranh chi thế quần hùng cùng nổi lên này, chỉ sợ bất hủ chiến cũng có khả năng bùng nổ mà bất hủ chiến có khả năng bùng nổ nhất chính là đại chiến giữa quân gia và thái cổ hoàng tộc đúng rồi thiếu chút nữa quên mất còn có một việc chưa giải quyết quân tiêu giao nghĩ đến đây thì lẩm bẩm nói hắn còn phải đi đến một chỗ là thái cổ thần sơn trước đó thái cổ thần sơn của thiên huyền đại lục cũng từng gây lên náo động cuối cùng bị quân tiêu giao một tay chấn áp nhưng lần này đối tượng mà cổ ma tộc và cổ yêu tộc hợp tác là thái cổ thần sơn của vạn tượng đại lục không có quan hệ quá lớn với thiên huyền đại lục Thái cổ hoàng tộc trên tiên vực là thông qua thái cổ thần Sơn, của vạn tượng đại lục để liên hệ với hai đại tộc phản bội. Nếu thái cổ hoàng tộc khiêu khích quân gia trước, vậy quân tiêu giao cũng không có lý do gì lùi bước. Hắn chính là bề ngoài của quân gia. Hiện tại quân tiêu giao không ra tay thì ai sẽ ra tay? Uy nghiêm của quân gia không được phép xâm phạm, thái cổ hoàng tộc, người muốn khiêu khích thì bản thần tử sẽ tặng cho người một phần lễ vật càng lớn. Tuấn nhan của quân tiêu giao thật lãnh khốc. Lúc này, tộc trưởng của cổ thần tộc tiến lên, trên mặt mang đầy kích động, quỳ một gối xuống và nói với quân tiêu giao, tại hạ là tộc trưởng của cổ thần tộc, ra mắt thần tử đại nhân. Đứng lên đi, các ngươi vất vả. Biểu cảm lãnh khốc trên mặt quân tiêu giao chuyển thành nụ cười ôn hòa. Hắn cũng rất có hào cảm đối với cổ thần tộc trung thành và tận tâm. Trước kia là chủ thượng quân gia đã cứu cổ thần tộc chúng ta, không có chủ thượng quân gia thì không có cổ thần tộc của hiện tại, chúng ta chỉ làm việc theo bổn phận mà thôi. Tộc trưởng của cổ thần tộc trả lời. Ừm, hiện giờ thập đại tội tộc ở hạ giới đều đã bị hủy diệt, nếu các ngươi muốn thì cũng có thể trở về tiên vực. Quân tiêu giao nói. Nghe được lời này, tộc trưởng của cổ thần tộc càng kích động, sắc mặt đều đỏ lên. Đa tạ thần tử đại nhân. Tất cả mọi người trong cổ thần tộc đều cùng hạ bái. Đám người đại giận hoàng chủ nhìn mà hâm mộ không thôi. Còn có các ngươi, muốn trở về tiên vực cũng được, nhưng phải để lưu lại một phần sức mạnh để khống chế đại lục. Quân tiêu giao nói. Vâng, đa tạ thần tử đám người đại giận hoàng chủ cũng vui mừng khôn xiết. Tuy ở hạ giới bọn họ là tồn tại long đầu, nhưng nếu có khả năng thì họ cũng muốn trở về tiên vực. Dù là hoàn cảnh tu luyện hay là trình tự sinh mệnh thì tiên vực đều cao hơn hạ giới quá nhiều. Nơi đó mới là sân khấu của cường giả. Phong ba của thập đại tội tộc đã được hoàn toàn bình định như vậy. Quân tiêu giao cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mà gia tộc công đạo. Công tử, kế tiếp nên an bài thế nào? Nghệ vũ bên cạnh dò hỏi. Đi đến Thái Cổ Thần Sơn. Quân tiêu, giao lạnh nhạt nói lời này khiến tộc trưởng của cổ thần tộc hơi thay đổi sắc mặt thái cổ thần sơn chính là cấm địa của đại lục trước đó nước giếng không phạm nước sông không có bất cứ giao lưu gì với cổ thần tộc bọn họ mà lần này hình như vụ náo động về đại tộc phản bội tội tộc phá phong ấn cũng có sinh linh của thái cổ thần sơn âm thầm nhúng tay nhưng mặt ngoài cũng không có sinh linh thái cổ thần sơn nào ra tay với cổ thần tộc có thể nói mặt ngoài bọn họ là đứng ngoài cuộc thần tử chúng ta đi với ngài Tộc trưởng của cổ thần tộc và đám người đại giận hoàng chủ đều mở miệng nói. Thái cổ thần Sơn vẫn có tính nguy hiểm nhất định. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, cũng xử lý việc vặt ở đây một chút, đích thân bản thần tử đi đến thái cổ thần Sơn là được. Quân tiêu giao đạm nhiên nói. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người chung quanh đều im ắng cả đi. Quân tiêu giao muốn một mình đó san bằng thái cổ thần Sơn. Nhưng nghĩ đến thực lực khủng bố của sa đọa thánh thể, mọi người đều cảm thấy nói không chừng thật sự có khả năng này. Sau đó, quân tiêu giao nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày ở cổ thần tộc. Hắn cũng để trí tôn cốt của mình hấp thu khối nhất bàn tiên thiên linh cốt kia của tần hạo. Sau khi hấp thu, quân tiêu giao cảm thấy hẳn hình thái hoàn chỉnh của luân hồi nhất quang cũng sắp xuất hiện. Chỉ cần một cơ hội nữa mà thôi. Đến lúc đó, hiển nhiên hình thái hoàn chỉnh của luân hồi nhất quang sẽ càng mạnh hơn thượng thương chi thủ. Hai ngày trôi qua, quân tiêu giao cũng xuất phát, chuẩn bị đi đến thái cổ thần Sơn cửu đầu sư tử, nghệ vũ, yến thanh ảnh đều đi theo bên cạnh hắn. Tất nhiên đám người đông huyền lão tổ, cổ nguyên cũng muốn theo sát. Còn có Khương Lạc Ly mãnh liệt yêu cầu đi theo bên cạnh quân tiêu giao. Trong khoảng thời gian ở hạ giới này, nàng không muốn tách ra khỏi quân tiêu giao cho dù chỉ một giây. Đương nhiên, trong đó có một nguyên nhân quan trọng nhất, chính là Khương Lạc Ly cảm nhận được nguy cơ. Quân tiêu giao mới hạ giới không bao lâu, mà bên cạnh đã có thêm ba nữ tử là Tô Tử Quỳnh, Yến Thanh Ảnh, Quân Dĩnh Nhi, thật ra còn có nạp lan nhược khi không theo tới, cho nên khương lạc ly không biết giờ phút này nàng giống như một con gà mái nhỏ bảo vệ thức ăn, muốn canh giữ chặt chẽ bên cạnh quân tiêu giao, quân tiêu giao bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn bọn họ cùng đi. Thái cổ thần sơn của vạn tượng đại lục nằm ở trốn cực tây, phóng mắt nhìn lại, núi non màu đen giống như khung xương phồng lên của cự thú viễn cổ, tràn ngập cảm giác hoang mãng. khắp núi non không chỉ có một tòa thái cổ thần sơn. Trên các thái cổ thần sơn khác nhau sẽ có những loại sinh linh khác nhau sinh sống. Mà giờ phút này, trong hư không thái cổ thần sơn có thần niệm đang giao lưu. Cổ ma tộc và cổ yêu tộc đã hoàn toàn bị hủy diệt. Còn có các cổ tộc cửu u minh tước tộc cũng đã bị hủy diệt. Hủy diệt thì thôi, dù sao bọn chúng cũng chỉ là quân cờ trong tay hoàng tộc mà thôi. Ngươi nói thử xem thần tử quân gia, kia có đánh lên thái cổ thần sơn chúng ta hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, sau lưng chúng ta chính là thái cổ hoàng tộc dù sao thần tử quân gia còn chưa trưởng thành hắn dám đến sao đúng vậy thần tử quân gia kia chỉ là lão hồ mới sinh nanh vuốt còn chưa mọc dài hắn không có lá gan đó đâu cũng đúng ha ha là ta nghĩ nhiều trong hư không chuyển đến tiếng cười khẽ có vẻ rất đạm nhiên còn loáng thoáng mang theo chút khinh thường nhàn nhạt, nhạt nhưng không bao lâu sau trong không trung bên ngoài thần sơn đám người quân tiêu giao đã đến nhìn một mảnh thái cổ thần sơn tràn ngập cảm giác hoang dã này sắc mặt quân tiêu giao đạm mạc đến cực điểm thần tử muốn chúng ta sung phong thăm dò trước một chút không đông huyền lão tổ hỏi bọn họ biết quân tiêu dao có sa đọa thánh thể cho nên muốn sung phong trước để thăm dò rốt cuộc thái cổ thần sơn này sâu cạn ra sao a à, không cần thiết chỉ là một thần sơn của hạ giới mà thôi vẻ mặt quân tiêu dao vẫn rất đạm mạc nếu đối phó với một thái cổ thần sơn ở hạ giới mà cũng phải kiêng kỵ này kiêng kỵ kia vậy hắn cũng đừng làm thần tử quân ra cái gì nữa điều quân tiêu giao muốn, chính là thống khoái quét ngang tất cả. Hà, các ngươi là người phương nào, sao cả gan dám xông vào cấm địa thần Sơn? Trong thần Sơn, một ít sinh linh nhìn thấy đám người quân tiêu giao thì đi ra kiêu căng ngạo mạn hỏi. Sinh linh thái cổ thần Sơn bọn chúng đã quen thói kiêu ngạo, ở hạ dưới gần như không ai dám trêu chọc chúng, bởi vậy dưỡng thành tính nét kiêu căng ương ngạnh. Quân ra, tiến đến đòi nợ. Quân tiêu giao dáng thẳng một trường xuống, trường ấn kim sắc giống như một góc vòm trời sụp đổ hung hăng chấn áp xuống ầm ầm một mảnh núi non đã bị đập sụp mặt đất lõm xuống mấy trăm sinh linh thái cổ thần sơn còn không kịp phát ra tiếng thét chói tai thì đã bị nghiền thành thịt nát mà những sinh linh thái cổ thần sơn còn lại đều mở to hai mắt như nhìn thấy quỷ ở hạ giới này lại có người dám giết sinh linh thái cổ thần sơn ngay trước mặt thái cổ thần sơn bọn họ nhưng một ít sinh linh thần sơn cũng nghe thấy được lời quân tiêu giao nói quân gia tiến đến đòi nợ. Quân gia, bọn họ là người của quân gia trên tiên vực. Một sinh linh thần sơn phát ra tiếng thét chói tai, trên mặt lộ ra kiêng kỵ cực độ. Các ngươi có ý gì, tùy ý tàn sát sinh linh thần sơn ta, chẳng lẽ không sợ chọc giận tồn tại cấm kỵ của thần sơn sao? Một sinh linh thần sơn miệng gọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu mà nói. Nghe thấy lời này, trên mặt quân tiêu giao lộ ra một ý cười. Chỉ là ý cười này có hơi lạnh lẽo, Xin lỗi, hôm nay bản thần tử đến là muốn tiêu diệt thái cổ thần sơn này. Lời nói của quân tiêu giao thật đạm mạc, nhưng trong đó lại mang theo ý sát phạt khiến cho cả thiên địa biến sắc. Tầng mây phía chân trời cũng bị nhiễm một màu đỏ như máu chẳng lành, giống như sát ý của quân tiêu giao có thể dẫn động thiên địa cộng minh. Ngươi, ngươi nói cái gì, muốn tiêu diệt thái cổ thần sơn ta? Một đám sinh linh thần sơn đều kinh ngạc, dường như thạch hóa cứng lại tại chỗ. Ở hạ giới, thái cổ thần sơn chính là tồn tại cấm kỵ, vẫn luôn ở trên đỉnh cao, chỉ có bọn họ hủy diệt thế lực khác, chưa bao giờ có người hoặc là thế lực nào có thể uy hiếp được bọn chúng. Cũng bởi vì quen sống trong nhung lụa cao cao tại thượng quá lâu, cho nên nghe thấy lời nói của quân tiêu giao, thì thậm chí bọn chúng nhất thời cũng không phản ứng kịp. Một lát sau mới có sinh linh thần sơn phục hồi tinh thần, nhịn không được kêu lên sợ hãi một tiếng, người điên rồi sao? Thái cổ thần sơn ta há là tồn tại mà ngươi nói muốn diệt là diệt. Quân gia mạnh thật, nhưng hiện tại là đang ở hạ giới. Hơn nữa tuy bên cạnh Quân Tiêu Dao có thánh nhân tồn tại, nhưng Thái Cổ Thần Sơn bọn họ cũng có không ít thánh nhân. Quân Tiêu Dao chỉ dựa vào phần lực lượng này mà muốn hủy diệt Thái Cổ Thần Sơn, không khỏi suy nghĩ viển vông quá mức. Chỉ cần bản thần tử muốn, đừng nói chỉ là một Thái Cổ Thần Sơn, cho dù là một giới cũng có thể hủy diệt. Sắc mặt Quân Tiêu Dao thật lãnh đạm. Hắn lại giơ tay ấn xuống, Sinh Linh Thần Sơn, vừa lên tiếng và cả một đám sinh linh chung quanh đều trực tiếp bị nghiền thành thịt nát, làm càn sâu trong thần sơn có tiếng quát chói tai giả nua vang lên. Một khí tức thánh cảnh khủng bố bùng nổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi kèm với khí tức bùng nổ, còn là xích viêm ngập trời. Ngọn lửa hừng hực hình thành một cây hỏa trụ rồi phóng lên cao. Một lão giả khoác trường bào lửa, bước chậm mà ra, nơi lão đi qua thì hư không nhóm lửa, nhiệt độ trong thiên địa cũng nhanh chóng tăng lên. Là tồn tại cấm kỵ của liệt diễm thần sơn, liệt diễm thánh nhân. Khi nhìn thấy lão giả xích bào này hiện thân, Sinh linh Thần Sơn chung quanh bùng nổ tiếng kinh hô, thần sắc còn mang theo kinh hỉ cực độ. Bản thể của Liệt Diễm Thánh Nhân là một con hồng hạc, cũng là tồn tại cấm kỵ trầm miên trong Liệt Diễm Thần Sơn. Lão bị động tĩnh của đám người quân tiêu giao làm bừng tỉnh, cho nên lập tức đứng dậy. "Tiểu bối vô tri, Thái Cổ Thần Sơn há là nơi các ngươi có thể xông loạn." Liệt Diễm Thánh Nhân lạnh lùng nói. Sở dĩ lão không lập tức ra tay, là bởi vì nhìn thấy đám người Đông Huyền lão tổ. Đương nhiên, Liệt Diễm Thánh Nhân cũng hoàn toàn không sợ bởi vì toàn bộ thái cổ thần sơn không chỉ có một sinh linh là lão. Hồng hạc, không tồi. Quân tiêu giao thấy thế thì khẽ gật đầu. Khương Lạc Ly bên cạnh lại chớp đôi mắt to và nói, tiêu giao ca ca, ý của ngươi là chúng ta có chim nướng để ăn sao? Không sai. Quân tiêu giao nói, ô à, Lạc Ly muốn ăn cánh nướng, chân gà và cổ gà nướng. Khương Lạc Ly vỗ tay cười duyên, sau đó bắt đầu đếm đầu ngón tay, nói những bộ phận mà nàng muốn ăn. Nghe cuộc đối thoại của hai người, vẻ mặt tất cả sinh linh thần sơn ở đây đều động lại, đôi mắt trừng lớn, như nhìn thấy quỷ. Bọn người này dám coi liệt diễm thánh nhân là nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi quá làm càn. Tốt xấu gì liệt diễm thánh nhân cũng là một cường giả thánh nhân, không cần mặt mũi hay sao. Mới thức tỉnh từ trầm miên thì đã bị người ta coi như nguyên liệu nấu ăn, đổi lại là ai cũng chịu không nổi. Huống chi, tính nết của liệt diễm thánh nhân cũng giống như bản thể của lão, đều cực kỳ nóng nảy. Lão lập tức nhịn không được muốn ra tay cảnh giới của lão chính là thánh nhân hậu kỳ, càng mạnh hơn thánh nhân bình thường, bởi vậy có tự tin ra tay. Vô dụng mấy thì cho dù bên cạnh quân tiêu giao, có hai cường giả thánh nhân thì lão cũng tin tưởng mình có thể yên lành rút lui. Nhìn thấy liệt diễm thánh nhân mơ hồ mang theo xích viêm ngập trời đang đánh tới. Ánh mắt của quân tiêu giao thật đạm mạc, trực tiếp tung ra sa đọa thánh thể. Hắn muốn dứt khoát lưu loát mà giải quyết cuộc chiến này. Sa đọa thánh thể xé rách hư không mà hiện ra, tóc dài bay loạn, toàn bộ khí tức như uyên như ma một quyền đấm ra, đánh rách tan tác cả hư không, quyền quang mơ hồ mang theo khí thế vô tận, lao về hướng liệt diễm thánh nhân. Nhìn thấy xa, đoạn thánh thể đột nhiên xuất hiện này, đầu óc liệt diễm thánh nhân hơi đưa ra một chút. Sau khi cảm nhận được quyền quang khủng bố của xa đọa thánh thể, liệt diễm thánh nhân lập tức cảm thấy ra đầu tê dại, vội vàng tung ra trí bảo của mình. Đó là một bảo phiến dùng ngọn lửa thần vũ bản mạng tế luyện mà thành. Bảo phiến đỏ đậm quạt một cái thì xích viêm ngập trời thổi quét ra, nơi chúng đi qua, mặt đất hóa thành đất khô cằn cả hư không cũng như bị thiêu sụp chết đi liệt diễm thánh nhân hết sức tin tưởng trí bảo bản mạng này của mình xích viêm cũng bao phủ sa đọa thánh thể ngay vào lúc ý cười sắp khoách tán trên khóe miệng liệt diễm thánh nhân oanh màn che lửa bị xé rách sa đọa thánh thể lao vút ra từ trong đó đừng nói là thân thể gã mà ngay cả tóc của gã cũng không bị đốt cháy lấy một sợi sao có thể liệt diễm thánh nhân khó có thể tin phát ra tiếng gào hoảng sợ đó là trí bảo lão dùng thần vũ bản mạng của mình tế luyện ra lão từng lấy nó diệt sát không chỉ một cường giả thánh nhân tiền kỳ trung kỳ nhưng ngọn lửa này lại không tổn thương được sa đoạ thánh thể mảy may nào hai mắt sa đoạ thánh thể tràn ngập ý cùng loạn tung một quyền đấm vào liệt diễm thánh nhân phanh ngực của liệt diễm thánh nhân bị sò xuyên qua cả nguyên thần thần cung cũng bị chấn vỡ sinh linh cấm kỵ của thái cổ thần sơn cường giả thánh nhân hậu kỳ bị sa đoạ thánh thể dùng một quyền hạ gục trong nháy mắt tĩnh mịch sắc mặt tất cả sinh linh thần sơn chung quanh đều trắng bệch như tờ giấy nhìn một màn trước mắt này chúng cảm thấy quá không chân thật đó chính là sinh linh cấm kỵ của thần sơn là tồn tại khủng bố mà dù là thánh nhân cũng không dám đối đầu nhưng hiện tại lão lại bị hạ gục trong nháy mắt nếu không tận mắt nhìn thấy những sinh linh thái cổ thần sơn đó nhất định cho rằng đây là một trò cười thiên đại nhưng hiện tại bọn chúng chính mắt chứng kiến sinh linh này ngã xuống hoàn toàn cười không nổi nữa oanh 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 ngay vào lúc liệt diễm thánh nhân ngã xuống từng khí tức thánh cảnh bùng nổ trong thái cổ thần sơn là những sinh linh cấm kỵ của thái cổ thần sơn đang tức giận bọn chúng vốn cũng muốn liệt diễm thánh nhân đi thăm dò thực lực của đối thủ sâu cạn ra sao ai ngờ lại phát sinh chuyện như vậy cường hãn như liệt diễm thánh nhân mà lại bị một chiêu giết chết thần tử quân gia ngươi quá lớn mật trên một thái cổ thần có khí tức canh kim bùng nổ cứ như vẽ ra ngàn vạn thanh lợi kiếm một con hổ giữa bên sườn có hai cánh kim sắc đang bay lên trời răng nhọn trong miệng như chùy thủ sắc bén lạnh căm căm là sinh linh cấm kỵ của thiên hổ thần sơn kim sĩ kiếm xỉ hổ trong mắt một ít sinh linh thần sơn lại lộ ra tia hy vọng đây là một tồn tại thực lực rất mạnh hơn nữa còn khống chế sức mạnh canh kim có uy năng sát phạt cực đỉnh bên kia mặt đất đang rung động trong một thái cổ thần sơn cũng có một con cự tượng xuất hiện cả người trải rộng long lân là bạch ngọc long tượng của bạch ngọc thần sơn sinh linh thần sơn lại hoan hô. Đây lại là một tồn tại cường đại, dậm chân một cái có thể đánh nát cả mặt đất vạn dặm, chính là biểu tượng cao nhất của sức mạnh. Một rồi lại một sinh linh cấm kỵ của thái cổ thần sơn xuất hiện. Cuối cùng số lượng đạt tới chừng hơn 10 tên. Đây là nội tình của thái cổ thần sơn ở hạ giới. Cho dù là hai người đông huyền lão tổ và cổ nguyên, nhìn thấy đội hình như vậy thì cũng phải nhíu mày. Cho dù cộng thêm cổ thần tộc và đại giận Hoàng Triều, muốn đẩy ngang sức mạnh này thì cũng rất khó, phải trả cái giá rất lớn. Nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt của quân tiêu giao luôn bình đạm như nước. Vừa vặn, cùng xuất hiện đi, cũng đỡ phải đi tìm từng tên một. Quân tiêu giao lạnh lùng cười nói. Hơn 10 sinh linh cấm kỵ của Thái Cổ Thần Sơn hiện lên, đảo loạn khí thức của mảnh thiên địa này. Hư không bạo loạn, mặt đất rung động, cửu thiên nổi sấm sét phong vân chợt biến sắc. Vạn tượng đại lục xuất hiện sự dung chuyển xưa nay chưa từng có mà biến hóa này tất nhiên cũng khiến cho rất nhiều thế lực của Vạn Tượng, Đại Lục chú ý, phương hướng kia là Thái Cổ Thần Sơn nơi cực tây. Là ai dám đến Thái Cổ Thần Sơn quấy rối? Đi, đi xem. Các thế lực tứ phương Vạn Tượng Đại Lục bị kinh động, đều dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Thái Cổ Thần Sơn. Những thế lực đó đều là thế lực nhân tộc. Giống như thế cục của Thiên Huyền Đại Lục, thế lực nhân tộc ở Vạn Tượng, Đại Lục cũng chịu đủ sự áp bức của Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn động một cái là hủy diệt thế lực nhân tộc nhân tộc căn bản không dám phản kháng. Mà trước đó cổ thần tộc đều đặt tâm lực vào chuyện chấn áp tội tộc, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ cũng là chấn áp tội tộc, tất nhiên không có dư lực để đối phó với thái cổ thần Sơn. Dần già, thái cổ thần Sơn trở thành cấm địa uy chấn tứ phương ở vạn tượng đại lục. Nhưng hiện tại lại có người dám quấy rối, gây ra động tĩnh lớn như vậy ở cấm địa. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến người ta tò mò, thế lực, các nơi đều như thủy triều mà tràn về hướng thái cổ thần Sơn. Mà giờ phút này, trước thái cổ thần sơn hơn 10 sinh linh đang tuôn khí thức loạn thiên động địa cho dù là ở tiên vực thì sức mạnh này cũng xem như không yếu đủ để so sánh với thế lực nhất lưu như chu tước cổ quốc thần tử quân gia đừng tưởng rằng ngươi dựa lưng quân gia thì có thể tác oai tác quái kim sĩ kiếm sỉ hổ của thiên hổ thần sơn mở miệng phun tiếng người nhưng ánh mắt nó lại có chút kiên kỵ mà nhìn về phía sa đọa thánh thể khí tức của sa đọa thánh thể không giống con rối nhưng cũng không giống cường giả thánh nhân bình thường cho nên bọn chúng cũng không thể xác định, rốt cục tồn tại khủng bố này là cái gì. Thái cổ thần Sơn chúng ta tương liên với thái cổ hoàng tộc trên tiên giới, người ra tay khiêu khích ở thần Sơn ta là muốn khiêu chiến với thái cổ hoàng tộc sao? Bạch Ngọc Long tượng của Bạch Ngọc thần Sơn cũng mở miệng. Nhìn những sinh linh này liên tục mở miệng, các sinh linh thần Sơn chung quanh lại có chút ngây ngẩn cả người. Không thích hợp. Dựa theo tính cách của những thần Sơn lão tổ đó, bất cứ tồn tại nào dám can đảm tiến đến thần Sơn khiêu khích, chúng căn bản sẽ không nói nhiều mà trực tiếp tung một chiêu diệt sát. Tỷ như xa xôi trước kia, từng có một ít thánh nhân nhân tộc liên hợp lại, muốn chống đối Thái Cổ Thần Sơn. Kết quả bị những sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn trực tiếp diệt sát, không nói nhiều một câu vô nghĩa. Sao hiện tại, đối mặt với một bạch y công tử cả tu vi cũng chưa đến thông thánh cửu dai, mà những sinh linh đó lại nói nhiều như vậy. Một ít sinh linh thần sơn lập tức suy nghĩ cẩn thận. Kiêng kỵ. Những thần sơn lão tổ cấm kỵ đó đang cực kỳ kiêng kỵ không chỉ kiêng kỵ sa đọa thánh thể càng kiêng kỵ thân phận của quân tiêu giao thần tử của quân gia những thần sơn cấm kỵ lão tổ đó không ngốc như cổ ma tộc và cổ yêu tộc chúng rất khôn khéo không muốn mặt ngoài đắc tội quân gia tuy rằng có chỗ dựa là hoàng tộc nhưng trong mắt thái cổ hoàng tộc thì bọn chúng cũng chỉ là quân cờ lớn hơn một chút mà thôi quân tiêu giao nghe vậy thì đạm mạc cười nói vì sao bản thần tử đánh tới chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng đã quá rõ ràng làm chó cho thái cổ hoàng tộc thì phải có giác ngộ bị giết. Nghe những lời nói nhục nhã không chút lưu tình này, đám thần sơn lão tổ kim xí kiếm xỉ hổ, bạch ngọc long tượng đều mắt lộ hung mang. Quân tiêu giao này nói chuyện thực không để lại đường lui. Thần tử quân gia, một vừa hai phải thôi, đừng tưởng rằng thái cổ thần sơn chúng ta thật sự sợ các ngươi. Kim xí kiếm xỉ hổ lạnh lùng nói. Thôi, bản thần tử lười nói vô nghĩa với một đám nguyên liệu nấu ăn. Quân tiêu giao khẽ lắc đầu có thời gian nói vô nghĩa như vậy thì đi ngâm suối nước nóng không tốt hơn sao? Tìm đường chết. Nghe quân tiêu giao nói bọn họ là nguyên liệu nấu ăn, các cấm kỵ lão tổ kim xí kiếm sỉ hổ, bạch ngọc long tượng rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa. Dù sao trời sập có người cao hơn chống đỡ. Quân gia phẫn nộ thì cứ để thái cổ hoàng tộc đi gánh chịu đi. Giết. Kim xí kiếm xỉ hổ chấn động hai cánh, khí kim loại sắc nhọn vang dội cả trời xanh. Bạch Ngọc Long tượng cũng ra tay, một chân đánh rách nát cả mặt đất vạn dặm. Giống như một tòa thần sơn va chạm đến, còn các thần sơn lão tổ còn lại cũng đồng thời ra tay. Nói uy thế kia có thể hủy diệt thiên địa cũng không quá, mà lúc này, những thế lực nhân tộc tiến đến xem náo nhiệt rốt cuộc cũng tới. Bọn họ cũng chỉ dám đứng ở nơi xa quan sát. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tất cả tu sĩ nhân tộc đều dại ra. Đều là tồn tại cấm kỵ của thần sơn, trời ạ, à, bọn họ đều cùng ra tay với vị Bạch Y công tử kia, là thần tử của quân gia. Trước đó cũng là hắn ra tay, mới giúp cổ thần tộc bình định đại họa tội tộc. Không ít người cũng nhận ra quân tiêu giao. Hiện giờ hắn cũng coi như thanh danh dung trời ở vạn tượng đại lục. Đa số mọi người đều biết, hoang cổ thế gia nhân tộc ở tiên vực, có một vị đại nhân tuổi trẻ thực lực cực mạnh, thân phận cực cao đã hạ giới. Chính là quân tiêu giao trước mắt. Nhưng điều làm bọn họ không ngờ chính là, quân tiêu giao thật sự dám đối đầu với thái cổ thần Sơn. Phải biết rằng, cho dù là một ít thiên kiêu khác từ tiên vực xuống, đụng phải sinh linh thái cổ thần sơn cũng phải tránh đi không muốn dẫn chiến thần tử quân gia thật là anh hùng của tộc chúng ta chỉ là ngày ấy có thể chống chọi tiếp không nhìn thấy dao động hủy diệt trước mặt rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều cảm thấy lo lắng trong lòng thần tử sắc mặt của đông huyền lão tổ và cổ nguyên ngưng trọng đến cực điểm cả hai vị hộ đạo nhân của khương gia cũng toàn lực đối đãi quân tiêu dao cũng là nhân vật trọng yếu của khương gia tuy quân tiêu dao chưa có được thân phận chân chính gì ở khương gia nhưng tất cả người của Khương gia đều đã coi quân tiêu giao như thiếu chủ. Cho nên hai vị hộ đạo nhân của Khương gia cũng có nghĩa vụ bảo hộ an nguy cho quân tiêu giao. Đối mặt với tiến công liên thủ của hơn 10 tên cường giả thánh nhân trung kỳ, hậu kỳ, quân tiêu giao như đá ngầm trong cơn sóng to, không chút lay động không chút đong đưa. Đây là toàn bộ thực lực của các ngươi sao, một khi đã vậy. Quân tiêu giao nhắm mắt lại, toàn bộ sức mạnh linh hồn chân linh trong thần cung của hắn đều được rót vào sa đọa thánh thể đây cũng là lần hắn và sa đọa thánh thể kết nối phù hợp nhất. Đương nhiên, cái giá cho sự phù hợp này chính là, quân tiêu giao cũng phải gánh chịu sức mạnh chẳng lành kia. Trong đầu hắn bắt đầu sinh ra đau đớn kịch liệt. Nhưng quân tiêu giao làm như không thấy. Giờ phút này, độ cộng minh của hắn và sa đọa thánh thể gần như đạt tới 99%. Mái tóc dài của sa đọa thánh thể bay loạn, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Khí huyết màu đỏ sậm giống như núi lửa thái cổ bùng nổ, điên cuồng tuôn trào lên cửu trọng thiên trời cao, Đồng thời, một thanh cổ kiếm tràn ngập khí tức thời gian phá không mà đến, đó là bàn hoàng tuế nguyệt kiếm. Quân tiêu giao dơ tay ra, sa đọa thánh thể cũng dơ tay mà cầm lấy bàn hoàng tuế nguyệt kiếm. Phải hiểu rõ là, không phải quân tiêu giao mà là sa đọa thánh thể đang cầm bàn hoàng tuế nguyệt kiếm. Điều này có nghĩa là, bàn hoàng tuế nguyệt kiếm đang nằm trong tay sa đọa thánh thể cấp bậc thánh nhân, nó sẽ bộc phát uy lực mạnh nhất. Quân tiêu giao chậm rãi nâng một tay lên, chỉ thẳng lên trời xanh sa đọa thánh thể cũng cầm bàn hoàng tuế nguyệt kiếm trong tay mũi kiếm chỉ thẳng lên trời xanh bàn hoàng tuế nguyệt kiếm tuế nguyệt chi sát quân tiêu dao lẩm bẩm ngay sau đó hắn bỗng mở hai mắt tịnh chỉ thành kiếm chém xuống một kiếm sa đọa thánh thể cũng tay cầm bàn hoàng tuế nguyệt kiếm chém ngang một kiếm một kiếm quang mênh mông cuồn cuộn cứ như tràn ngập khí tức năm tháng vạn cổ chém ngang qua trời cao nơi nó đi qua hư không im lìm mà sụp đổ lộ ra khe nứt không gian đàn tinh sụp đổ thiên địa đảo ngược trời cao chấn động chư thiên hủy diệt kiếm khí tung hoành ba vạn dặm nhất kiếm quang hàn thập cửu châu không ai có thể kháng cự một kiếm này một kiếm quang này làm kinh diễm năm tháng khiến người ta khó có thể hình dung vạn sự vạn vật cứ như mai một giữa kiếm này các thần sơn lão tổ cấm kỵ như kim xí kiếm xỉ hổ bạch ngọc long tượng không tiếng động mà chừng lớn mắt thú tràn ngập hoảng sợ và tuyệt vọng cực độ chúng không nghĩ tới, mình sắp sửa đối mặt với một chiêu khủng bố như thế. Chiêu này khiến người ta quá tuyệt vọng. Đầu tiên là kim xí sí kiếm sỉ hổ, tất cả thủ đoạn công kích của nó đều biến thành hư vô trong tuế nguyệt chi sát này. Không chỉ như thế, thân thể nó cũng mai một từng chút từng chút một vò hư không dưới uy lực của kiếm quang thời gian. Cứ như chỉ trong thời gian ngắn, mà kim xí sí kiếm sỉ hổ đã trải qua năm tháng vạn cổ, thân thể đều biến thành cho bụi. Bạch Ngọc Long tượng tận mắt nhìn thấy tình cảnh này thì phát ra tiếng gầm rú hoảng sợ, muốn tránh thoát lách qua, nhưng cũng đã muộn. Thân thể dày nặng, như ngọn núi nhỏ của nó cũng mai một từng tấc một rồi hóa thành cho bụi. Không, ta hận. Bạch Ngọc Long tượng phát ra tiếng gầm rú không cam lòng khàn cả giọng. Nó là thái cổ thần Sơn Chi Chủ ở hạ giới, luôn tác oai tác phúc, đàn áp đại lục. Đừng nói là tử vong, ngay cả lần bị thương trước đó cũng đã là ký ức vô cùng xa xăm. Nhưng hiện tại, nhìn công tử Bạch Y vô trần trước mặt này, Bạch Ngọc Long tượng tuyệt vọng mà không cam lòng nó tuyệt đối không thể ngờ là mình lại ngã xuống trong tay hậu bối tuổi trẻ này sau kim xí kiếm xỉ hổ bạch ngọc long tượng những sinh linh cấm kỵ của thần sơn còn lại cũng lần lượt tan thành mây khói không chỉ như thế từng tòa thần sơn thiên hổ thần sơn bạch ngọc thần sơn liệt diễm thần sơn đều sôi nổi hóa thành bụi bặm dưới kiếm quang này không có va chạm kinh thiên động địa không có tiếng nổ mạnh chấn động bát hoang có chỉ là từng tòa thần sơn không tiếng động mà tan biến còn có những sinh linh thần sơn bị mai một trong im lìm kia chúng giống như núi đá phong hóa bị gió thổi tán một kiếm trôi qua thái cổ thần sơn nguy nga phập phồng kia đã hoàn toàn không còn tồn tại đưa mắt nhìn ra thái cổ thần sơn biến thành một mảnh thung lũng trũng xuống tất cả thái cổ thần sơn tất cả sinh linh thái cổ đều tan thành mây khói trong một kiếm này một kiếm diệt thần sơn những tu sĩ nhân tộc đi đến chung quanh đều cứng lại tại chỗ dường như mất hồn ánh mắt dại ra không có thái cổ thần sơn hoàn toàn không có một vị tu sĩ nhân tộc thất thần lẩm bẩm như rơi vào trong mộng thật sự không có thái cổ thần sơn ngọn núi lớn đè trên lưng tất cả tu sĩ nhân tộc chúng ta rốt cuộc cũng tan biến rồi sau sự tĩnh mịch ngắn ngủi một tiếng hoan hô kinh thiên của các tu sĩ nhân tộc vang lên bọn họ kích động đến cực điểm khắp trốn mừng vui thái cổ thần sơn giống như thanh kiếm treo trên đầu các tu sĩ nhân tộc mà hôm nay, thanh kiếm này bị quân tiêu giao hoàn toàn đánh nát. Không chỉ những nhân tộc tu sĩ đó, mà cả đông huyền lão tổ, cổ nguyên và hai vị hộ đạo thánh nhân của Khương gia cũng có chút dại ra. Cái này, có dữ dội quá không vậy? Lúc này, thân thể quân tiêu giao khẽ run lên, hắn nhăn mày lại. Hắn cắt đứt liên hệ với sa đọa thánh thể. Xem ra về sau khó có thể liên kết với sa đọa thánh thể nữa rồi. Quân tiêu giao thầm thở dài dưới đáy lòng. Vừa rồi, hắn đã sinh ra cộng minh hoàn mỹ gần trăm phần trăm với sa đọa thánh thể, bởi vậy mới có thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của sa đọa thánh thể. Nhưng ngày sau, chắc hẳn hắn không còn cơ hội thao túng sa đọa thánh thể được nữa. Nhưng quân tiêu giao cũng không cảm thấy tiếc nuối gì nhiều. Sa đọa thánh thể chỉ là công cụ của hắn mà thôi. Tuy dùng tốt, nhưng nếu dùng lâu dài thì sẽ sinh ra ỉ lại, đây không phải chuyện tốt gì. Thứ quân tiêu giao tin tưởng nhất vẫn là sức mạnh của chính mình. Hắn thu cả sa đọa thánh thể và bàn hoàng tuế nguyệt kiếm lại, nhìn thái cổ thần sơn đã hóa thành bồn địa trước mặt quân tiêu dao nở nụ cười thật nhạt hẳn ra oai phủ đầu như thế này cũng đã đủ rồi quân tiêu dao cũng biết tuy thái cổ thần sơn dưới hạ giới cũng chỉ là quân cờ của thái cổ hoàng tộc nhưng lại là quân cờ rất có giá trị mà không phải giống con cờ có thể tùy ý vứt bỏ như cổ ma tộc và cổ yêu tộc thái cổ thần sơn bị tàn sát thái cổ hoàng tộc cũng sẽ rất đau mình hơn nữa còn mất mặt đây là cái giá phải trả khi thái cổ hoàng tộc khiêu khích quân gia ai, đáng tiếc, nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy mà. Khương Lạc Ly phồng đôi má hương lên. Kim xí kiếm sỉ hổ, bạch ngọc long tượng đều là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Không phải còn một con sao. Quân tiêu giao nhìn về phía thi thể liệt diễm thánh nhân kia. Sau khi liệt diễm thánh nhân chết đã hiện ra bản thể, là một con hồng hạc cả người đỏ đậm. Để ta tới nướng nó. Khương Lạc Ly hoan hô, khuôn mặt nhỏ vui dạo rực, mài đao soàn soạt mà nhào về hướng hồng hạc. Truy cập halayzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé đây chính là sinh linh cấp bậc thánh nhân tinh khí huyết nhục cực kỳ nồng đậm có thể sánh ngang với đại dược huyết nhục một ít tu sĩ nhân tộc nhìn thấy mà trợn tròn mắt đây là đám mãnh nhân dạng gì sinh linh cấm kỵ của thái cổ thần sơn thuộc đỉnh cấp của hạ giới mà lại trở thành nguyên liệu nấu ăn nhưng bọn họ cũng thực cảm kích sôi nổi tiếng lên nói lời cảm tạ đa tạ thần tử thay tu sĩ nhân tộc của vạn tượng đại lục chúng ta giải quyết một tâm phúc đại họa Đúng vậy, đàn sinh linh thái cổ thần sơn này tùy ý tàn sát tộc chúng ta, hôm nay cuối cùng cũng ở ác gặp dữ. Những tu sĩ nhân tộc này thật sự đang chân thành nói lời cảm tạ, hành động này của quân tiêu giao, quả thực là làm một chuyện tốt thiên đại cho tu sĩ nhân tộc trên vạn tượng đại lục. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần cảm kích, ngay sau vạn tượng đại lục sẽ do cổ thần tộc thống trị, bọn họ sẽ không tùy tiện áp bách thế lực nhân tộc. Quân tiêu giao nói, vâng, thần tử là anh hùng của nhân tộc vạn tượng đại lục chúng ta. Một vị tu sĩ nhân tộc kích động nói. Quân tiêu giao không tỏ ý kiến. Hắn không có ý trở thành anh hùng gì, chỉ là đi đòi một món nợ mà thôi. Nhưng hiển nhiên những tu sĩ nhân tộc đó sẽ lan truyền tin tức này ra ngoài. Không chỉ như thế, còn sẽ viết thành sách truyền lại cho đời sau. Chuyện quân tiêu giao hủy diệt Thái Cổ Thần Sơn sẽ biến thành truyền thuyết, vĩnh viễn truyền lưu ở vạn tượng đại lục. Tiêu giao ca ca, thịt nướng xong rồi, mau tới ăn đi, bằng không sẽ bị ta ăn sạch đấy. Khương Lạc Ly réo gọi quân tiêu dao Hồng hạc đã được nướng xong, chất thịt tươi mới, xèo xèo ưa mỡ. Tinh khí sinh mệnh nồng đậm đang tràn ngập, hương khí bay ra bốn phía, ăn một ngụm vào, quả thực có thể sánh ngang với thánh dược. Đây chính là huyết nhục của cường giả thánh nhân, có giá trị kinh người. Mà giờ phút này, Khương Lạc Ly đã ăn đến cái miệng nhỏ đầy dầu, gương mặt xinh đẹp trong trẻo cũng biến thành con mèo lem nhem. Quân Tiêu Dao cười nhạt đi đến, thả lỏng một chút sau cuộc đại chiến cũng không tồi. Này, Tiêu Dao ca ca cái đùi gà lớn nhất này, không, là đùi chim, cho ngươi." Khương Lạc Ly đưa chân hồng hạc lên. Quân Tiêu Dao cười nhạt, vừa muốn nhận lấy, thì bỗng nhìn thấy chỗ chất thịt no đủ nhất trên cái chân chim thiếu mất một miếng thịt, trên đó có một loạt dấu răng nhỏ tinh tế chỉnh tề. "Cái này?" Quân Tiêu Dao hơi ngơ ra. "Ai hắc hắc, người ta giúp Tiêu Dao ca ca nếm thử có nướng chín chưa, tuyệt đối không phải muốn ăn chỗ màu mỡ nhất kia đâu." Khương Lạc Ly đỏ mặt cười cười, cái đầu nhỏ lắc lia lịa như trống bỏi. Quân Tiêu Giao cầm nín, sau đó hắn cũng bảo đám người nghệ vũ, Yến Thanh ảnh cùng tới ăn. Còn về đám người Đông Huyền Lão Tổ, bọn họ vốn là thánh nhân, ăn cái này không có tác dụng quá lớn với bọn họ. Tiêu Giao ca ca, ngươi còn muốn ở lại hạ giới này bao lâu? Khương Lạc Ly vừa ăn thịt nướng, vừa thử hỏi. Nàng cũng sợ Quân Tiêu Giao lập tức trở về Tiên Vực, hai người ở bên nhau không được bao nhiêu thời gian. Còn có chuyện quan trọng nhất chưa làm, Quân Tiêu Giao nói hiện giờ những mục tiêu hắn đã hoàn thành được là giải quyết thập đại tội tộc, tìm ra muội muội được quân vạn kiếp. Nhưng còn một chuyện quan trọng khác nữa. Một trong cửu đại thiên thư quyền hạ của thể thư, kẽ nứt thập địa, tế đàn anh linh, và những căn nguyên thế giới khác. Quân tiêu giao mơ hồ có dự cảm, sợ là các nghịch thiên tri tử đại lục khác đã xảy ra tranh đấu, bắt đầu cắn nuốt cơ duyên và khí vận của nhau rồi. Cứ như dưỡng cổ, cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện một trùng vương. Cũng chính là nghịch thiên tri vương. Nghe quân tiêu giao trả lời như vậy, Khương Lạc Ly thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Ít nhất nàng còn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian với tiêu giao ca ca yêu nhất. Tin tức Thái Cổ Thần Sơn bị hủy diện, cũng truyền ồn ào huyên náo trên toàn bộ vạn tượng đại lục. Tất nhiên Thái Cổ Hoàng Tộc trên Hoang Thiên Tiên Vực cũng đã biết tin này. Nghe đồn, có mấy mạch Thái Cổ Hoàng Tộc sinh ra xôn xao, có âm thanh phẫn nộ truyền ra, nhưng cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Bởi vì tình cảnh của trí tôn đọa thần cung lần trước còn rõ ràng trước mắt nói không chừng ngươi phẫn nộ giống một tiếng là lão tổ quân gia lập tức chém một kiếm qua nhưng hiển nhiên hành động hủy diệt thần sơn của quân tiêu giao cũng khiến thái cổ hoàng tộc phẫn nộ chẳng những tổn thất quân cờ có giá trị còn mất hết thể diện nhưng chưa được mấy ngày thì phía tổ long xào đã chuyển đến động tĩnh long cắt công chúa mà trước đó đối chiến với trọng đồng giả quân lăng thương đệ nhất tự liệt quân gia sau một hồi bế quan rốt cuộc cũng xuất thế lần nữa mà lần xuất thế này khí tức của long cắt công chúa đã tương hợp với thiên địa thời đại này sẽ bộc phát ra thực lực khủng bố nhất. Đến lúc đó, Long Cát công chúa với hình thái đầy đủ tất nhiên sẽ ra tay với thần tử của quân gia. Đây không chỉ là ý của một mình Long Cát công chúa, cũng là ý của tổ Long Sào. Đây là sự trả thù của tổ Long Sào đối với hành động hủy diệt thái cổ thần sơn của quân Tiêu Dao ở hạ giới. Nếu quân Tiêu Dao tránh chiến thì thần thoại vô địch sẽ tự động sụp đổ, tất cả quang hoàn cũng ảm đạm đi. Điều này là một đả kích to lớn đối với danh vọng của quân Tiêu Dao. Mà nếu nghênh chiến, Vậy quân tiêu giao sắp sửa phải đối mặt với một long cát công chúa thực lực hoàn chỉnh. Long cát công chúa của hiện giờ mạnh hơn lúc trước đối mặt với quân lăng thương, quá nhiều quá nhiều lần. Thần thoại về quái thai cổ đại không dễ dàng tan biến như vậy. Đến lúc đó tất nhiên lại là một hồi long tranh hổ đấu. Ở tiên vực, việc này đã bắt đầu truyền lưu ra ngoài. Rất nhiều người đều đang ngừng đầu chờ đợi, sau khi quân tiêu giao trở về tiên vực, sẽ triển khai đại chiến chấn động nhân tâm thế nào với long cát công chúa. Mà quân tiêu giao dưới hạ giới cũng không biết việc này, mặc dù biết, phòng trừng hắn cũng chỉ cười cho qua. Trong mắt hắn, Long Cát công chúa cũng chỉ như vậy thôi. Nếu không thì lúc trước hắn cũng sẽ không làm lơ khiêu chiến của Long Cát công chúa. Hiện tại thứ quân tiêu giao để ý nhất là quyền hạ của thể thư, căn nguyên thế giới, và tế đàn anh linh trong kẽ nứt thập địa. Sau khi hủy diệt thần Sơn, đám người quân tiêu giao đã về tới nơi cổ thần tộc đóng quân. Quân tiêu giao cũng không vội, lặng lặng chờ đợi cơ duyên tiến đến. Qua chừng nửa tháng, quân tiêu dao đang ngồi xếp bằng sâu trong tẩm cung của cổ thần tộc tâm thần bỗng khẽ động hắn lấy ra một cái túi thơm cái túi thơm này là hắn có được từ trên người vô cực tinh quân đây không phải túi thơm bình thường mà là tín vật của tế đàn anh linh dựa vào tín vật này quân tiêu dao có thể tìm được lối vào của kẽ nứt thập địa giờ phút này cái túi thơm đó mơ hồ tản ra ánh sáng và hương khí tràn ngập dường như đang báo hiệu trước đại biến động nào đó sắp đến rốt cuộc cũng tới rồi sao Quân Tiêu giao thưởng thức túi thơm trong tay, ánh mắt thâm thúy. Lúc sau, toàn bộ vạn tượng đại lục bỗng bắt đầu chấn động. Biển cả bên ngoài đại lục nhấc lên sóng gió động trời. Linh khí thiên địa vô tận hình thành gió lốc, tụ vào sâu trong hư không. Sao lại thế này? Rốt cuộc là làm sao vậy, động đất sao? Không có khả năng, ta cảm thấy cả khối đại lục đều đang rung động. Trên vạn tượng đại lục, vô số sinh linh đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng tình cảnh này cũng không chỉ phát sinh ở vạn tượng đại lục thiên huyền đại lục, tinh thần đại lục, tiềm long đại lục, xâm la đại lục, cùng với các đại lục khắp nơi, toàn bộ thập địa hạ giới đều xảy ra loại đại biến động này. Thập giới đã hoàn toàn náo động rồi sao? Ở khắp các đại lục, một ít cường giả lánh đời đều phát ra tiếng thở dài. Trước đó nghịch thiên thập tử hiện thế, các thế lực lớn trinh phạt, thái cổ thần sơn tác loạn, thập đại tội tộc phá phong ấn. Mỗi một chuyện đều có thể xem là một phần trong sự náo động của thập giới. Mỗi lần náo động sẽ có vô số sinh linh ngã xuống, nhưng điều này còn không phải quan trọng nhất, chủ yếu là thập địa hạ giới sẽ sinh ra đại biến động chân chính, mà hiện tại có vẻ loại đại biến động này đã hoàn toàn bắt đầu. Giờ phút này, nếu có người có thể quan sát thập địa hạ giới thì sẽ kinh hãi phát hiện, linh khí thiên địa của thập địa hạ giới như biến thành lốc xoáy, bị nuốt hết vào hư không. Linh khí thiên địa của 10 khối đại lục đang giảm bớt kịch liệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao linh khí thiên địa càng ngày càng loãng? Trời muốn vong ta, đại náo động sắp bắt đầu khắp thập giới đều có tu sĩ đang hô to. Công tử, hình như đại lục sinh ra dị biến. Nơi cổ thần tộc đóng quân, nghệ vũ tiến đến chỗ quân tiêu giao bẩm báo tin tức. Ta đã biết, quân tiêu giao đứng dậy, đi ra ngoài điện. Hắn ngẩng đầu nhìn vào sâu trong hư không, trong mắt lập lòe ánh sáng khó hiểu. Công tử, rốt cuộc loại dị trạng này là thế nào? Nghệ vũ cảm thấy rất khó hiểu. Người biết những linh khí thiên địa đó đều bị hấp thu đi đâu không? Quân tiêu giao đột nhiên hỏi một vấn đề. Nghệ vũ không biết. Nghệ Vũ trả lời đúng sự thật. Quân tiêu giao cười nhạt một tiếng và nói, nếu ta đoán không sai, thì có lẽ linh khí thiên địa của 10 khối đại lục đều bị hút vào kẽ nước thập địa. Kẽ nước thập địa. Đôi mắt nghệ vũ khẽ chấn động. Có thể nói kẽ nước thập địa là nơi thần bí nhất hạ giới. Đó là chỗ không gian giao nhau của thập địa hạ giới. Cũng là nơi hội tụ khí vận. Loại náo động này không chỉ mới phát sinh một lần trong lịch sử, tích góp lâu như thế, có thể đoán ra mức độ nồng đậm của linh khí thiên địa trong kẽ nước thập địa đó. Quân tiêu giao nói. Nghệ vũ nghe vậy thì hô hấp có chút rồn rập. Linh khí thập giới đều rót hết vào cùng một nơi. Nhưng cũng không phải chỉ một lần, mà là trải qua nhiều lần hấp thu tích lũy, có thể suy đoán ra mức độ nồng đậm của linh khí. Chắc hẳn kẽ nứt thập địa kia là một bảo địa cực kỳ hy hữu. Đại tranh chi thế, trăm thuyền tranh lưu, ai có thể chiếm trước tiên cơ thì người đó có tư cách tranh đoạt đệ nhất. Mà cơ duyên trong kẽ nứt thập địa này chính là tiên cơ thứ nhất. Ánh mắt của quân tiêu giao thật trong trẻo, phụt ra ánh hào quang. Tuy hắn có hệ thống trên người, thiên tư vô song, nhưng cũng phải hăm hở tiến lên, nếu không thì vẫn có khả năng bị những thiên kiêu bất thế khác vượt qua. Vì có thể tiếp tục một đường vô địch, ta nhất định phải có được đại cơ duyên trong kẽ nước thập địa này. Quân tiêu giao quyết tâm trong lòng. Mà cùng lúc đó, trên một đại lục khác, có hai bóng người đang nhìn về phía chân trời. Đó là cơ thanh y và lý đạo huyền. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, ta có dự cảm khả năng duy nhất để gom đủ căn nguyên của thập giới nằm ở kẽ nứt thập địa này. Trong mắt Lý Đạo Huyền có ánh hào quang và dã tâm đang lập lòe. Mà trong đồng nhãn trong suốt của cơ thanh y bên cạnh cũng lộ ra chút suy tư. Quân tiêu giao có đi vào không? Đến lúc đó nếu gặp phải, nàng ta và cả Lý Đạo Huyền có thể cạnh tranh được với một mình quân tiêu giao không? Đồng thời, trên một đại lục khác cũng có hai bóng người đang ngẩng đầu quan sát phía chân trời. Đó là tiểu ma tiên của ma tiên giáo và quái thai cổ đại của luân hồi ma tông, vong xuyên sắp bắt đầu rồi, đây mới là cơ duyên lớn nhất ở hạ giới. ta bị tông nội chôn ở hạ giới vô số năm, cũng là vì tranh đoạt cơ duyên này. ánh mắt vong xuyên thật thâm thúy, sức mạnh luân hồi quanh người đang kích động. hì hì, sắp gặp mặt thanh y tỷ tỷ rồi, còn không biết minh hữu mà nàng ta mượn sức là ai. ngoài ra hẳn vị tiểu ca ca cường đại xoáy khí tiêu giao kia cũng sẽ tới, đến lúc đó nhất định phải thử xem hắn dài ngắn thế nào. tiểu ma tiên nói, chớp động đôi mắt long lanh, vươn đầu lưỡi phấn nộn ra liếm liếm đôi môi anh đào rõ ràng nàng ta có dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu giống như Khương Lạc Ly, cố tình lại mang theo khí chất thật quyến rũ. Quả thực vừa thuần lại vừa dục, giống một tiểu yêu tinh dày vò chết người ta. Giờ phút này, tất cả thiên kiêu tiên vực tại thập địa hạ giới đều nhìn lên trời cao. Bọn họ cũng biết cơ duyên lớn nhất của hạ giới sắp sửa tiến đến. Cho dù là ở tiên vực thì loại cơ duyên này cũng là vạn năm khó gặp. Bởi vậy, không ít thiên kiêu tiên vực cũng xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. Ở một khối đại lục nào đó, trong một thánh địa, có tiếng tụng kinh vang lên, có Phật hiệu được tán dương, vô số sinh linh quay chung quanh một tòa Phật đường, thành kính triều bái về hướng một bóng người trong Phật đường. Bóng người kia chính là một hòa thượng trẻ tung thân khoác áo cà sa kim sắc, dung mạo anh tuấn. Đó chính là Phật tử của Tiểu Tây Thiên, Pháp Hải. Giờ phút này, phía sau hắn ta mơ hồ có một bóng dáng Phật Đà hiện hóa, chỉ là Phật Đà kia mơ hồ quấn quanh huyết quang. Đồng thời, ở sau đầu Pháp Hải cũng có sức mạnh hương khói tín ngưỡng đang hội tụ biến thành một thần hoàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thần hoàn cứ như truyền đến vô số tiếng sinh linh tụng kinh, nghe cực kỳ huyền ảo. Trong thời khắc nào đó, Pháp Hải mở hai mắt, nhìn về phía chân trời, trên mặt mang theo nụ, cười thông rong mà bình tĩnh, đáy mắt mơ hồ có huyết quang thoáng động. Rốt cuộc cơ duyên lớn nhất của hạ giới cũng tới. Pháp Hải lầm bẩm dưới đáy lòng, sắc mặt rất thông rong. Trong khoảng thời gian ở hạ giới này, hắn ta đã trưởng thành nhanh chóng, không chỉ có sức mạnh ngưng tụ từ tín ngưỡng chúng sinh, còn hoàn toàn khai quật thể chất đặc thù Phật thân Ma tâm của mình. Hắn ta không những không áp chế Ma tâm, ngược lại còn khai quật ra uy lực lớn nhất của Ma tâm, tương dung với Phật thân. Phật Ma nhất thể, thiên hạ vô địch. Hiện tại Pháp Hải rất tự tin. Nếu đối đầu với Quân Tiêu giao lần nữa, hắn ta tuyệt đối sẽ không chật vật, không chịu nổi một kích như trước đó ở Thiên Đạo lâu. Cơ duyên cuối cùng này là thuộc về Pháp Hải ta. Trong mắt Pháp Hải phụt ra tia sáng đỏ như máu ở một khối đại lục trên mảnh đất cơ duyên nào đó một trận huyết chiến đang bùng nổ tất cả thiên kiêu hạ giới đều đang vây công một người bóng người kia mặc thần khải thiên mang rác đen nhánh dữ tợn trên người cầm thương mang thần thương mũi nhọn lãnh lệ trong tay đồng thời trong cơ thể có một kiếm ý cuồn cuộn không dứt đang tràn ngập chấn vỡ hư không tứ phương gã đâm xuyên một thương tới trực tiếp xò xuyên qua ngực vài vị thiên kiêu sinh mãnh tiêu diệt một đám không bao lâu sau tất cả thiên kiêu trong nơi cơ duyên này đều bị bóng người đó tàn sát hầu như không còn. Nếu quân tiêu giao, có ở đây thì nhất định sẽ không cảm thấy xa lạ với bóng người này. Đó là quan quân hầu của bàn võ thần triều, Dương Bàn. Gã cũng hạ giới rất sớm trước đó, vì đạt được cơ duyên của hạ giới và tìm kiếm bàn hoàng tam kiếm còn lại. Cuối cùng cũng tới, bàn hoàng sinh linh kiếm trong cơ thể ta đã có dự cảm, nhất định tung tích của hai kiếm còn lại có liên quan đến kẽ nứt thập địa. Ánh mắt Dương Bàn lộ ra ý sắc nhọn. Gã vẫn luôn không cam lòng, xem quân tiêu giao là mục tiêu. Mà cơ duyên duy nhất có khả năng vượt qua quân tiêu giao nằm ở kẽ nứt thập địa. Cho nên lần này, Dương Bản cũng đã hạ quyết tâm. Lần này nếu gã lại không tranh, phỏng trừng sẽ hoàn toàn bị quân tiêu giao ném ở sau người. Thập giới biến động có thể nói đã khiến cho mọi người chú ý. Mà điều này lại là một hạo kiếp ngập trời đối với sinh linh hạ giới. Bởi vì linh khí thiên địa bị hấp thu, linh khí trên đại lục cũng cực kỳ thiếu thốn. Muốn tu luyện thì khó càng thêm khó mà những thánh nhân muốn sống năm tháng dài lâu, muốn trường tồn tiếp ở thời đại thiếu thốn linh khí này thì hiển nhiên cũng một chuyện hết sức khó khăn. Cho nên điều này là một loại đả kích trầm trọng đối với sinh linh hạ giới. Nhưng đối với Thiên Kiêu Tiên vực mà nói, đây là sự bắt đầu của đại cơ duyên. Bọn họ cũng sẽ không thương hại sinh linh hạ giới. Chờ có được cơ duyên thì họ sẽ vỗ vỗ mông trở về tiên vực là được. Dị động như vậy rằng co chừng 10 ngày. Sau hơn 10 ngày, linh khí của 10 khối đại lục rốt cuộc cũng ngừng tán loạn nhưng cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Vào thời khắc nào đó, quân tiêu giao trượt cảm nhận được gì đó, lập tức lấy túi thơm ra. Trong loáng thoáng, khí tức túi thơm này giống như sinh ra cộng minh với một nơi nào đó, như muốn lôi kéo quân tiêu giao tiến đến. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Khóe môi quân tiêu giao nhách lên một độ cong. Hắn trực tiếp gọi bọn người nghệ vũ tới. Chúng ta chuẩn bị xuất phát đi, cơ duyên lớn nhất của hạ giới đã hiện thế. Quân tiêu giao lạnh nhạt nói. Nghe thấy lời này, trong mắt Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh đều có ánh sáng lập lòe. Khương Lạc Ly cũng bắt đầu hoan hô. Đoàn người quân tiêu giao rời khỏi nơi đóng quân của cổ thần tộc, đi đến ngoại hải. Quân tiêu giao biết, địa điểm kẽ nứt thập địa xuất hiện là không xác định. Có thể ở Hoang Sơn Giã Lĩnh, cũng có khi là trong xó xỉnh nào cũng nên. Người có thể đi vào đó, trừ kẻ mang đại khí vận ra, thì chính là người có được tính vật của tế đàn anh Linh giống như quân tiêu giao. Qua chừng thời gian nửa ngày, dưới sự chỉ dẫn của túi thơm, quân tiêu giao đi vào sâu trong ngoại hải của vạn tượng đại lục. Cuối cùng, quân tiêu giao đứng yên trên không trung một mặt biển. Khương Lạc Ly lại chớp đôi mắt to, nhìn trái ngó phải, nghi hoặc hỏi, tiêu giao ca ca, người nói lối vào kẽ nứt thập địa nhập ở nơi nào vậy? Quân tiêu giao cười nhạt, duỗi tay chỉ chỉ mặt biển. Ở đáy biển, Khương Lạc Ly há cái miệng nhỏ ra. Nàng cũng không nghĩ tới, lối vào kẽ nứt thập địa kia lại nằm ở đáy biển sâu. Vậy thì người không có vận khí nhất định thì thật sự không có khả năng tìm được ngoài thân đám người quân tiêu giao kích động pháp lực, hóa thành vòng bảo hộ, trực tiếp lủi xuống biển sâu. Ngoại hải của vạn tượng, đại lục cũng cực kỳ nguy hiểm giống như vô tận chi hải của thiên huyền đại lục. Trong biển sâu còn có ẩn chứa không ít cự thú biển sâu khủng bố. Tỷ như Lam Hoàn Trương Ngư, Cự Sỉ Sa, Hồ Đầu Ma Kình. Nhưng những biển sâu cự thú đó đã bị đám người đông huyền lão tổ tùy tiện diệt sát. Sau khi thâm nhập xuống đáy biển vạn trượng, ở hẻm núi đen nhánh, dưới đáy biển, quân tiêu giao phát hiện một cái khe không gian tối om chung quanh cái khe, không gian vạn vẹo, nước biển không thể tiến vào trong đó. Trong lúc mơ hồ, trong cái khe kia đang tỏa ra linh khí nồng đậm. Đó chính là lối vào kẽ nước thập địa sao. Bọn người khương lạc ly chừng lớn đôi mắt. Đây chỉ là một trong những lối vào, hẳn những nơi khác của thập giới còn có lối vào khác. Quân tiêu giao nói. Bọn họ không trần chờ mà chuẩn bị tiến vào trong đó. Nhưng mà, đám người đông huyền lão tổ lại phát hiện lối vào kẽ nứt thập địa kia lại mơ hồ truyền, đến từng cảm giác bài xích, lấy tu vi thánh nhân của bọn họ căn bản không thể tiến vào trong đó. Đây là chuyện gì? Bọn người đông huyền lão tổ cũng ngơ ngác. Quân tiêu giao hơi suy tư một chút. Truyền thừa của tế đàn anh linh trong kẽ nứt thập địa đều nhằm vào thế hệ trẻ tuổi. Đối với các thánh nhân như đông huyền lão tổ thì đã không có tác dụng quá lớn. Nói không chừng cơ duyên trong kẽ nứt thập địa vốn là chuẩn bị cho thế hệ trẻ, bởi vậy cường giả khó có thể tiến vào trong đó. Các ngươi cứ canh chừng ở chỗ này đi. Quân tiêu giao nói, đám người đông huyền lão tổ đành gật gật đầu quân tiêu giao lập tức dẫn ba người khương lạc ly nghệ vũ yến thanh ảnh bước vào thông đạo của kẽ nứt thập địa còn về quân dĩnh nhi tu vi của nàng quá thấp không thích hợp tiến vào trong đó mà tô tử quỳnh chỉ là nữ nô mà hắn tùy tiện nhận lấy tất nhiên quân tiêu giao cũng không có tâm tư bồi dưỡng cho nên hắn chỉ mang theo ba người khương lạc ly cùng thời gian đó ở vạn tượng đại lục trong một rừng rậm yêu thú một thanh niên sắc mặt trầm tĩnh như nước đang điên cuồng săn giết yêu thú. Trên đỉnh đầu hắn ta có một phù chiếu tràn ngập khí tức tối cao đang lập lòe tỏa, ra thần hoa. Đó chính là thập lục hoàng tử Phương Hàn. Không đủ, ta còn chưa giết đủ, thực lực còn chưa đủ mạnh. Trong rừng yêu thú, Phương Hàn không ngừng đánh chết yêu thú, trong mắt mơ hồ mang theo huyết sắc cứ như tàu hỏa nhập ma. Quân tiêu dao như một ngọn núi lớn đè lên ngực làm hắn ta không thở nổi. Quân Dĩnh Nhi giống như trở thành thị nữ của quân tiêu dao ngày nào cũng theo sát bên cạnh quân tiêu giao người nào cũng có thể nhìn ra sự khuynh mộ cực độ trong mắt quân dĩnh nhi giống như thiếu nữ hoài xuân hận không thể điên cuồng cho không quân tiêu giao điều này làm phương hàn không thể tiếp thu hắn ta không thể chịu đựng việc nữ nhân mình thích biến thành mẫu liếm cẩu của quân tiêu giao lòng đố kỵ hừng hực tràn ngập trong lòng hắn ta chỉ có giết chóc mới có thể làm hắn ta dịu lại một chút tế thần phù chiếu không ngừng hấp thu những huyết nhục chi khí đó của yêu thú để cường hóa thực lực của phương hàn nhưng loại cường hóa này quả thực như muối bỏ biển khi đối mặt với thiên kiêu tiên vực, cường đại như quân tiêu giao. Không đủ, còn chưa đủ, đáng chết, cho dù có tế thân phủ chiếu, nhưng muốn đuổi kịp quân tiêu giao kia thì cũng không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Phương Hàn phát ra tiếng giống giận không cam lòng, hung hăng đệ một quyền vào cây cổ thụ. Hắn ta muốn vượt qua quân tiêu giao, muốn đến tiên vực, muốn có được sự ưu ái của quân Dĩnh Nhi. Mà đúng lúc này, sâu trong một sơn cốc phía trước bỗng có dao động không gian chuyển đến. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, lắc mình đi đến. Sau đó, Phương Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì ở sâu trong sơn cốc kia lại có một cái khe không gian cao chừng một người, không biết cái khe không gian đen nhánh kia sẽ dẫn tới đâu. Nhưng trong cái khe này lại mơ hồ truyền ra một luồng linh khí nồng đậm, khiến người ta cảm thấy lỗ chân lông cả người đều như thư giãn mở ra. Đây là, trong lòng Phương Hàn hung hăng chấn động, sau đó trong mắt hiện lên kích động. Trước đó hắn ta cũng từng mơ hồ nghe thấy, Đại giận hoàng chủ phụ thân hắn ta nói qua, cơ duyên kẽ nứt thập địa sẽ mở ra, các thiên kiêu đều lao đầu muốn chui vào trong đó. Nhưng không phải ai cũng có tư cách đi vào. Mà trước mắt, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì cái khe không gian này chính là một trong những lối vào kẽ nứt thập địa. Ha <laughs> ha, quả nhiên Phương Hàn ta là vai chính hội tụ khí vận thiên địa, cả loại đại cơ duyên này cũng mở rộng cánh cửa cho ta. Phương Hàn ngửa mặt lên trời cười lớn, tan đi suy sút và khói mù trước đó nét mặt hắn ta tỏa sáng, giống như khôi phục sinh cơ. Quân tiêu giao kia lợi hại thì thế nào thì Trung Quy cũng là người của tiên vực, không được thiên địa hạ giới phù hộ. Mà Phương Hàn hắn lại là vai chính thiên địa chân chính của hạ giới, một trong những nghịch thiên thập tử. Quân tiêu giao, chờ ta tiến vào kẽ nước thập địa, thu hoạch cơ duyên, ta sẽ chứng minh với quân Dĩnh Nhi, ta còn mạnh hơn ngươi. Ánh mắt Phương Hàn thật sáng ngời, không hề do dự mà dứt khoát bước vào cái khe không gian. Không chỉ Phương Hàn, trên toàn bộ thập giới đại lục đều hoặc nhiều, hoặc ít xuất hiện những khe không gian như lối vào này. Phía Cơ Thanh Y, với thân phận nghịch thiên chi mạnh nhất của Tử Lý Đạo Huyền, thậm chí hắn ta cũng không cần chủ động đi tìm lối vào kẽ nứt thập địa, mà nó đã trực tiếp xuất hiện trước mặt. Đáy mắt Lý Đạo Huyền mơ hồ lộ ra một tia đắc ý, đây là minh chứng hắn ta không giống người thường, thậm chí còn là nổi bật nhất trong nghịch thiên thập tử. Nhưng Cơ Thanh Y chỉ lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó gót sen điểm nhẹ, lướt vào trong đó cảm nhận được thái độ có chút đạm mạc của cơ thanh y kia, đôi mắt Lý Đạo Huyền hơi trầm xuống. Hắn ta thân là vai chính thiên địa của Hỗn Độn Đại Lục, nghịch thiên chi tử mạnh nhất, tất nhiên dã tâm của những nghịch thiên chi tử khác cũng không thể so sánh với hắn ta. Hắn ta nhất định phải chinh phục cơ thanh y, hắn ta cũng nhất định phải đi đến tiên vực. Chờ ta gom đủ căn nguyên của thập giới, trở thành nghịch thiên chi vương thì cho dù là cơ thanh y, cũng chỉ có thể thần phục ta. Lý Đạo Huyền hơi nheo đôi mắt lại, bước vào lối vào kẽ nứt thập địa bên kia tiểu ma tiên và vong xuyên cũng tìm được một lối vào còn có dương bàn pháp hải mỗi người trong bọn họ đều mời chào được một đám thiên kiêu có khí vận không nhỏ ở hạ giới tuy không thể so sánh với nghịch thiên thập tử nhưng cũng không yếu thậm chí một số người trong đó có thể tranh phong với một ít thiên kiêu trẻ tuổi trên tiên vực đương nhiên còn có một ít thiên kiêu tiên vực và hạ giới hoặc vì ngoài ý muốn hoặc là nhờ cơ duyên nào đó cũng có thể tìm được lối vào kẽ nứt thập địa Nói ngắn gọn, một đám thiên kiêu đứng đầu hạ giới đều tiến vào kẽ nứt thập địa, triển khai trận tranh đoạt cơ duyên cuối cùng. Trong thông đạo hư không đen nhánh thâm thúy, đám người quân tiêu giao đang lao vút đi. Đây là cái khe không gian sao? Sao lại xa như vậy? Khương Lạc linh nghi hoặc. Theo lý thuyết, tiến vào khe không gian thì hẳn sẽ nhanh chóng tới được đích đến, nhưng hiện tại bọn họ lại phải lao nhanh trong thông đạo hư không? Chỉ sợ đây cũng là một loại khảo nghiệm. Ánh mắt quân tiêu giao thật thâm thúy. Mà đúng lúc này, bước chân hắn bỗng khựng lại, hắn vẫy tay một cái, pháp lực phát ra, lôi kéo ba người Khương Lạc Ly qua một bên. ầm ầm ở nơi bọn họ dừng lại trước đó, hư không chấn vang sụp đổ, giống như hố sâu đen nhánh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã rơi vào rồi. Khương Lạc Ly vỗ vỗ ngực, tim có chút đập nhanh. Sau lưng nghệ vũ và Yến Thanh ảnh cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi bọn họ đều không cảm nhận được. Nếu không có quân tiêu giao, lôi kéo bọn họ qua một bên thì hậu quả không dám tưởng tượng đều cẩn thận một chút, chỉ mới là thông đạo hư không này cũng sẽ chết một ít người. Quân tiêu giao nói khẽ, hắn cũng không để ý. Sức mạnh linh hồn cường hãn khiến cảm quan của quân tiêu giao cực mạnh, có thể lập tức lẩn tránh nguy hiểm. Cho nên bọn họ cũng hữu kinh vô hiểm mà thông qua thông đạo hư không này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Nhưng những thiên kiêu khác lại không may mắn như vậy. Thỉnh thoảng có thiên kiêu chết trong thông đạo hư không hoặc là bị trùng động hư không cắn nuốt, hoặc là bị gió lốc hư không xé thành mảnh nhỏ. Muốn có được cơ duyên thì phải lấy tánh mạng ra đánh cuộc. Cuối cùng, rốt cuộc bốn người quân tiêu giao cũng nhìn thấy ánh sáng phía trước đường hầm đen nhánh. Bọn họ lao ra khỏi nơi đó, liếc mắt nhìn lại, cho dù là quân tiêu giao cũng có chút thất thần. Đây là một mảnh đất cổ xưa, có dãy núi con sông, có di tích cổ mộ, có cánh đồng hoang vu vô ngần, có sông nước cuồn cuộn. Đưa mắt nhìn ra, nơi này cũng không có khác biệt gì lớn so với ngoại giới. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, những cây cối trong núi non đều che đậy cả bầu trời. Người thường đứng trước mặt những cổ mộc đó cứ như con kiến nhỏ bé. Còn có những chấn động thỉnh thoảng truyền ra từ núi non và vô số thu ảnh khổng lồ. Chúng mang đến cho người ta cảm giác như đi tới quốc gia của người khổng lồ. Sao ta cảm thấy như mình trở nên thật nhỏ bé? Loại cảm giác này thật không tốt đẹp gì đối với Khương Lạc Ly. Nàng vốn dĩ đã đủ xinh xắn lanh lợi, hiện tại còn có cảm giác trở nên càng thấp bé. Không phải chúng ta thu nhỏ, Ngươi cảm nhận linh khí thiên địa thử xem. Quân tiêu giao giải thích. Ba người Khương Lạc Ly hơi cảm nhận, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Linh khí thật nồng đậm, chỉ sợ linh khí tiên vực cũng không nồng đậm bằng nơi đây. Nghệ vũ kinh ngạc nói. Kẽ nứt thập địa hội tụ linh khí của thập giới, có hoàn cảnh này cũng thực bình thường, được linh khí tầm bổ, cho nên cổ mộc và yêu thú của nơi này đều cao lớn hơn bình thường. Quân tiêu giao nói. Nhưng cùng lúc đó, yêu thú trong kẽ nứt thập địa khẳng định cũng sẽ càng hung mãnh mà các loại hiểm địa đều sẽ tràn ngập nguy hiểm. Giống, ngay vào lúc đám người quân tiêu giao đang đánh giá mảnh thiên địa này, một con rết khổng lồ to chừng trăm trượng bay ra từ một khu núi rừng rậm rạp, cái xúc tua bén nhọn cắn thẳng về hướng quân tiêu giao. Con rết khổng lồ dài chừng trăm trượng này vô cùng hung hãn, sát khí ngập trời. Đưa mắt nhìn, ra ngoại giới, trừ phi là một ít dị chủng, nếu không con rết này không có khả năng trưởng thành đến hình thể này. Nhưng trong kẽ nước thập địa này có linh khí quá nồng đậm, tầm bổ thiên địa, cũng dựng dục ra loại yêu thú hung hãn như thế này. Nhưng mà, ánh mắt của quân tiêu giao thật lạnh nhạt, chỉ đánh ra trường ấn kim sắc. Phốc một tiếng, con rết to lớn tràn ngập sát khí này trực tiếp bị chụp nát đầu, thân thể thật dài rơi thẳng xuống từ giữa không trung, làm bay lên bụi đất mịt mù. Trong kẽ nứt thập địa này, cơ duyên và nguy cơ là cùng tồn tại, các ngươi muốn đi theo bên cạnh ta hay là tự đi sông pha. Quân tiêu giao nhìn về phía đám người nghệ vũ. Nghệ vũ nghe vậy thì hơi sửng sốt, vừa định mở miệng nói phải bảo vệ quân tiêu giao, nhưng nghĩ lại thì hình như quân tiêu giao căn bản không cần bọn họ bảo hộ. Nghĩ đến đây, nghệ vũ chắp tay và nói, nghệ vũ nguyện ý một mình đi lang bạt, tìm kiếm cơ duyên. Nghệ vũ thực quả quyết, bởi vì hắn gánh trên vai huyết hải thâm thù, cho nên ý chí muốn mạnh lên cũng càng kiên định. Trong kẽ nứt thập địa này, lấy thực lực và khí vận của hắn thì hẳn có thể tìm được cơ duyên thuộc về mình. Vậy còn ngươi, quân tiêu giao nhìn về phía Yến Thanh Ảnh. Yến Thanh Ảnh hơi cắn môi, tuy nàng ta vẫn rất muốn ở bên cạnh quân tiêu giao, nhưng nàng biết quân tiêu giao muốn mình tự đi thăm dò. Yến Thanh ảnh thân là truyền nhân của thôn thần Ma Công, điều nàng cần nhất là đi rèn luyện một mình. Vì có thể giúp được công tử càng tốt, Thanh ảnh cũng nguyện ý một mình đi rèn luyện để mạnh lên. Yến Thanh ảnh kiên định nói, vì quân tiêu giao nên nàng ta mới nguyện ý rèn luyện gia tăng thực lực. Hành động này làm trong lòng Khương Lạc Ly bên cạnh dâng lên một chút ghen tuông. Được rồi, các ngươi không hổ là tùy tùng mà ta nhận định. Quân tiêu giao cười cười, Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh đều là người có được đại khí vận, nếu ở bên quân tiêu giao thì ngược lại sẽ đánh mất cơ duyên thuộc về mình. Nếu bọn họ đi rèn luyện một mình thì càng có khả năng niết bàn trong máu và lừa, trở nên càng mạnh. Quân tiêu giao không cần những tên hèn nhát hoặc là du thủ du thực. Tùy tùng của hắn đều là những người phải cùng hắn quân lâm thiên hạ ngày sau. Sau khi đưa ra quyết định, Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh đều chắp tay với quân tiêu giao, sau đó quả quyết rời đi. Quân tiêu giao nghiêng mặt qua, nhìn Khương Lạc Ly một chút và nói, vậy còn ngươi? Hi hi, đương nhiên là ở bên cạnh tiêu giao ca ca rồi. Đừng nghĩ dùng cớ cái gì một mình rèn luyện, đóa hoa nhà ấm gì đấy. Lạc Ly chỉ muốn đi theo ngươi. Khương Lạc Ly tiến lên, dán dán vào người quân tiêu giao, cánh tay ngó sen như ngọc kéo tay quân tiêu giao. Quân tiêu giao chỉ biết câm nín nhìn trời. Nương à, nương tìm cho con phiền phức gì thế này? Quân tiêu giao thầm thở dài trong lòng một tiếng. Thân là con dâu khâm điểm của Khương Nhu, có lẽ chỉ có Khương Lạc Ly mới có thể tới gần quân tiêu giao như vậy trong mắt những nữ tử khác, quân tiêu giao là bạch nguyệt quang cao lãnh, nhìn thấy nhưng không với tới được. Thật vất vả mới có thế giới hai người với tiêu giao ca ca, sao Lạc Ly có thể bỏ lỡ chứ? Khương Lạc Ly sung sướng mà nghĩ vậy trong lòng. Được rồi, đi thôi. Quân tiêu giao không để ý đến tính toán trong lòng Khương Lạc Ly. Đối với một lo ly đáng yêu điên cùng muốn cho không, quân tiêu giao cũng chỉ có thể mặc kệ. Hai người họ bắt đầu thăm dò tại địa giới này. Trong núi non có các loại kỳ chân dị quả, thậm chí cả thánh dược không thường được tìm thấy ở tiên vực, cũng có không ít trong mảnh núi non này. Quân tiêu giao và Khương Lạc Ly cũng tiện tay ngắt lấy một ít. Trên đường đương nhiên cũng có các loại hung thú xuất hiện, cả đám đều lớn hơn ngoại giới. Tỉ như phệ kim thử có kích cỡ như con sói. Chấn địa khâu dẫn thô to như mãng xà. Còn có con rơi thị huyết giống như chim ưng khổng lồ. Những quái thai cổ đại đó không chỉ có hình thể lớn hơn, mà thực lực còn mạnh hơn ngoại giới trong đó có không ít quái thai cổ đại nhất bản cảnh và thông thiên cảnh, nhưng quân tiêu giao đều chỉ dùng một trường là chụp chết. Dù sao, cũng không có mấy quái thai cổ đại có thể chịu được vài tỷ cân cự lực nghiền áp. Khương Lạc Ly cũng vui vẻ thoải mái, có quân tiêu giao ở đây thì cảm giác an toàn quá cao, căn bản không cần lo lắng cái gì. Nàng bỗng nghĩ tới cái gì đó, ngưỡng khuôn mặt nhỏ trong trẻo lên nói với quân tiêu giao, tiêu giao ca ca. Lạc Ly bỗng nghĩ tới, hình thể của yêu thú nơi này đều lớn hơn ngoại giới, nếu Lạc Ly vẫn luôn ở lại kẽ nứt thập địa, thì có phải cũng sẽ cao lớn lên hay không? Nghe thấy não động kỵ quái của Khương Lạc Ly, quân tiêu giao nhất thời không biết nói gì. Thật lâu sau, hắn mới trả lời, ngươi thật là một đứa bé lanh lợi. Ai hắc? Khương Lạc Ly khẽ thẻ lưỡi, nghịch ngợm cười. Mà lúc này, ở dãy núi non phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh di tích cổ. Có đoạn bích tàn viên, có cung điện sụp đổ, nhìn có vẻ hết sức cổ xưa, không giống như sản vật của thời đại cận cổ. Di tích thượng cổ sao? ánh mắt quân tiêu giao lộ ra một tia hứng thú kẽ nứt thập địa chính là một cổ địa cơ duyên rất ít ai có thể tiến vào nhưng người có thể bước vào rồi còn thành lập cung điện như vậy thì nhất định có chút bản lĩnh trong mảnh di tích cổ này quân tiêu giao cảm giác được một nơi trong đó tràn ngập linh khí nồng đậm làm người ta cảm thấy như muốn tẩy lễ phi thăng đi theo ta ánh mắt quân tiêu giao chợt lóe dẫn theo khương lạc ly tiến vào tòa di tích cổ này oanh quân tiêu giao dùng một tay đánh một cánh cổng đồng thao văng ra đi thẳng một mạch vào bên trong. Quân tiêu giao luôn chỉ cần dùng một trưởng đánh tan tất cả các loại cơ quan trận pháp trên đường đi. Còn có một ít con rối đồng thao bảo hộ di tích cổ cũng bị quân tiêu giao, đấm bay. Cuối cùng, bọn họ đi tới một đại điện. Trong đại điện có một linh chỉ nằm trong đó. Nước trong linh chỉ cực kỳ kỳ dị, nó hiện ra bảy màu, xa hoa lộng lẫy. Trải qua vô số năm tháng, nước ao bảy màu đó không những không bốc hơi biến mất, ngược lại còn lắng động càng nồng đậm, đây chẳng lẽ là tẩy lễ chi thủy. Khương Lạc Ly hồi nhỏ lên, tốt xấu gì nàng cũng xuất thân từ hoang cổ thế gia, tầm mắt rất cao, rất nhiều bảo vật nhìn một cái đã biết được lai lịch. Không sai, quân tiêu dao cũng hơi mỉm cười. Cho dù là ở tiên vực, tẩy lễ chi thủy cũng là tồn tại hết sức hy hữu. Loại tẩy lễ chi thủy này chẳng những có mức độ linh khí nồng đậm, có thể sánh ngang với tiên nguyên hạ phẩm. Càng khó được chính là, tẩy lễ chi thủy còn có hiệu quả tẩy lễ thân thể. Loại tẩy lễ chi thủy này, quả thực có thể so sánh với kim thân dịch của tiểu tây thiên ở tiên vực giá cả một giọt tẩy lễ chi thủy có thể so với một khối thần nguyên tuyệt phẩm mà nơi này có một hồ tẩy lễ chi thủy đầy ấp đây hẳn là bút tích của vị nhân kiệt thượng cổ kiến tạo nên cung điện này quân tiêu dao nghĩ thầm tẩy lễ chi thủy này thật sự rất thích hợp để tượng thần trấn ngục kính của hắn lột xác mượn dùng tẩy lễ chi trì này quân tiêu giao có tự tin khiến tượng thần trấn ngục kính càng tiến thêm một bước Đến lúc đó, hắn càng nắm chắc sẽ lột xác ở tế đàn anh Linh. Ngay vào lúc quân tiêu giao chuẩn bị tiến vào tẩy lễ chi trì. Khương Lạc Ly bên cạnh lại có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nha đầu ngươi, chẳng lẽ... Quân tiêu giao thiếu chút nữa đã quên bên cạnh còn có một con trùng nhỏ theo đuôi. Nàng cũng muốn cùng tiến vào tẩy lễ chi trì. Nhưng chỉ có một tẩy lễ chi trì thôi. Tiêu giao ca ca, cùng nhau không? Khương Lạc Ly vặn vẹo ngón tay, nâng gương mặt xinh đẹp trong trẻo lên, lông mi mảnh dài đang khẽ vẩy trong đôi mắt long lánh lóe sáng lộ ra chút thanh thuần vô tội mơ hồ còn có một tia dụ hoặc như có như không quân tiêu dao ho khan một tiếng cô nàng này muốn hắn phạm tội sao không thể không nói nếu khương lạc ly thật sự ra chiêu dụ hoặc thì tuyệt đối là một tiểu yêu tinh mê người cũng may quân tiêu dao có đầy đủ định lực đổi lại là nam nhân khác thì phòng chừng sẽ hóa thân thành sói cuối cùng quân tiêu dao vẫn cùng khương lạc ly tiến vào tẩy lễ chi trì Đương nhiên, không cởi quần áo. Hai người ngồi xếp bằng trong ao, bắt đầu hấp thu tẩy lễ chi thủy, tiếp thu tẩy lễ. Quân tiêu giao thúc dục thôn thần ma công, ngoài thân hiện lên một rồi lại một lốc xoáy đen nhánh. Tẩy lễ chi thủy không ngừng bị luyện hóa, hấp thu. Trong cơ thể quân tiêu giao cũng chuyển đến một rồi lại một tiếng vang như đậu nổ. Đó là từng viên cự tượng vi lạp chuyển hóa thành long tượng vi lạp. Cả người Khương Lạc Ly bên cạnh cũng tỏa ra ngọc quang, cứ như một nữ tiên nho nhỏ hiển nhiên tốc độ nàng hấp thu tẩy lễ chi thủy không nhanh như quân tiêu dao nhưng thân thể của nàng cũng không cần quá nhiều tẩy lễ chi thủy gột rửa khương lạc ly cũng không phải đi theo chiêu số tu luyện nhục thân nàng có nguyên linh đạo thể thân thể mềm mại kia lúc nào cũng đang tiếp thu và rèn luyện linh khí thiên địa tu luyện như vậy rằng co chừng ba ngày ba đêm tượng thần chấn ngục kính của quân tiêu dao cũng có tiến bộ nhảy vọt mà giờ phút này ở bên ngoài di tích sơn mạch cổ có một vài bóng người đang lập lòe bọn họ đều là những thiên kiêu nhờ các loại cơ duyên ngoài ý muốn nên tiến vào kẽ nứt thập địa các thiên kiêu kia đều có khí vận không tầm thường tuy rằng còn chưa đạt tới trình độ của nghịch thiên thập tử nhưng cũng không yếu ha ha phía trước có một di tích cổ linh khí thật nồng đậm hẳn trong cổ điện kia có trí bảo một ít thiên kiêu nhắm vào một cổ điện trong mắt mang theo hưng phấn lắc mình lao vào mà trong núi rừng phía sau bọn họ một bóng người hiện hóa ra nhìn nhìn những thiên kiêu đó ánh mắt hơi lập lòe hắn nói quân tiêu dao nhất định sẽ tiến vào kẽ nước thập địa nhưng rốt cuộc quân tiêu dao đang ở đâu bóng người này không phải ai khác mà là phương hàn đã tiến vào kẽ nước thập địa toàn bộ kẽ nước thập địa nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ phương hàn suy tư trong lòng một lát sau đó cũng lắc mình tiến vào cổ điện kia mà ở tẩy lễ chi chỉ trong cổ điện quân tiêu dao cũng sắp kết thúc tu luyện trong thân thể hắn lại có thêm bốn vạn cự tượng vi lạp chuyển hóa thành long tượng vi lạp sức mạnh nhục thân lại bùng nổ thêm 3 tỷ 600 triệu cân, gần như gấp đôi lúc trước. Hiện tại nếu quân tiêu giao thúc dục tượng thần chấn ngục kính, thì thần lực nhục thân sẽ đạt tới con số 7 tỷ 300 triệu cân khủng bố. Điều này đã không thể dùng khủng bố để hình dung nữa, mà là tuyệt luân có một không hai. Xem ra ta thật sự sẽ biến thành siêu nhân một đấm rồi. Quân tiêu giao cười khẽ, mà vào khắc tiếp theo, ý cười trên khóe miệng hắn hơi thu lại, nhìn về cánh cổng cổ điện, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo một đám rồi bọ phiền người. Quân tiêu dao lạnh lẽo nói. Vèo, vèo, vèo. Tiếng phá cửa vang lên, một đám thiên kiêu lập tức vọt vào cổ điện. Sau khi nhìn thấy tẩy lễ chi trì, trong mắt bọn họ đều bộc phát thần quang kinh người. Sau đó một ít thiên kiêu còn nhìn thấy Khương Lạc Ly xinh đẹp đáng yêu, trong mắt lập tức hiện lên dị quang đang chấp động. Bọn họ đưa mắt nhìn về phía quân tiêu giao. Tuy thanh danh của quân tiêu giao đã vang dội khắp bốn khối đại lục hạ giới, nhưng các thiên kiêu kia cũng không phải đều đến từ bốn đại lục đó còn nữa cho dù là thiên kiêu đến từ các đại lục như thiên huyền tinh thần sâm la nhưng nhiều nhất cũng chỉ nghe nói đến quân tiêu giao số lượng thiên kiêu từng gặp được hắn ít còn hơn cả ít cho nên các thiên kiêu kia cũng không biết quân tiêu giao ngươi là thiên kiêu của khối đại lục nào chúng ta muốn cơ duyên nơi đây một thiên kiêu trong nhóm người này lên tiếng sắc mặt quân tiêu giao thật đạm mạc lười nói nhiều chỉ chuẩn bị chụp một tay qua mà lúc này phía sau lại bỗng có chiêu thức dáng thẳng đến, đi kèm còn có sức mạnh nhật nguyệt càn khôn, cú đánh lén này trực tiếp diệt sát vài tên thiên kiêu. là ai? ai dám đánh lén? những thiên kiêu còn lại đều tức giận, một bóng người lắc mình lao đến, đôi tay dịch chuyển như thúc đẩy nhật nguyệt nghiền áp đám thiên kiêu này. phốc, thân thể một thiên kiêu nổ tung. giắc, một thiên kiêu khác bị chấn vỡ cốt cách cả người. không bao lâu sau đám thiên kiêu tiến vào cổ điện kia đều bị diệt sát không còn một mống. Thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết này khiến cả quân tiêu giao cũng hơi nhướng mày. Bóng người này chính là Phương Hàn. Dưới đáy mắt hắn ta có một tia ám quang hiện lên, mặt ngoài lại đi lên trước, chắp tay và nói với quân tiêu giao, Phương Hàn ra mắt thần tử. Nhìn thấy thái độ của Phương Hàn như vậy, đáy mắt quân tiêu giao lộ ra chút thâm ý suy tư. Không thích hợp. Từ trước đến nay ánh mắt của Phương Hàn, nhìn hắn đều mang đầy không cam lòng và ghen ghét quả thực nồng đậm đến không thể pha loãng. Mà hiện tại, sao thái độ của hắn ta lại chuyển biến lớn như vậy? Thậm chí còn giúp hắn giải quyết một phiền phức nhỏ. Chuyện gì khác thường thì nhất định sẽ có trá. Chẳng lẽ Phương Hàn này biết mình vĩnh viễn không đuổi theo kịp quân tiêu giao, cho nên nhận mệnh chịu thua. Quân tiêu giao cảm thấy không có khả năng lắm. Thử hỏi người nào trong nghịch thiên thập tử không phải mang đầy kiêu ngạo. Bảo bọn họ cúi đầu quả thực còn khó hơn giết họ. Cho dù là Yến Thanh Ảnh, cũng là vì quân tiêu giao giúp nàng báo huyết cừu chém giết đoạn thần tử, bởi vậy nàng ta mới hoàn toàn thần phục quân tiêu giao. Nếu không có chuyện này thì Yến Thanh Ảnh cũng không có khả năng tùy tiện thần phục quân tiêu giao. Không ngờ ngươi cũng tiến vào kẽ nứt thập địa. Quân tiêu giao lạnh nhạt nói. Vâng, đều là vận khí mà thôi. Phương Hàn nói. Quân tiêu giao khẽ gật đầu, lời này của hắn ta cũng không sai. Nếu không có khí vận phù hộ thì Phương Hàn này thật sự chẳng phải cái gì cả. Mà hiện giờ hắn ta giết chóc đám thiên kiêu kia, thực lực bày ra chứng tỏ hắn đã mạnh hơn trước kia quá nhiều. Chỉ sợ đó là công lao của bàn tay vàng thuộc về phương Hàn. Hiện tại quân tiêu giáo cũng không biết bàn tay vàng của hắn ta là cái gì, nhưng chắc hẳn phải có liên quan đến căn nguyên thế giới của tiềm long đại lục. Phương Hàn, ngươi khiến người ta cảm thấy như thay đổi thành một người khác vậy. Trong mắt quân tiêu giao lộ ra chút thâm thúy. Dưới đáy lòng Phương Hàn hơi lột bột một chút, sắc mặt lại bình tĩnh bất biến. Hắn ta bỗng thở dài một hơi và nói, Tại hạ cũng đã suy nghĩ cẩn thận, ta đã không còn đường ra ở hạ giới này, cho nên hy vọng có thể đi theo thần tử đến tiên vực, mong thần tử thành toàn. À, thì ra là thế. Quân Tiêu Dao mặt ngoài khẽ gật đầu, trong lòng lại đang cười lạnh. So tài diễn kịch à? Hắn chính là nhân vật cấp ảnh đế. Cả Thiên Kiêu Tiên vực cũng bị Quân Tiêu Dao nắm mũi dắt đi. Một phương Hàn trốn hạ giới còn mơ mộng muốn chơi tâm cơ với hắn, quả thực là múa rìu qua mắt thợ, buồn cười đến cực điểm nhưng quân tiêu dao cũng không chọc thủng càng không có ý ra tay với phương hàn dù sao phương hàn cũng là con trai của đại dận hoàng chủ là hoàng tử của đại dận hoàng triều tùy tiện ra tay với hắn ta sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt lắm một khi đã vậy thì cứ tương kế tự kế phương hàn ngươi cho rằng mình ở tầng thứ hai nhưng ta đã ở tầng thứ năm quân tiêu dao cười lạnh dưới đáy lòng mặt ngoài lại nói thực lực của ngươi thật sự không yếu lại còn giúp bản thân tự giải quyết phiền phức chờ sau khi ra ngoài bản thần tử cũng có thể dẫn ngươi lên tiên vực đa tạ thần tử phương hàn lộ ra vẻ mặt vui mừng hơi chắp tay lại nhưng đáy lòng hắn ta lại đang cười lạnh quân tiêu dao ngươi xác định mình có thể tồn tại đi ra ngoài sao không có hộ đạo nhân không có thân phận quân gia thì ngươi cũng chỉ là một thiên kiêu hơi lợi hại một chút mà thôi còn không phải bị ta nắm mũi dắt đi à phương hàn cười lạnh trong lòng hắn ta cảm thấy kỹ thuật diễn của mình không có chút sơ hở nào quân tiêu dao đã tin lời hắn ta nói hơn nữa bước đầu buông nghi ngờ và cảnh giác xuống. Nhìn Phương Hàn cúi đầu chắp tay, quân tiêu giao cũng tấm tắc cảm thán trong lòng. Vì lừa gạt hắn mà Phương Hàn này thật biết nhẫn nhục phụ trọng. Chỉ là hắn ta có cậy vào gì mà nghĩ mình có thể đối phó hắn kia chứ? Bàn tay vàng sao? Trong lòng quân tiêu giao nghĩ tới các loại khả năng. Mà lúc này, Khương Lạc Ly cũng rời khỏi trạng thái tu luyện. Nàng liếc một cái đã nhìn thấy Phương Hàn, sau đó khuôn mặt nhỏ hơi đen lại thật vất vả nàng mới có thế giới hai người với quân tiêu dao sao nửa đường lại xuất hiện một tên chen ngang chứ tiêu dao ca ca hắn là khương lạc ly nhăn mày lại một vị hoàng tử của đại dận hoàng triều quân tiêu dao thuận miệng nói à tiêu dao ca ca vậy chúng ta đi thôi khương lạc ly muốn ném lại tên phương hàn đáng ghét này phương hàn thấy thế thì vội vàng mở miệng nói tại hạ hy vọng có thể đi theo bên cạnh thần tử sao ngươi làm người ta ghét quá vậy khương lạc ly tức giận nói bị khương lạc ly của trách như vậy sắc mặt phương hàn cũng xanh trắng luân phiên chỉ cần là nam nhân thì đều không muốn bị khác phái mắng như vậy nhưng phương hàn vẫn kiên trì chuyện được đọc bởi kênh halazy audio quân tiêu giao nhìn thật sâu vào mắt phương hàn nói vậy được thôi ngươi cứ đi theo bản thân tử đi tiêu giao ca. ca. khương lạc ly cắn môi càng cảm thấy phương hàn này trướng mắt quân tiêu giao xua tay ngăn khương lạc ly nói tiếp vì sao phải để phương hàn đi theo tất nhiên là vì quân tiêu dao cảm thấy hứng thú với bàn tay vàng và căn nguyên thế giới của phương hàn nếu phương hàn không đi theo mình thì làm sao hắn ta làm chuyện gì được hắn ta không làm được thì làm sao quân tiêu dao có lý do để ra tay với con trai của công thần kia chứ phương hàn muốn đi theo quân tiêu dao là do không có ý tốt quân tiêu dao cũng muốn sáng tạo cơ hội cho hắn ta nếu như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt cơ duyên của phương hàn đám người đại giận hoàng chủ cũng sẽ không sinh lòng oán hận đẹp cả đôi đàng chẳng phải quá tốt hay sao? Nếu Phương Hàn biết được suy nghĩ trong lòng quân tiêu giao, thì nhất định sẽ phẫn nộ hô to. Ngươi là một tên hiểm độc. Nhưng đáng tiếc, Phương Hàn cũng không biết. Thậm chí hắn ta còn nghĩ lầm là quân tiêu giao đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị với mình. Sau đó đám người quân tiêu giao cũng rời khỏi tòa cổ điện này. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Nhưng các loại cơ duyên đều là bị quân tiêu giao và Khương Lạc Ly chia nhau. Phương Hàn đi theo bên cạnh quân tiêu giao không vớt được cả một cọng lông. Điều này làm sắc mặt Phương Hàn mơ hồ có chút khó coi. Hơn nữa càng làm trong lòng Phương Hàn tức giận chính là bọn họ còn phát hiện một cây bất tử dược. Cây bất tử dược kia chính là hai loại quả quấn lấy nhau, một quả có màu xích kim, một quả có màu thủy ngân. Cây bất tử dược này tản ra một luồng sức mạnh âm dương càn khôn nhật nguyệt. Nhật nguyệt bất tử dược. Quân tiêu giao nhướng mày. Cho dù là ở tiên vực, bất tử dược cũng là vật hy hữu. Lúc trước hoàng nữ bái ngọc nhi của chu tước cổ quốc vì một cây bất tử dược, mà phải quỳ xuống cầu xin, có thể thấy được vật như bất tử dược là hết sức hy hữu, cho nên phát hiện một gốc cây bất tử dược ở bảo địa, như kẽ nứt thập địa cũng là điều có thể lý giải. Mà tâm tình của phương Hàn lại vô cùng kích động, bởi vì cây nhật nguyệt bất tử dược này cực kỳ phù hợp với hắn ta, nếu có thể luyện hóa thì sẽ rất có lợi cho hắn. Bên cạnh nhật nguyệt bất tử dược còn có một quái thai cổ đại hung hãn đang chiếm cứ, đi giải quyết quái thai cổ đại đó đi. Quân Tiêu do lạnh nhạt nói. Nếu Phương Hàn muốn đi theo hắn thì tất nhiên phải làm việc cho hắn. Phương Hàn nghe vậy thì đáy lòng cũng mơ hồ kích động. Quân tiêu giao này tính để hắn ta giải quyết quái thai cổ đại, sau đó có được nhật nguyệt bất tử dược sao. Nếu là trước đó, Phương Hàn tuyệt đối không nghĩ quân tiêu giao có lòng tốt như vậy. Nhưng hiện tại, quân tiêu giao đã bị hắn ta lừa gạt, nói không chừng thật sự sẽ cho hắn ta một chút ngon ngọt để nếm thử. Nghĩ đến đây, Phương Hàn lập tức bùng nổ pháp lực, trực tiếp lao về hướng quái thai, cổ đại đó. Không thể không nói, thực lực của quái thai cổ đại bảo hộ nhật nguyệt bất tử dược cực mạnh. Cho dù Phương Hàn là nghịch thiên tri tử, muốn đối phó với nó cũng cực kỳ gian nan. Hơn nữa, có quân tiêu giao ở bên, hắn ta cũng không tiện lấy tế thần phù chiếu ra để đối kháng. Bởi vậy đánh có vẻ cực kỳ gian nan. Nhưng quân tiêu giao và Khương Lạc Ly lại đứng một bên xem diễn, lười đến giúp đỡ. Khương Lạc Ly còn làm quỷ diện với Phương Hàn, yêu kiều hừ một tiếng rồi nói, đáng đời. Phương Hàn chém giết với con quái thai cổ đại kia chừng nửa canh giờ, rốt cuộc cũng vô cùng gian nan mà đánh chết nó hắn ta thở hồng hộc toàn thân đều là máu tươi và huyết chảo nhìn có vẻ rất chật vật có quân tiêu dao ở đây phương hàn khó có thể thi triển ra các loại át chủ bài bởi vậy chỉ có thể gian nan thủ thắng nhưng kết quả cũng tốt phương hàn thở nhẹ ra một hơi lộ ra nụ cười nhạt hắn ta xoay người vừa muốn hái nhật nguyệt bất tử dược kia thì nó đã bị một lực hút tóm lấy cuối cùng dừng lại trong tay quân tiêu dao phương hàn Quân tiêu giao cười nhạt, ngược lại đưa nhật nguyệt bất tử dược cho Khương Lạc Ly. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Lạc Ly lộ ra chút kinh hỉ, nàng nói, tiêu giao ca ca, cái này cho Lạc Ly sao, có quá chân quý không? Không sao, ta cũng không thiếu bất tử dược. Quân tiêu giao cười khẽ và nói, đa tạ tiêu giao ca ca. Khương Lạc Ly lộ ra nụ cười ngọt ngào, trên gương mặt có hai lúm đồng tiền hiện lên. Nàng thân là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, cũng không phải thiếu bất tử dược. Nhưng đây là quân tiêu giao tặng, ý nghĩa không giống nhau. Đôi mắt to của Khương Lạc Ly chuyển động, sau đó nhón mũi chân, hơi nhảy lên, đánh lén quân tiêu dao một cái, hôn lên má hắn. Nha đầu này, quân tiêu dao khẽ lắc đầu. Cũng may không hôn trúng miệng, bằng không coi như mất nụ hôn đầu tiên. Quân tiêu dao cũng không tùy tùy tiện tiện động tâm với nữ nhân nào, hắn là bạch nguyệt quang cao lãnh trong lòng tất cả nữ nhân. Nhà đầu Khương Lạc Ly này muốn công lược hắn cũng không đơn giản như vậy mà Phương Hàn thấy tình cảnh này thì đưa ra tại chỗ, cả người đều choáng váng. Hắn ta trăm cây ngàn đắng mới chém giết được quái thai cổ đại, kết quả bảo bối này trực tiếp bị quân tiêu giao cướp đi mất. Không chỉ như thế, còn mượn hoa hiến Phật đưa cho muội tử lo ly. Quan trọng nhất chính là, muội tử lo ly còn dâng lên một nụ hôn. Chỉ có Phương Hàn hắn cô đơn đứng tại chỗ, vết thương đầy người thì thôi đi, còn ăn một họng thức ăn cho chó. Còn mẹ nó quá thê thảm. Bông tuyết phiêu phiêu, gió bắc rền vang. Phương Hàn cảm thấy có mưa băng lạnh lùng đập ẩm ẩm lên mặt mình. Quân tiêu giao chú ý tới Phương Hàn, đáy mắt hiện lên một tia châm biếm. Hắn mở miệng nói, Phương Hàn, ngươi làm không tồi, bản thân tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe quân tiêu giao nói vậy, sắc mặt Phương Hàn mới đẹp lên một chút. Nhưng trái tim hắn ta vẫn đang nhỏ máu. Bởi vì nhật nguyệt bất tử dược này thật sự là quá phù hợp với thể chất của hắn ta. Quân tiêu giao quả thực đang tước đoạt cơ duyên thích hợp nhất với hắn ta. Nhưng kế tiếp, hành động của quân tiêu giao lại làm Phương Hàn há hốc mồm. Chỉ thấy quân tiêu giao lấy ra một gốc cây linh dược, đưa cho Phương Hàn. À cái này! Phương Hàn đứng thẳng đơ bất động tại chỗ. Hắn ta cảm nhận được một luồng ác ý sâu sắc. Đứng trên linh dược là bảo dược, trên bảo dược là thánh dược, trên thánh dược mới là bất tử dược. Một cây nhật nguyệt bất tử dược của hắn ta chỉ đổi lại một gốc linh dược thôi sao? Còn mẹ nó, còn là linh dược hạ phẩm. Thân thể Phương Hàn đang run lên nhẹ nhẹ. Quân tiêu giao thấy thế thì ra vẻ rất kinh ngạc, lập tức nói, không đủ sao, không sao cả. Quân tiêu giao lại lấy ra một gốc linh dược hạ phẩm. Phốc, rốt cuộc phương hàn cũng nhịn không được mà học ra một ngụ máu tim. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.